Chương 1. Thành phố Tam Giang nằm ở hạ lưu sông Dương Tử, vận tải biển phát triển, các tòa cao ốc nhấp nhô, kinh tế vô cùng thịnh vượng, là nơi sản sinh ra nhiều gia tộc giàu có. Tập đoàn Lâm thị không được coi là một gia tộc giàu có ở thành phố Tam Giang, cùng lắm là một doanh nghiệp gia đình phát triển tốt. Nhưng gia tộc nhỏ này lại nuôi dưỡng ra một nữ thần, Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm đỗ vào Đại học Yến Kinh với tư cách là thủ khoa khối C và đã hoàn thành chương trình tiến sĩ chỉ trong 6 năm vì sở hữu thân hình và khí chất xuất sắc, cô được ca ngợi là nữ thần số một của thành phố Tam Giang sau khi trở về làm việc trong công ty của gia đình. Và tất nhiên cô đã trở thành đối tượng theo đuổi của tất cả công tử nhà giàu ở Tam Giang. Ai ngờ, một năm trước, ông Lâm lại gả cháu gái Lâm Thư Âm, được mệnh danh là nữ thần số một của thành phố Tam Giang, cho một đứa trẻ mồ côi tên là Diệp Vô Phong. Cách đây không lâu, ông Lâm qua đời vì bạo bệnh, công việc làm ăn của nhà họ Lâm cũng xa suốt. Mỗi thành viên trong gia tộc họ Lâm đều có cổ tức, còn Diệp Vô Phong mặc dù ở rể nhưng cũng có phụ cấp hàng tháng lên đến hơn 20.000 nhân dân tệ. Nhưng vào thời điểm khủng hoảng, trong khi những thành viên khác đều đang nỗ lực tìm cách cứu vãn công việc kinh doanh đang xa sút Diệp Vô Phong lại cả ngày không có việc gì làm. Hắn không bao giờ đến công ty mà chỉ ở nhà làm việc nhà, nói dễ nghe, thì là người đàn ông của gia đình, nói trắng ra thì là đàn ông bám váy vợ. Người nhà Lâm ra không thể hiểu được hắn, họ thường cười nhạo, chế giễu hắn và lúc nào cũng không muốn đuổi hắn ra khỏi lâm gia. Ngay cả lâm thư âm cũng coi thường chồng cô, trong mắt cô, Diệp Vô Phong là một kẻ vô dụng, không chút cầu tiến, tham ăn lười làm, và chỉ được cái dẻo miệng. Không biết hắn dùng biện pháp gì lại dụ dỗ được ông nội, để ông nội quyết định chọn hắn làm con rể. Trước khi qua đời, ông nội để lại di trúc, trừ khi Diệp Vô Phong tự mình đệ đơn ly hôn, còn không không bao giờ được phép ly hôn Diệp Vô Phong. Vì vậy, cô luôn lạnh nhạt với Diệp Vô Phong, kiên quyết không để Diệp Vô Phong động vào người. Thậm chí, cô còn cố gắng ra sức ép để Diệp Vô Phong chủ động ly hôn. Đầu tiên, cô cho người giúp việc nghỉ việc và giao tất cả công việc nhà bẩn thỉu và mệt mỏi cho Diệp Vô Phong, giặt rũ, nấu ăn, lau sàn, thậm chí cọ nhà vệ sinh. Lâm Thư âm tin rằng Diệp Vô Phong dù sao cũng là một người đàn ông, nếu là đàn ông cũng nên có lòng tự trọng, sau một thời gian dài chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục này, không bao lâu nữa sẽ phải rút lui. Tuy nhiên, sau một năm, mặc dù phải ôm đồm toàn bộ việc nhà nhưng Diệp Vô Phong vẫn tìm được niềm vui trong đó, nhà cửa luôn được dọn dẹp ngăn nắp, hoa cỏ trong vườn đâm chồi nảy lộc tươi tốt. Diệp Vô Phong càng như vậy, Lâm Thư Âm càng xem thường. Bám lấy cái nhà này để được chia cổ tức, Diệp Vô Phong, anh có còn là đàn ông không vậy? Chiều nay, Diệp Vô Phong vừa ngâm nga một bài hát, vừa mang quần áo ra phơi, sau đó cầm chổi quét sân, cuối cùng đi xách nước tưới cho vườn rau nhỏ tự trồng. Đột nhiên, một tiếng huyết sáo vang lên bên ngoài hàng rào. Diệp Vô Phong nhìn lên, bên ngoài hàng rào có một người đàn ông lông mày rậm, mắt to, cao tầm 1,90 mét. Anh ta nhếch mép nhìn Diệp Vô Phong cười ngốc nghếch, đại ca, rốt cuộc cũng tìm được anh, không ngờ anh lại ẩn cư ở đây. Diệp Vô Phong cười nhẹ, nói, đường triển, sao cậu lại ở đây? Đường triệt cười nói, đại ca, từ khi anh rời khỏi Long Môn, Thú Vương, đã nhanh chóng củng cố thế lực, hiện tại ở Trung Đông đã có bốn quốc gia ủng hộ hắn rồi. Bốn quốc gia giàu có đó, nếu để họ thoát ly khỏi sự bảo kê của Long Môn chúng ta, chúng ta sẽ mất ít nhất 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Hơn nữa, sau khi mở rộng thế lực, Thú Vương nhất định sẽ quay lại đối đầu với Long Môn chúng ta. Diệp vô phong mỉm cười, đó đều là chuyện của cậu. Dù sao cậu cũng là tứ thiên vương long môn, danh hiệu thiên vương đâu phải nói bỡn là có được đâu. Đường triển gái gãi đầu, nói, đại ca, chỉ có anh mới có thể trấn áp thú vương thôi. Nếu anh còn không ra mặt, long môn chúng ta e là sẽ tổn thất nghiêm trọng mất. Diệp vô phong vỗ vỗ bờ vai rộng lớn của đường triệt, chậm rãi nói, đường triển, kể từ thời điểm này năm ngoái, ta đã không còn là chỉ huy long môn nữa rồi đường triển lo lắng nói đại ca anh thật sự không niềm tình huynh đệ khoanh tay đứng nhìn thật sao diệp vô phong nói ban đầu để cứu cậu ta đã bị bắn ba phát suýt chết trên chiến trường bắc phi đó không phải là niềm tình huynh đệ hay sao ta hiện tại đã có vợ đã từ bỏ cuộc sống giang hồ trước kia đừng làm phiền cuộc sống của ta nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình đường triển thở dài đổi chủ đề nói đại ca huynh đệ từ xa tới đây huynh cũng phải tiếp đãi một chút chứ. Đợi chị dâu đi làm về, để chị ấy xuống bếp làm chút đồ nhắm, huynh đệ ta làm vài ly." Diệp Vô Phong trừng mắt nhìn Đường Triệt, đột nhiên chửi ầm lên, "Cậu đang nghĩ mình là ai? Còn muốn chị dâu nấu cơm cho ăn? Ta còn chưa từng được đối đãi như vậy. Đừng ở đây nói nhảm nữa, biến nhanh đi, chị dâu cậu không thích ta tiếp xúc với người lạ." Đường Triệt nói, "Mẹ kiếp, dù sao cũng là huynh đệ của anh, lặn lội đường xa đến đây." còn không thèm mời lấy một bữa. Đừng nhiều lời, cút, vẻ mặt lười biếng của Diệp vô phong đột nhiên bắn ra một tia sát khí, đường triển run rẩy, cắp đuôi chuồn mất. Sau khi đuổi đường triển đi, Diệp vô phong tiện tay hái một ít cà chua trong vườn, vào bếp chuẩn bị bữa tối. Dầu mỏ Trung Đông, con gái Tổng thống, hưng, tất cả đều là phù du. Vợ thích ăn cà chua trộn đường nhất, làm thêm vài món cô ấy thích nữa. Nhìn thấy cô ấy vui vẻ mới là điều quan trọng nhất một chiếc Mercedes màu xám bạc lái vào sân, từ trong xe bước ra, một mỹ nhân tuyệt trần, mái tóc đen như thác nước, đường nét thanh tú, chiếc cổ trắng nón hồng hào, đeo một chuỗi dây chuyền pha lê, một chiếc váy bó màu đen, quấn lấy những đường cong thân hình hoàn mỹ, vòng eo ngọc trinh thon thả, bầu ngực nhô cao đầy đặn như sắp tràn ra ngoài. Lâm thư âm đệ nhất mỹ nữ hiếm có khó tìm, nữ thần số một thành phố Tam Giang. Diệp vô phong đeo tạp dề từ phòng bếp ra chào hỏi, vợ, em về rồi à, vất vả cho em rồi bữa tối đã chuẩn bị xong em đi tắm rửa hay ăn cơm trước lâm thư âm sắc mặt lạnh lùng nhìn diệp vô phong hung hăng trách mắng tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi bất kể ở nhà hay ở công ty không được phép gọi tôi là vợ nhất định phải gọi là lâm tổng diệp vô phong bị mắng nhưng cũng không tức giận tươi cười nói anh nhớ rồi lâm tổng sẽ không có lần sau nữa đâu nhìn vẻ niềm nở của diệp vô phong lâm thư âm trong lòng cảm thấy chán ghét Tức giận nói, anh dọn cơm ra đi, tôi xem xem có muốn ăn hay không. Có ngay, Diệp Vô Phong tung tăng chạy vô bếp, không bao lâu, bốn món ăn đẹp mắt đã được dọn lên. Chương 2. Tôm chiên hạt điều, trứng bác với dưa chuột và mộc nhĩ, cà chua trộn đường. Lâm tổng, đây đều là rau xanh hữu cơ nhà chúng ta tự trồng, không thuốc trừ sâu. Em xem có hợp khẩu vị của em không? Lâm Thư Âm nhìn những món ăn này mà suýt chảy nước miếng. Đồ vô dụng nhà anh việc kinh doanh thì không làm được, lại giúp vào bếp để học nấu ăn. Nếu anh chịu dùng não suy nghĩ một chút, gây dựng sự nghiệp thì đâu đến nỗi phải chịu người ta khinh thường. Hai, anh định để tôi tức chết có phải không? Cô nghiêm nghị nói, sao vẫn là mấy món này, anh ngốc đến nỗi không làm nổi những món khác hay sao? Không ngon miệng, không ăn. Lâm Thư âm vạch lá tìm sâu, nhưng Diệp vô phong không hề tức giận. Lâm Tổng, hôm nay em đi làm cả ngày nên chắc mệt rồi, không muốn ăn nếu em không thích anh sẽ làm những món khác em thích hơn lâm thư âm nghiến chặt răng lòng thầm nghĩ đúng là đê tiện bị sỉ nhục như vậy còn không thấy chán hừ đúng là những kẻ mặt dày thì hết thuốc chữa để tôi xem xem rốt cuộc mặt anh có thể dày đến mức nào ơ ờ, anh nói cũng có lý hôm nay tôi hơi mệt mấy món này không hợp khẩu vị của tôi vào bếp làm thêm vài món khác đi nhìn lông mày của diệp vô phong khẽ động Lâm Thiển Thiển trong lòng mừng thầm, thế nào, không chịu được nữa rồi chứ gì. Tôi chính là muốn giày vò anh đấy, nếu tức giận thì cứ cãi nhau với tôi đi, cãi thật kịch liệt vào, rồi chúng ta sẽ ly hôn. Ai ngờ, Diệp vô vân cười nhẹ, không vấn đề, hay em chọn mọn đi, anh sẽ làm. Lâm Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, tôi thích ăn món sườn non xào hành tỏi mà lần trước anh làm. Diệp vô phong cười khổ nói, Lâm Tổng, ở nhà vẫn còn sườn, nhưng sườn lần trước đều là sườn sụn. Bây giờ trong nhà lại đang hết loại sườn đó rồi. Lâm triệt trừng mắt, ở nhà không có, nhưng siêu thị thì có. Anh lười, không muốn ra ngoài mua chứ gì. Diệp vô phong nói, không phải, anh sợ em đói quá, làm không kịp cho em ăn. Lâm thiển thiển nói, tôi chờ được, anh đi mua đi. Nghe nói vậy, Diệp vô phong lập tức xoay người đi ra ngoài, đạp xe đi siêu thị cách đó 6 km mua xương sườn sụn sau đó tiếp tục chạy vào bếp và bắt đầu làm món ăn mà Lâm Thư Âm yêu thích này. Một giờ sau, Diệp vô Phong ướt đẫm mồ hôi, tay bưng đĩa sườn xào hành tỏi quay trở lại phòng ăn, cười nói, Lâm Tổng, món sườn hành tỏi yêu thích của em xong rồi đây. Việc chọn sườn trong món ăn này rất đặc biệt, mỗi miếng sườn đều phải có sụn, qua tay nghề chế biến của Diệp vô phong, xương và thịt quyện vị hòa hợp với nhau, vừa giòn vừa thơm ngon. Bề ngoài có màu nâu đỏ hấp dẫn, hương thơm nước muối, còn lưu mãi trong miệng lâm thư âm gắp một miếng ăn ăn xong liền dừng lại diệp vô phong hỏi lâm tổng sao không ăn nữa lâm triệt lạnh lùng trả lời tôi ăn no rồi mặc dù diệp vô phong đã không ngại mệt mỏi để làm ra món ăn ngon này nhưng kiểu luồn cúi nịnh nọt anh ta ngày càng khiến lâm thư âm khó chịu trong lòng diệp vô phong anh đúng là không có khí chất của đàn ông chịu làm mấy việc hèn mọn này chỉ vì muốn đổi lấy cổ tức của lâm ra thôi sao anh không sợ bị sỉ nhục, chế giễu, nhưng tôi không chịu nổi. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Thư Âm vang lên, cô nghe máy, hóa ra là tòa án gọi đến, một nhân viên tư pháp nói với Lâm Thư Âm rằng cô ấy đã vi phạm hợp đồng đã ký với Hàn Gia và bị Hàn Uy khởi kiện. Lâm Thiển Thiển cúp điện thoại, không nhịn được nói, Hàn Vĩ, anh muốn phá khách sạn Hoàng Triều của tôi, đừng mơ. Đừng tưởng rằng nhà họ Hàn các anh có chỗ sửa vững chắc thì tôi sợ. Muốn kiện, được thôi, Tôi sẽ theo anh đến cùng. Ai dám phá khách sạn Vương Triều, dám bắt nạt vợ tôi, đúng là tìm chết." Diệp Vô Phong thầm nghĩ. Khách sạn Dynasty là sản nghiệp thuộc sở hữu của Lâm gia và được phân cho Lâm Thư Âm. Cách đây không lâu, quy hoạch đô thị mới của thành phố Tam Giang đã được ban hành, trong đó sẽ đầu tư 7 tỷ vào vịnh Bilu để xây dựng cảng du thuyền trọng tải 300.000 tấn, từ đây có thể trực tiếp ngồi du thuyền sang trọng đi du lịch nước ngoài. Tàu chở hàng và container lại càng tiện lợi có thể trực tiếp đến các nước Đông Á, Nam Á, Châu Phi. Dọc theo bờ biển, trung tâm mua sắm miễn thuế cao cấp, khách sạn du lịch và kinh doanh có đủ mọi thứ nên giá nhà ở khu vực vịnh Biluawan tăng cao chóng mặt. Khách sạn Dynasty tọa lạc ngay tại khu đất vàng trên bờ bắc vịnh Bilua, hai năm trước, khi đó, quy hoạch của chính quyền thành phố vẫn chưa được công bố. Lâm lão gia lúc đó vẫn còn sống, ông và Hàn Thị đã đạt được thỏa thuận để cùng nhau phát triển một không gian mở trên bờ biển phía bắc của Vịnh Bi Lua. Không ngờ Lâm Lão Gia bị bệnh đột ngột qua đời, nhà họ Hàn không giữ lời hứa, khi quy hốt mới được đưa ra, liền đá nhà họ Lâm ra để một mình phát triển Vịnh Bi Lua, không những vậy còn phá bỏ khách sạn Dynasty của nhà họ Lâm. Từ khi Diệp vô phong bước vào Lâm ra, anh ta không để ý nhiều đến chuyện bên ngoài, hơn nữa Lâm Thiển Thiển cũng chưa bao giờ nói với anh ta về những chuyện làm ăn này, vì vậy, Diệp Vô Phong không hiểu lắm về Hàn Vĩ, thiếu gia nhà họ Hàn. Tuy nhiên, Diệp Vô Phong hiểu ý của Lâm Thư Âm, một gã tên Hàn Uy đang ra tay với Lâm Thư Âm. Không cần biết nhà ngươi có chỗ dựa vững chắc ra sao, dám động đến một sợi tóc của vợ ta, ta giết cả nhà ngươi. Năm 16 tuổi anh gia nhập tổ chức lính đánh thuê số một thế giới, Long Môn, năm 21 tuổi trở thành tư lệnh Long Môn. Làm chủ Long Môn 5 năm, nắm giữ đại cảnh trong lòng bàn tay, hóa thành mây, che tay như mưa. Diệp Vô Phong, 26 tuổi, đột nhiên rút lui khỏi giang hồ đến lâm gia và chỉ có bản thân anh ta mới biết được lý do là gì. Diệp Vô Phong sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo từ nhỏ, lên 9 tuổi thì cha mẹ đều mất, bỏ học một mình đến thành phố Tam Giang tìm một người bác họ. Ai ngờ người bác họ đó không còn ở thành phố Tam Giang nữa. Diệp Vô Phong cuối cùng biến thành kẻ ăn mày không người thân thích, vào tháng 12 âm lịch năm đó, ba ngày đêm không có thức ăn, đói bụng ngất trước cổng nhà cũ của nhà họ Lâm. Khi Diệp vô phong tỉnh dậy, phản trong ánh mắt là hình ảnh một cô bé trong sáng với bím tóc hai bên và một ông già trông tốt bụng. Sáng hôm đó, Lâm Thư Âm, 6 tuổi, đi tập thể dục buổi sáng với ông mình, đã nhìn thấy và cứu Diệp vô phong. Chính Lâm Thư Âm là người khoác chiếc áo khoác mới trắng tinh của mình lên người Diệp vô phong và đút cho anh ta từng ngụm sữa đậu nành nóng hổi sự ngây thơ trong sáng của cô đã hoàn toàn xua tan cái lạnh giá trong trái tim anh. Kể từ đó, hình ảnh cô gái nhỏ với bím tóc sừng bò đã khắc sâu trong trái tim Diệp vô phong, mãi mãi không phai. Sau đó, Lâm lão gia đã đích thân đưa Diệp vô phong đến viện mồ côi do Lâm gia bảo trợ. Diệp vô phong tốt nghiệp cấp 2 xong mới rời khỏi Tam Giang, anh chuyển ra nước ngoài cùng bác họ và tham gia Long Môn. Sau khi đạt được ngôi vị bá chủ đế quốc nhờ tài năng và nỗ lực của mình, anh luôn nhớ rằng mình phải đền đáp công ơn của mình, thậm chí anh còn hy vọng có thể gặp lại cô gái với bím tóc hai bên. Một năm trước, Diệp Vô Phong đã rút lui trở về quê nhà ở thành phố Tam Giang, trong một lần tình cờ, Diệp Vô Phong đã cứu được Lâm lão gia đang bị kẻ thù truy lùng. Vì vậy, mới có câu chuyện Diệp Vô Phong về làm rể nhà họ Lâm. Tuy nhiên, sau khi Lâm lão gia chết, không ai trong nhà họ Lâm biết được thân thế thực sự của Diệp Vô Phong. Chương 3: Từ chối cưỡng chế phá rỡ. Có lẽ Lâm Thư Âm vì chuyện vừa rồi mà ăn uống không vào, miễn cưỡng ăn chút đồ ăn trên bàn, di động lại hiển thị tin nhắn đến, Lâm Tổng, Hàn gia cùng Lâm gia cùng nhau phát triển dự án cao ốc Bích Loan, chuyện này chúng ta có thể bàn bạc thêm một lần nữa, điều kiện là cô phải tự đến chỗ tôi cầu xin. Tên người gửi, Hàn Uy. Nhìn dòng tin nhắn này, Lâm Thư Âm nhướng mày, cắn chặt răng, đập mạnh tay lên bàn, Hàn Uy, anh là đồ cầm thú. Anh đừng mơ tưởng, tôi sẽ cho anh biết lâm thư âm không phải đồ nhu nhược tôi thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành bỗng dưng ngoài cửa có hai người đi vào đó là bà nội của lâm thư âm hay được gọi là lão phật gia bởi vì bà ta ở thượng hải lăn lộn nhiều năm là một người xảo quyệt lại khắc nghiệt sau khi lâm lão gia qua đời bà ta lên nắm quyền vô cùng độc đoán quả thực giống hệt lão tử hy năm xưa bởi vậy mới có danh xưng lão phật gia này theo phía sau lão phật gia cũng chính là anh họ của lâm kiến ba của cô cũng là một nhân xuất sắc trẻ tuổi của Lâm gia. Anh ta rất được lòng lão phật gia, hiện tại đang là tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị. Lâm Thư Âm nhìn thấy bà nội đến, nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho bà nội. Sau khi lão phật gia ngồi xuống, nhìn Lâm Thư Âm, rồi lại nhìn Diệp Vô Phong, nói: "Bốn món mặn, một canh, sinh hoạt của hai vợ chồng không tệ a. À. Thư Âm, con có biết Lâm gia sắp địa họa ngập đầu không hả?" Lâm Thư Âm nhíu mày, bà nội muốn nói đến sự việc ở khách sạn Hoàng Triều. Lão Phật gia gật gật đầu hỏi, chuyện này con thấy thế nào? Lâm Thư Âm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vừa rồi tên Khốn Hàn Uy có nhắn con, nếu muốn tiếp tục bàn bạc thì phải một mình tới gặp anh ta, con thấy anh ta đang bị bệnh rồi. Anh ta muốn kiện ta, cứ việc đi mà kiện, kiện đến đâu, con theo đến đó. Lão Phật gia lạnh giọng nói, Thư Âm, con đúng là tuổi trẻ không hiểu sự đời. Chính bởi vì con cứ hành động theo cảm tính, cho nên bà không giao cho con vị trí giám đốc quản lý công ty, mà lại giao cho Kiến Ba. Lâm Kiến Ba cười đắc ý, nói: "Bà nội, năng lực của Lâm Thư Âm thực sự không tệ. Chủ yếu là quá non, không trải sự đời. Thư Âm, em có biết cơ bản Hàn Gia không phải là loại mà gia tộc nho nhỏ của chúng ta có thể đắc tội. Khách sạn hoàng triều kia gây trở ngại lớn cho lợi ích của anh ta, dỡ bỏ khách sạn để xây dựng cao ốc lớn làm khu trung tâm thương mại." Đây là xu thế tất yếu." Lâm thư âm hừ hừ nói, chính phủ có quy định không được người dân đồng ý, không được cưỡng chế phá bỏ. "Khách sạn Hoàng Triều chính là tài sản thuộc sở hữu cá nhân của con, anh ta dựa vào cái gì mà nói phá bỏ là phá bỏ? Còn nữa, tôi muốn hỏi anh một chuyện, Lâm Kiến Ba, anh có tư cách gì thay thế tôi ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng khách sạn Hoàng Triều?" Lâm Kiến Ba đỏ mặt, giải thích nói, "Thư âm, anh vì nghĩ cho đại cục, chỉ có hy sinh khách sạn Hoàng Triều hàn gia mới cùng chúng ta tiếp tục hợp tác truyền này bà nội cũng đồng ý lâm thư âm vô cùng kích động lớn giọng nói hàn gia dùng giá rẻ mà thu mua khách sạn hoàng triều anh có nghĩ đến cảm nhận của ta mặc dù vì lợi ích của gia tộc anh cũng nên thương lượng với tôi chính vì anh không làm vậy tôi biết căn bản anh không tôn trọng tôi những năm gần đây anh vẫn luôn ỉ vào bà nội yêu thương mà ức hiếp tôi tôi muốn biết hàn gia hứa hẹn cho anh lợi ích gì Chuyện tổn hại người thân mà lợi cho mình cũng là suy nghĩ vì gia tộc. Lâm Kiến Ba đúng là nhận được chỗ tốt từ Hàn gia, ai cũng biết giá nhà của Cao Úc Bích Loan rất cao, khách sạn Hoàng Triều có giá trị thị trường không dưới 6.000 vạn. Hàn Huy hứa hẹn sau khi dùng giá thấp thu mua khách sạn Hoàng Triều thành công, sẽ tặng cho Lâm Kiến Ba 1.000 vạn. Hành vi mở ám như thế, Lâm Kiến Ba làm sao để lão Phật gia biết được. Lại không ngờ Lâm Thư âm vạch trần trước mặt mọi người. Anh ta đỏ mặt tía tai nhanh chóng giải thích với lão Phật gia, "Bà nội, bà đừng nghe thư âm nói bậy. Thật sự con cũng hiểu Hàn gia ức hiếp người, nhưng mà, trước giờ đều là cá lớn nuốt cá bé đó là quy luật không đổi. Chúng có gì để họ không dám ức hiếp chứ? Nếu chúng ta đắc tội với Hàn gia, không chỉ phải hy sinh khách sạn Hoàng Triều, bà nội hiểu rõ điều này mà. Mong bà nội có thể nhìn thấy rõ." Lão Phật gia cân nhắc một chút rồi gật đầu nói, "Thư âm, Kiến ba nói có lý." bà biết con chịu thiệt thòi hôm nay bà chính vì cháu đã chịu thiệt thòi mà tới đây khách sạn hoàng triều là chúng ta có lý hàn gia cưỡng chế phá bỏ cũng không được nhưng mà chuyện này một khi gây ẩm ý lâm gia chúng ta còn thể tiếp tục tồn tại ở giang thành không đừng quên công ty chúng ta đang nợ ngập đầu các ngân hàng lớn đều nghe theo ý kiến ở hàn gia đều tạm không cho lâm gia vay tiền ngay cả tòa án cũng đã ra mặt giúp đỡ bọn họ chuyện này còn chưa đủ sao chẳng lẽ con thật sự muốn nhìn lâm ra vì còn mà bị hủy sao? Thư âm, khách sạn Hoàng Triều, có lẽ con chịu chút thiệt thòi. Chuyện kia con cùng Hàn Uy hãy bàn bạc cho tốt, chờ Hàn gia cùng lâm ra đạt được thỏa thuận hợp tác, những tổn thất hôm nay, bà nội tuyệt đối giúp con đòi lại. Bà nói được làm được, không lừa gạt ai. Lâm thư âm không nói gì, cô biết, lần này bà nội tới, bà đã có quyết định. Bản thân đồng ý hay không đồng ý cũng thế, khách sạn Hoàng Triều bị phá rỡ là chuyện đã định. Lão Phật gia cũng lâm kiến ba đi rồi, lâm thư âm cũng chưa phản ứng lại. Cô cúi đầu lên bàn khóc nức, Diệp vô phong đi tới vô bả vai cô, thư âm, đừng quá khổ sở, chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó hàn gia, giữ được khách sạn Hoàng Triều. Đột nhiên, lâm thư âm rút đầu vô ngực Diệp vô phong, dựa vào bả vai rộng lớn nói, hu hu, không thể, bà nội nói chính là gia pháp. Hàn gia ở Giang Thành một tay che trời, ngày mai tôi sẽ để nhân viên nhận lương rồi rời đi diệp vô phong vuốt mái tóc đen của cô nói thư âm, em đừng quá nôn nóng mà giải tán nhân viên anh có người bạn đang cùng khóa cũng lăn lộn trong ngành ngày mai anh đi tìm anh ấy thuyết phục hàn gia không phá rỡ khách sạn lâm thư âm dở khóc dở cười ngu ngốc anh đúng là đồ ngốc cơ ban hàn gia không hề nói đạo lý anh muốn thuyết phục thế nào giữa chân mày diệp vô phong hiện lên sát khí nếu hàn gia thực sự không nói lý ông trời cũng không dung được. Nhất định sẽ cho họ nếm mùi vị diệt vong. Tóm lại, khách sạn Hoàng Triều của em không ai dám động tới. Căn bản Lâm Thư Âm không hiểu, cô cũng không để trong lòng, chỉ cho là Diệp Vô Phong đang an ủi mình mà nói thế. Mạnh mẽ bật đứng dậy thở dài nói tôi mệt rồi, cơm không ăn vào. Nhìn vợ yêu bước đi tập tính lên lầu, Diệp Vô Phong trong lòng chợt hiểu ra. Trong chốc lát, anh đột nhiên ngộ ra một đạo lý bản thân từ bỏ cơ nghiệp cùng sự nghiệp cam tâm tình nguyện dùng thời gian của bản thân để ở cạnh cô cả đời này đối với anh là sự hy sinh đáng giá nhất nhưng mà lâm thư âm muốn không phải thứ đó cô cần là một người chồng đầu đội trời chân đạp đất tiền tài cùng quyền lực đã từng bị ta nắm trong tay vốn dĩ ta chán ghét cuộc sống đó nhưng chỉ cần em muốn ta nguyện làm chu u vương đốt lửa triệu chư hầu chỉ vì thấy được nụ cười của bao tự vì em anh nhất bàn trọng sinh thì đã sao thở dài, ánh mắt Diệp Vô Phong bỗng nhiên sáng người khác thường. chương 4, vì hồng nhan mà nổi giận. Hôm sau, Lâm Thư Âm đi làm, Diệp Vô Phong gọi đi, đường chảm, anh tới đón tôi. Hơn 10 phút sau, hai chiếc Bugatti Veyron sang trọng rừng bên cạnh Diệp Vô Phong, đường chảm vui mừng, hớn hở hỏi, lão đại, anh thay đổi ý định rồi. Diệp Vô Phong cười bình thản, tập đoàn Hàn Thị ở Giang Thành, Hàn Huy. Tôi muốn có đầy đủ tư liệu của người này, anh đưa tôi đến nhà anh ta, tôi muốn trực tiếp nói chuyện. Đường chảm lên xe, chiếc xe này được trang bị thiết bị cùng hệ thống mạng cực mạnh, còn có hệ thống kiểm tra rất tốt, đặc biệt ở chỗ nó luôn thu thập tổ chức tình báo kết nối với Long Môn. 10 phút sau, tư liệu chi tiết về Hàn Uy cùng tập đoàn Hàn Thị đã hiện ra trước mặt Diệp Vô Phong, sau khi xem xong Diệp Vô Phong mắng, một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, dám để mắt đến vợ của ta ư, quả thực làm trò cười cho mọi người mà. Đường chảm trợn mắt như dọa người, tên khốn này lại dám có ý với chị dâu, tìm chết. Lão đại, hôm nay để em diệt cả tộc Hàn Thị. Diệp vô phong mắng, anh đừng gây thêm chuyện cho tôi. Đây là đại lục hoa hạ, tùy tiện giết người là phạm pháp, nhưng mà tên tiểu tử nì quá kiêu ngạo, hôm nay cần cho hắn biết mặt một chút. Khi nói chuyện, đường chảm đã lái xe Bugatti Veyron đến biệt thự riêng của Hàn Huy. Bởi vì chiếc xe này quá khí phách, bảo vệ gác cổng không dám cản còn cho là bạn bè của Hàn Thiếu. Sau khi Diệp vô phong cùng đường chạm xuống xe thì trực tiếp vào biệt thự. Hai bảo vệ canh cửa nghi hoặc muốn truy vấn thì Diệp vô phong đã dùng ngón tay điểm nhẹ đã làm bọn họ mất trên mặt đất. Hai người ngung ninh đi đến phòng khách. Hàn Đại Thiếu ra Hàn Uy đang ăn sáng, trong lòng luôn không ngừng nghĩ về Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm, tôi không tin hôm nay em không đến đây cầu xin tôi. Hừ, cùng Hàn gia hợp tác xây dựng cao ốc Bích Loan bảo đảm cô sẽ thu về hơn 200 triệu, nhiều tiền như vậy đối với một phụ nữ sao lại không động lòng cho được. Đều là phụ nữ, cô không có khả năng cự tuyệt. Sau này cô em cứ ngoan ngoãn làm tình nhân bé nhỏ của tôi đi, ha ha. Đúng rồi, tôi nghe nói cô ta gã cho một người chồng vô dụng, tên kia cả ngày ở nhà giặt quần áo nấu cơm cho cô ta, đúng là phế vật. Đúng rồi, ngày nào đó làm cho Lâm Thư Âm ly dị tên kia đi, tôi sẽ đàng hoàng cưới hỏi cô ta làm vợ tôi khi hàn huy tùy ý bàn luận về đệ nhất mỹ nữ giang thành đột nhiên phát hiện phòng khách xuất hiện hai người xa lạ anh ta kinh ngạc quát lơn hai anh là ai một chút phép tắc cũng không có tùy tiện đi vào thế sao mau cút ngay diệp vô phong lạnh băng hỏi anh chính là hàn huy đúng vậy chính là bổn thiếu gia anh là ai diệp vô phong cười mỉa mai tôi là ai không quan trọng quan trọng là anh không thể trêu vào tôi được tôi nghe nói anh muốn phá bở khách sạn Hoàng Triều. Hàn Uy ngẩn ra, đầu óc như có một ý niệm, hai người này, chẳng lẽ do thư âm kêu tới. Lâm thư âm thật lớn mật. Hàn Uy hừ lạnh nói, đây không gọi là cưỡng chế phá bỏ, chúng ta chỉ là dựa trên thỏa thuận lúc trước hai nhà ký kết mà làm, Hàn gia phụ trách khai thác xây dựng cao ốc. Tài liệu kiến trúc, bên thầu công trình là do Lâm gia. Khách sạn Hoàng Triều là một khách sạn kiểu cổ, tòa nhà cũ kỹ, nhiều nhất cũng chỉ có gì 2.000 vạn, tôi ra giá 2.500 vạn đã là hết tình hết nghĩa rồi. Không ngờ Lâm Thư Âm không hiểu chuyện, tự động bội ước. Không còn cách nào, tôi đành theo thỏa thuận ký kết ban đầu, việc công theo phép công thôi. Diệp vô phong nói, anh luôn miệng nói thỏa thuận, có thể đưa tôi xem. Hàn Uy ha ha cười An Nhi, không thành vấn đề cho anh xem cũng chả sao, cũng để các người từ bỏ ý định kia. Hàn Uy lấy ra tập tài liệu hợp đồng thỏa thuận ném cho Diệp vô phong, Diệp vô phong xem xong thì cười lạnh nói: Trên hợp đồng ký tên là Lâm Kiến Ba, căn bản không phải Lâm Thư Âm, cho nên phần thỏa thuận này không có hiệu lực. Sứt lời, Diệp vô phong xe bỏ, đem tập tài liệu xe vụn. Hàn Huy thẹn quá hóa giận, lập tức đập bàn, khốn kiếp, anh đừng không biết điều. Lâm Kiến Ba là anh trai Lâm Thư Âm, anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, anh ấy ký tên sao lại không hiệu lực? Hai tên khốn này tới đây có chuyện gì? Muốn khuyên tôi sao? nói cho các người biết, ai tới cũng vô dụng, lão tử muốn phá bỏ di rời khách sạn Hoàng Tri ề, e, tôi xem ai ngăn cản được. Đúng rồi, trừ khi Lâm Thư Âm tự mình tới, kha kha chuyện này còn có thể bàn. Diệp vô phong nhìn Hàn Uy ương ngạnh, sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng cảm thấy ghê tởm, anh khí phách nói, cho anh một cơ hội cuối cùng, công khai xin lỗi Lâm Thư Âm, hơn nữa phải dựa theo ý của Lâm Thư Âm mà ký kết hợp tác. Nếu không, cả đời này của anh sẽ hối hận. Đờ mơ, Mày điên à, dám ra cái lệnh cho tao, thật nực cười. Tao hối hận, mẹ nó, tao không biết từ hối hận viết thế nào đó. Hàn Huy giờ khóc giờ cười, tức giận lại thấy nực cười. Diệp vô phong bước lại gần nắm cổ áo Hàn Huy, đồ rua rụt đầu, xem ra anh là muốn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Anh có tin tập đoàn Hàn Thị ở Giang Thành trong hôm nay sẽ biết mất. Hàn Huy gào to, được lắm, tao cũng muốn nhìn xem, mày làm sao diệt tập đoàn Hàn Thị. Diệp vô phong thấy miệng anh ta luôn nói lời hèn hạ, chụp lấy đầu Hàn Uy ấn mạnh một cái, va và chạm vào bàn cơm, xương mũi như gãy vụn, máu đầy mặt. Mày dám đánh tao, người đâu, bảo vệ. Bảo vệ ở Hàn gia không ít, tuy hai bảo vệ ở cửa bị đường chạm đánh ngất, nhưng nghe được Hàn Uy hô hoán, từ cửa sau sông ra bốn gã mặc đồ đen cậu bảo vệ, bốn gã này thân thể khỏe mạnh, hơn nữa là người biết võ. Nhưng mà, đường chạm canh dư ở cửa cũng không đèn đá cạn dầu, bốn tên bảo vệ kia vừa xông lên đã bị đường trảm một quyền đánh ngã bò lăn không thể đứng dậy hàn uy chưa từng chịu ấm ức như vậy lao đi máu trên mặt ngẩng đầu lên súng trong ngăn kéo anh ta cắn răng lấy ra một cây súng lục nhắm ngay đường chảm mà bắn muốn chơi súng với tao một tia sáng lóe lên tay hàn uy bị chém rơi súng và cánh tay rơi trên bàn làm việc trương nam dạy con không nghiêm cần phải trừng phạt người xuất đao thế mà lại là diệp vô phong anh nhanh như chớp rút bội đao của đường chảm ra, một nhát chém nước tay phải của Hàn Huy, sau đó Diệp vô phong vứt đao trả lại đường chảm. Vãi đái, đại ca anh rút đao của em còn nhanh hơn cả em. Ban nãy đường chảm thấy Hàn Huy rút súng ra, đường chảm theo bản năng cũng định rút đao, nhưng lại chậm mất một bước. Đường chảm dùng cán đao gõ gõ lên đỉnh đầu Hàn Huy, hù dọa thằng chó. Còn không nghe lời nữa, lần sau là tới đầu mày rơi xuống đó. Ai ao, đau chết ông rồi. Hàn Uy nắm lấy bả vai đang chảy máu ròng ròng thét lên chói tai. Bốn tên vệ sĩ thấy đại thiếu gia nhà bọn họ bị thương lập tức xông qua cứu, nhưng bọn chúng còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra đã bị đường chảm đánh ngã lăn cả đám trên mặt đất, mềm hoạt không thể đứng dậy nổi. Lúc này Hàn Uy mới cảm thấy sợ hãi, anh ta không ngờ tới hai tên tìm đến tận cửa này lại mạnh tới vậy. Tao đắc tội với ai chứ? Sao lại ra tay độc ác với tao như vậy? tay trái Hàn Uy nắm lấy tay phải, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Diệp Vô Phong nói, Hàn Uy, Trung Quốc là một nước cai trị quốc gia bằng pháp luật, tao không muốn coi thường pháp luật đâu. Nhưng mà ấy, tốt nhất mày đừng có ép tao phải xuống tay với mày. Nếu tao muốn giết mày chỉ dễ như giết mấy con ruồi bỏ thôi. Nãy tao có nói rồi, nếu mày không xin lỗi lâm thư em mờ thì tao sẽ hủy cả tập đoàn Hàn Thị luôn. Có thể bây giờ mày không tin, nhưng đợi một lúc nữa, rồi mày sẽ hiểu, mệnh lệnh của tao đây, không ai dám cãi lại đâu. Sau đó, Diệp Vô Phong bèn dùng máy tính trong phòng khách của Hàn Uy để truy cập vào một trang web siêu thần thánh mà lạ hoắc. Tao không phục, một thằng nhãi danh như mày thì có bản lĩnh gì chứ? Mày nói đúng, Trung Quốc là một nước cai trị quốc gia bằng pháp luật, mày chặt một tay của tao, tao sẽ khiến mày nếm thử mùi vị đau đớn gấp 10 lần. Bố tao là tỷ phú, bác tao là phó thị trưởng thành phố Tam Giang, có ngon thì mày chơi với tao đến cùng xem thằng nào ăn thằng nào diệp vô phong không thèm để ý tới tiếng thét chói tai của hàn uy mà kéo cái ghế ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống tinh 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 tiếng điện thoại của hàn uy vang lên nhìn dòng chữ hiển thị là cuộc gọi từ giám đốc kim của công ty vốn đầu tư kim tam nguyên ở hồng kông nhưng hàn uy bị không chế không thể nghe điện thoại mặt diệp vô phong lạnh tanh nói cho nó nghe điện thoại đi đường chảm thả hàn uy ra hàn uy biết đối với tập đoàn hàn thị Vị giám đốc Kim này rất quan trọng, vốn dĩ tập đoàn Hàn thì có thể mở rộng được càng bích loan bởi hai yếu tố chính. Thứ nhất là bác trai của Hàn Huy nhận được chức phó thị trưởng chủ quản quy hoạch thành phố Tam Giang. Thứ hai là nhận được tài trợ 30 tỷ từ công ty vốn đầu tư Kim Tam Nguyên. Hàn Huy không còn chút tâm trạng nào để quan tâm tới nỗi đau mất tay nữa, tay trái anh ta cầm điện thoại lên, chào giám đốc Kim, cháu là Hàn Huy đây, mấy nay bác có khỏe không? Hàn Huy, cậu gây sự với người cậu không nên gây sự rồi tôi chính thức tuyên bố, Kim Tam Nguyên chấm dứt hợp tác với Hàn Thị. Giám đốc Kim, đừng, bác nhất định là hiểu nhầm gì đó rồi phải không? Trong lúc Hàn Uy bị dọa cho sợ hãi, phía bên kia đầu dây đã cúp máy rồi. Giờ phút này Hàn Uy đã bị dọa cho sợ khiếp phía, điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này là điện thoại tổng giám đốc tài chính của công ty, giám đốc Hàn, không xong rồi, có một tập đoàn cực kỳ lớn dùng hơn 1.000 tỷ đô bóp giá cổ phiếu của chúng ta, Mới có nửa tiếng đồng hồ đã khiến cho cổ phiếu công ty thiệt hại 800 tỷ rồi, cứ tiếp tục thế này, tới sáng mai công ty chúng ta sẽ phá sản mất. Đỉnh đầu Hàn Uy lạnh buốt một lần nữa dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Diệp vô phong, không thể nào, Lâm Thư Em M sao có thể nhờ được một tập đoàn kinh tế lớn ở nước ngoài bóp giá cổ phiếu của chúng tôi được chứ? Đừng nói tới nhà họ Lâm, kể cả là nhà họ mạc giàu nhất thành phố Tam Giang này cũng không thể nào có bản lĩnh như vậy được. Lúc này... 800 tỷ bốc hơi đã lấn át hoàn toàn nỗi đau mất đi cánh tay của Hàn Uy khiến anh ta hoàn toàn trở nên mê man. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi xuống xe, đứng giữa một đội bảo vệ, bước vào trong biệt thự. Người đó chính là chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị, bố của Hàn Uy Hàn Thiên Vũ. Vừa vào cổng, đã ngửi thấy mùi máu tanh sông lên mũi, ông ta nhìn qua lại thấy con trai bảo bối của mình bị người khác chặt mất một tay, hàn thiên vũ lập tức nổi giận đùng đùng ông ta đang muốn hạ lệnh để cho mấy tên vệ sĩ dưới quyền trả thù cho con trai mình ai ngờ đường chảm tay cầm đao đứng ở trước cửa khiến cơ thể ông ta run lên hai mắt ông ta vốn tràn đầy tức giận lúc này hoàn toàn đã bị dập tắt đi là đại hạ long tước đao cậu là phán quan sao hàn thiên vũ đã lăn lộn trong giang hồ hơn mấy chục năm sao có thể không biết tới đại hạ long tước đao được năm năm trước một thanh niên với danh xưng phán quan ngang nhiên xuất thế, cậu ta dùng thanh đao này, một mình lật đổ bảy tên đầu sỏ của Trường Giang. Tiêu diệt toàn bộ thế lực ngầm của hai tỉnh Chiết Giang khiến người người sợ hãi, đều cúi đầu chấp nhận làm thuộc hạ. Sau này, vị thanh niên kia vượt biển nương nhờ vào Long Môn, thế lực của Long Môn này lại phủ sóng trên toàn thế giới. Một trăm ngàn lính đánh thuê giải rác khắp mọi ngóc ngách, thậm chí đến những người đứng đầu của những quốc gia lớn nhắc tới Long Môn sắc mặt đều tái mét. Lẽ nào, thằng con trời đánh của tôi đắc tội với phán quan sao. Hàn Thiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen xì, xém chút nữa ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu của Hàn Thiên Vũ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại duy nhất một điều, xong rồi. Nhà họ Hàn coi như đi đời rồi. Gia tộc đứng thứ tư thành phố Tam Giang, tổng tài sản đạt được hơn 40 tỷ, sự nghiệp cả đời bản thân gầy dựng đến nay xem như đi tong rồi. Hàn Thiên Vũ không hiểu, thằng con trai Hàn Uy của mình, làm thế nào mà lại đắc tội với phán quan. Đường chảm chép chép miệng, già như ông đây vậy mà lại biết tới danh hiệu của tôi ha, có điều, con trai ông không biết nghe lời, đại ca tôi dạy nó thay ông nên tiến một cánh tay của nó đi đấy. Hàn Thiên Vũ quay đầu lại nhìn Diệp vô phong, người đàn ông này ăn mặc cực kỳ đơn giản, biểu cảm trên mặt cũng không nóng không lạnh, nhưng trên người cậu ta lại tỏa ra một loại khí thế khiến người khác không dám lại gần. Đến phán quan cũng phải lễ phép cung kính với cậu ta, có thể thấy được thân phận của cậu ta càng đáng sợ hơn. Hàn Thiên Vũ lao đi mồ hôi lạnh vương trên trán rồi nói, "Đại ca, dậy hay lắm, dậy hay lắm." Hàn Thiên Vũ là một con cáo già lăn lộn trên giang hồ suốt mười mấy năm trời. Nếu ông ta đoán không sai thì người trẻ tuổi có thể làm cho phán quan cung kính như vậy chỉ có thể là long môn tư lệnh. Trời đất ơi, cái thằng trời đánh này, sao lại đụng vào người có địa vị cao như thế? Diệp Vô Phong lạnh lùng nói, "Hàn Thiên Vũ, người vừa gửi tin cho ông là tôi. Ông dạy con không nghiêm, con trai ông đụng vào người không nên đụng, còn dám giả mồm gào thét với tôi, muốn nhìn xem nhà họ Hàn bị phá hủy như nào, ha ha, đúng là thú vị mà, không ngờ nhà họ Hàn lại thích phá của như vậy. Hàn Thiên Vũ còn đang trong cơn sốc, tiếng điện thoại của ông ta lại vang lên, phó thị trưởng đương nhiệm của thành phố Tam Giang anh trai ông ta gọi tới, ông hai, cái thằng con khốn nạn của ông gây ra chuyện lớn rồi, mấy người bạn trong tỉnh tiết lộ cho tôi một tin, bảo tôi nhanh chóng chạy đi. Tốt nhất là ra nước ngoài tránh họa luôn, bệnh án về tim, đơn từ trước các thứ tôi cũng viết hết luôn rồi, tối nay tôi tới chỗ thị trưởng Trần Từ chức. trời sáng cái là cả nhà tôi lên máy bay đi luôn. Hai, cái thằng xúc vật phá nhà phá cửa Hàn Uy này, đã già rồi còn bị nó liên lụy tới có nhà mà không thể trở về. Cái gì? Bác tôi cũng bị ép phải rời khỏi thành phố Tam Giang sao? Ông ấy là phó thị trưởng nắm nhiều quyền lực trong tay mà sao còn phải bỏ của chạy lấy người ra nước ngoài chứ? Hàn Uy nghe xong ngu ra luôn, vốn tưởng rằng bố mình đem theo cả đội vệ sĩ qua đây thì có thể lật kèo, thậm chí anh ta vẫn còn đang tính toán xem sẽ để ai hạ gục được Diệp vô phong và đường chảm và cả chuyện để ai tới bộ công an đút lót. Audio điện tử võ tấn bền Chương 6, sống lại mạnh mẽ hơn thì có làm sao? Nội dung vở kịch xoay chuyển quá nhanh chóng, điện thoại của bác trai, biểu cảm của bố tất cả đều chứng minh rằng nhà họ Hàn không có khả năng chống lại người trước mắt này Hàn Huy đưa ánh mắt hoảng sợ đánh giá Diệp vô phong lần thứ hai người này rốt cuộc là ai vậy chỉ một câu nói đã đủ phá hủy nhà họ Hàn chúng ta sao sắc mặt Hàn Thiên vô tái nhợt quắc mắt nhìn chằm chằm một lúc sau đó nghiến răng nghiến lợi đi đến trước mặt Hàn Huy ông ta vung tay tát anh ta một tát mặt Hàn Huy giống y quả cà gào khóc thảm thiết bố đừng đánh nữa đánh nữa sẽ chết người đấy. Lúc này, Diệp Vô Phong mở miệng nói, Hàn Thiên Vũ, tôi đến đây để giải quyết vấn đề, không phải đến xem ông dạy dỗ con trai mình. Chuyện hôm nay, ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Đường chả mắng, thằng khốn này, mày có biết thời gian của đại ca tao đáng giả hơn vàng không? Còn không nhanh chóng xử lý đi. Đầu óc Hàn Thiên Vũ chuyển động cực nhanh, ông ta khom lưng nói với Diệp Vô Phong, đại ca, thằng con khốn nạn này của tôi chọc giận cậu, tôi sẽ giết nó ngay bây giờ. Linh hồn Hàn Uy lập tức bay thẳng lên trời, anh ta hiểu được bố mình đang thật sự nghiêm túc, chuyện bỏ cái nhỏ lấy cái lớn đời này Hàn Thiên Vũ đã từng làm không ít lần. Hàn Uy quỳ dạp xuống, dập đầu liên tục như gà mổ thóc, đại ca, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, anh tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Diệp vô phong không biểu tình nói, hôm nay tôi không muốn thấy người chết. Hàn Thiên Vũ lập tức nói, cảm ơn đại ca đã mở rộng lòng từ bi. Cậu cứ yên tâm, lời của cậu chính là thánh chỉ, tôi sẽ đưa theo người của nhà họ Hàn cút ra khỏi Tam Giang ngay hôm nay. Tiếp đó, Hàn Thiên Vũ lập tức gọi điện cho tổng giám đốc tài chính của công ty, lập tức bán tháo toàn bộ cổ phiếu và bất động sản của tập đoàn Hàn Thị. Một tiếng sau, di động của Hàn Thiên Vũ thông báo, tài khoản ngân hàng của ông ta đã được chuyển vào 360 tỷ đồng. Vốn dĩ bản thân đang sở hữu khối tài sản hơn 1 vạn 200 tỷ đồng, trong khoảnh khắc chỉ còn lại từng này hơn nữa, số tiền này ông ta cũng không dám mang theo. Hai tay Hàn Thiên Vũ đưa thẻ ngân hàng lên, đại ca, đây là tất cả tài sản của tập đoàn Hàn Thị, mật mã là 6 số 6, hy vọng đại ca mắt nhắm mắt mở tha cho nhà họ Hàn chúng tôi một đường sống, tôi đảm bảo, nội trong ngày mai toàn bộ nhà họ Hàn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Tam Giang. Diệp vô phong nhận lấy chi phiếu, lạnh lùng đáp kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Chúng ta đi. Diệp vô phong và đường chạm nghênh ngang rời đi, tiến bước hai vị ôn thần xong, cả người hàn thiên vũ sụi lơ theo, ngồi bệt trên sàn nhà. Đường chạm tiến diệp vô phong về đến nhà, đường chạm hỏi, đại ca, tiếp theo nên làm thế nào bây giờ? Diệp vô phong đáp, việc của tôi xong xuôi rồi, cậu cũng mau đi làm chuyện của mình đi, đừng ở đây cản trở tôi. Nhớ kỹ, không có sự cho phép của tôi thì không được đưa người đến nhà tôi nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thư em mờ thức dậy xuống lầu thì Diệp vô phong đã chuẩn bị xong bữa sáng, tựa như việc xảy ra hôm qua chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng mà, cả thành phố Tam Giang đã sôi sục rồi. Hôm qua nhà họ Hàn đã bán tháo toàn bộ cổ phần công ty và bất động sản, thậm chí có vài công ty con cũng bị đổi chủ với giá cực thấp. Hơn nữa, Chủ tịch tập đoàn Hàn Thị Hàn Thiên vô tự mình tuyên bố, nhà họ Hàn phá sản, không đủ năng lực để tiếp nhận dự án lớn phát triển bích la loan nữa, hy vọng chính quyền thành phố sẽ tìm kiếm đối tác khác. Lâm Thư M đọc tin tức trên điện thoại, Đến lúc cô đọc đến tin nhà họ Hàn giao bán giá cổ phiếu cực thấp, tuyên bố phá sản rời khỏi thành phố Tam Giang, cảm thấy vừa mừng vừa lo. Thật kỳ lạ, chỉ trong một đêm tại sao nhà họ Hàn lại xảy ra thay đổi lớn như vậy? Xem ra, ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi hành vi lũng đoạn thị trường của bọn họ. Hừ, đáng đời. Đột nhiên cô nhớ đến câu nói của Diệp Vô Phong hôm qua, nhà họ Hàn không chịu nói đạo lý, ông trời sẽ không tha thứ, chẳng lẽ lời nói của anh phát huy tác dụng à? Ha ha, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của lâm thư em nở nụ cười, cười đến nghiêng nước nghiêng thành. Trong lòng Diệp vô phong như ăn mật ngọt. Nhà họ hàn bỏ lại dự án bích la loan mà chạy mất, tự nhiên sẽ có người khác đến tiếp nhận. Cái bánh ngọt lớn như vậy, người bình thường không thể ăn hết nổi. Trong lúc một số lãnh đạo của mấy công ty bất động sản tại thành phố Tam Giang đang vắt óc tìm kế để có thể được chính quyền thành phố ký tên vào hợp đồng cho liên hợp khai thác, thì nhà họ Bạch, gia tộc giàu có nhất thành phố đã yên lặng ra tay, không tiếc bỏ ra một số tiền cực lớn thu mua tất cả các mảnh đất không sử dụng của Bích La Loan. Nhà họ Bạch đã ra tay, không một ai trong thành phố dám tranh giành. Vận mệnh của Bích La Loan lại được đặt cược lần nữa. Buổi chiều, Lâm Thư M nhận được thông báo từ bà Nội Tối hôm nay nhà họ Lâm sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, các thành viên hội đồng quản trị buộc phải có mặt đúng giờ. Cứ cách một đoạn thời gian, nhà họ Lâm sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị một lần, Lâm thư M và Diệp Vô Phong đều là thành viên của hội đồng. Tại cuộc họp quan trọng lần này, Lâm thư M cảm giác bà nội đã hạ quyết tâm, nhất định phải chen được một chân tại Bích La Loan. Vốn dĩ Lâm thư M không muốn để cho Diệp Vô Phong tham gia cuộc họp, bởi vì dù anh đi cũng chả có ý nghĩa gì lúc trước mỗi lần đến tham gia cuộc họp, anh chỉ biết lẳng lặng ngồi ở một góc vắng vẻ, lẳng lặng uống trà. Sau đó nhận hết tất cả xem thường cùng châm chọc của các anh chị em khác trong gia tộc. Hừ, kêu ai tới làm cho nó cũng chẳng ai thèm làm đâu. Mỗi tháng lấy hơn 70 triệu tiền hoa hồng của gia tộc, ai mà không đỏ mắt chứ. Nhưng mà, hôm nay Diệp vô phong biểu hiện rất tốt, anh đã giúp Lâm Thư M lau sạch xe từ sớm, nội tâm Lâm Thư M mềm nhún, nói chúng ta xuất phát thôi chủ trì cuộc họp lần này chính là bà chủ của nhà họ Lâm, bà Cụ Lâm. Nhà họ Lâm kinh doanh chủ yếu ở lĩnh vực kiến trúc và sản xuất vật liệu xây dựng. Sau khi ông Cụ Lâm qua đời, sinh ý của nhà họ Lâm dần suy thoái. Một số công ty bất động sản quy mô khá lớn ở thành phố không còn hợp tác với nhà họ Lâm nữa. Tình hình trước mắt, lợi nhuận ít ỏi từ vài công trình quy mô nhỏ trong tay nhà họ Lâm đã không đủ để trang trải chi phí cho hơn mấy trăm công nhân của công ty nữa rồi. Ba tháng trước, ngân hàng đã ngừng cho nhà họ Lâm vay mượn, hơn nữa còn yêu cầu bọn họ phải thanh toán cho xong khoản nợ hơn 1 tỷ đồng cho ngân hàng trước Tết Trung Thu năm nay. Có thể nói nhà họ Lâm bây giờ chính là liên tiếp gặp điều không may. Phải mau chóng nhận được một dự án quy mô lớn, nếu không nhà họ Lâm sẽ buộc phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Bây giờ, nhà họ Bạch đã lúng đoạn tất cả đất đai của Bích La Loan, nếu Bích La Loan sóc bài lại lần nữa, ai cũng có cơ hội. Chương 7, cuộc họp gia tộc, nhà họ Bạch đã đưa một phân nhánh công ty đến thành phố Tam Giang, hơn nữa đã bắt đầu đến đo đạc và mở đấu thầu cơ bản. Nếu có thể được hợp tác với một công ty có thực lực như nhà họ Bạch, chắc chắn sẽ phát tài. Không chỉ các công ty xây dựng trong nội thành Tam Giang, mà tổng các công ty ngoại tỉnh nữa cũng phải hơn 10 công ty, tất cả đều tham dự đấu thầu. Công ty xây dựng của nhà họ Lâm so với họ quả thật như muối bỏ biển, cho dù là kỹ thuật hay tài chính đều không chiếm được ưu thế. Nhưng mà lần này, bà cụ thà rút cạn máu cũng muốn lấy được một miếng bánh này. Sau khi dò hỏi tin tức từ khắp mọi nơi, bà cụ nghe ngóng được người toàn quyền phụ trách thực hiện dự án Bích La Loan được nhà họ Bạch Phái đến thành phố Tam Giang tên là Bạch Văn Đông. Hiện tại, tất cả mọi người trong ngành sản xuất đều đang đau đầu nghĩ cách để làm quen với Bạch Văn Đông. Bà cụ nhờ vào một người bạn ở tỉnh Thành thì nhận được tin tức Bạch Văn Đông thích Ngọc Thạch. Vì thế hôm nay bà cụ muốn nhờ cháu trai của mình là Lâm Kiến Ba, dùng 2 tỷ 4 để mua về một khối ngọc thạch từ một vị siêu tầm ngọc, dự định để cho Lâm Kiến Ba mang theo, đi tìm Bạch Văn Đông vào ngày mai, hy vọng có thể giành được một suất hợp tác trong hợp đồng. Tối hôm nay, tất cả các tinh anh trong gia tộc đều tập trung lại đây, hai anh em Lâm Kiến Ba và Lâm Thi Mộng vẫn là đối thủ một mất một còn với Diệp Vô Phong như trước, mỗi lần vào dịp họp mặt này, hai người bọn họ đều vắt óc nghĩ mọi biện pháp để nhục nhã, chế nhạo hoặc giấu cợt Diệp Vô Phong, mục đích chính là đuổi Diệp Vô Phong ra khỏi nhà họ Lâm, để tránh sau khi bà cụ qua đời sẽ chia một phần tài sản của nhà họ Lâm cho Diệp Vô Phong. Lâm Kiến Ba ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Phong, cười lạnh nói, Diệp Vô Phong, cậu nói xem cậu có tài cán gì mà được phép tham dự cuộc họp quan trọng như hôm nay hả? Cậu có mù không mà dám đến đây? Lâm Thi Mộng cũng phụ họa, thứ anh rể vô dụng, muốn tiền không có tiền, muốn người cũng chẳng có người, tôi chẳng rõ chị âm xinh đẹp như thế, sao có thể mắt mù mà bằng lòng gả cho cái thằng vô dụng như anh chứ? Lâm Thư Âm không nói gì đột nhiên hung ác chừng mắt nhìn Lâm Kiến Ba và Lâm Thi Mộc, cô lạnh giọng nói, tôi có mù hay không tự tôi biết, không cần hai người nhiều lời. Lâm Kiến Ba ỉ vào tấm bằng thạc sĩ nước ngoài của mình nên luôn được bà cụ yêu thương, tiếp tục nói, Diệp Vô Phong, bây giờ chính là lúc sống chết của tập đoàn Lâm Thị. Bà cụ đã nói, gia tộc gặp nạn, mọi người đều có trách nhiệm nhất định phải ký được hợp đồng với nhà họ Bạch mới có thể cứu sống công ty của chúng ta. Lâm Kiến Ba lấy ra một khối ngọc thạch xanh biếc, để lên trên bàn họp, đắc ý nói, đây là thứ mà tôi tốn rất nhiều công sức, dùng 2 tỷ 4 để mua lại từ tay ông cụ chuyên siêu tầm ngọc ở làng. Bà cụ, bà mau nhìn thử đi, đây chính là mãn lục ngọc. Có chuyên gia thẩm định đánh giá sẽ đạt 15 tỷ. Nếu tặng cho Tổng Giám Đốc Bạch, nhất định ông ấy sẽ rất thích bà cụ cười tủm tìm cầm lấy khối ngọc thạch ngắm nghía qua lại nhìn một bên mặt của miếng ngọc đều là màu xanh mơn mờn trong lòng thích thú không thôi nói khối ngọc bích này đúng là rất đẹp hai tỷ bốn à đúng là có hơi xót ruột nhưng mà vì sự hợp tác với nhà họ bạch số tiền này xứng đáng dù sao cũng đã bỏ ra tận hai tỷ bốn bà cụ cầm khối ngọc thạch cẩn thận ngắm nghía lâm thi mộng đắc ý không thôi anh anh thấy chưa người duy nhất làm nên chuyện lớn chỉ có mình anh thôi những người khác căn bản đều là đồ vô tích sự, đặc biệt là cái vị con rể vô dụng kia, chỉ biết ăn tốn cơm nhà chúng ta. Lâm Kiến Ba Kiêu ngạo nói, thời điểm mấu chốt này, đừng nên trông cậy vào thứ phế vật. Bà cụ hài lòng gật gật đầu, Kiến Ba, thời khắc mấu chốt nhà họ Lâm chúng ta đều phải trông chờ vào cháu. Lúc này, Diệp Vô Phong đang im lặng bỗng nhiên nói chuyện, bà cụ, dựa vào cái gì mà nói nên chuyện lớn chỉ có thể trông chờ vào Lâm Kiến Ba. Bà cụ trao mày, quăng cho đứa con rể vô dụng Diệp vô phong này một cái liếc mắt, lạnh lùng nói chẳng lẽ lại trông cậy vào cháu sao. Tất cả mọi người có mặt đều bật cười ha ha, cả mặt lâm thư âm đỏ bừng, hung tợn chừng mắt nhìn Diệp vô phong một cái. Lúc trước, cứ đến thời điểm này là Diệp vô phong lại im lặng, không biết tại sao thái độ hôm nay lại khác thường như vậy. Diệp vô phong mỉm cười nói, đương nhiên cháu không đủ tư cách. Chẳng qua, năng lực nghiệp vụ của lâm thư âm cũng không tệ đúng không? Chuyện đi đến nhà họ Bạch để cạnh tranh đấu thầu chính là chuyện quan trọng quyết định tồn tại của nhà họ Lâm, cho nên cháu cho rằng để Lâm Kiến Ba đi chắc chắn sẽ thất bại. Chỉ có Thư Âm đi mới thành công được. Lâm Thư Âm nghe xong kinh ngạc há hốc mồm, cô cho rằng Diệp Vô Phong đang nói khủng nói điên cái gì đó. Nhà họ Bạch là gia tộc giàu có số một trong thành phố, bản thân có bao nhiêu phân lượng cô hiểu rất rõ, để mình đi cạnh tranh đấu thầu, đến cửa của phân nhánh công ty nhà họ Bạch còn chưa chắc cô vào được lâm kiến ba bị diệp vô phong chế nhạo cũng vô cùng sửng sốt một năm qua phế vật này luôn bị chính mình ức hiếp chưa từng dám cãi lại hôm nay anh ta dám cười nhạo anh không bằng lâm thư âm lông mi lâm kiến ba run run nói ra lời ác làm sao cậu dám kết luận tôi sẽ thất bại diệp vô phong đi đến đưa tay cầm khối ngọc kia xem xét một chút viên đá có chứa ngọc thật sự đặc biệt hơn mấy loại thông thường đương nhiên khác biệt về chất lượng này vô cùng nhỏ Người bình thường căn bản không thể phân biệt được. Nhưng Diệp Vô Phong là binh vương mạnh nhất của thế giới này, có được những khả năng mà người bình thường không thể giải thích được. Năng lực cảm nhận rất mạnh mẽ giúp Diệp Vô Phong kết luận ngay lập tức, bên trong tảng đá này không có ngọc. Diệp Vô Phong khinh thường cười nói, bà không cần nhìn nữa, tảng đá này chẳng những không phải đầy ngọc, mà bên trong cơ bản là chả có viên ngọc nào. Loại đá này được thiết kế chuyên để lừa mấy tên ngốc mà. Dựa vào hình dáng bây giờ có thể lên đến mấy vạn nhưng chỉ cần bổ một đao xuống thì chắc chắn không đáng một xu. Những lời này hoàn toàn chọc biên lâm kiến ba. Khối đá này được rất nhiều người lành nghề đảm bảo là chứa đầy ngọc. Bà nội đưa cho anh ta 2 tỷ 4, tuy có bị cắt xén hết 100 triệu nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến chất lượng của viên ngọc. Diệp vô phong, cậu nói hưu nói vượn cái gì đó, cậu phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Diệp vô phong lạnh lùng đáp, lâm kiến ba, tôi thực sự nghĩ cho lợi ích của gia tộc. Nếu đây thực sự là chứa đầy ngọc, tảng đá này có giá trị lên đến mấy tỷ. Đáng tiếc, nó chẳng phải là đầy ngọc. Lâm Kiến ba nghiến răng nghiến lợi nói, cậu hiểu cái chó má gì, chỉ là một tên ăn bám vô lại biết quái gì mà nói chứ. Diệp Vô Phong xoay người đối mặt với bà cụ, bà, giám đốc Bạch đến phát triển công ty không phải là người bình thường. Nếu ông ấy thích đá ngọc, nhất định sẽ nghiên cứu rất sâu về nó. Ngay cả cháu cũng có thể nhận ra tảng đá này không phải là chứa đầy ngọc nếu đem đến lừa dối giám đốc bạch sẽ thật sự thành chuyện lớn đấy. Chúng ta mắt mù lãng phí 2 tỷ 4 là chuyện nhỏ, chỉ sợ sẽ khiến tổng giám đốc bạch phản cảm, lỡ mất chuyện hợp đồng với nhà họ Lâm mới thật sự là chuyện lớn. Bị Diệp vô phong nói như vậy, trong lòng bà cụ cũng nổi lên do dự. Bà cũng có chút nghiên cứu với đá ngọc, vừa rồi bà đã nhìn rất kỹ khối đá này, vẫn luôn hoài nghi khối đá này có thật là chứa đầy ngọc hay không. Lâm Kiến Ba nhìn thấy bà cụ bị dao động, vội la lên, Diệp vô phong, cậu dám vụ oan cho tôi mua đá giả. Hừ, vài chuyên gia đều nhận định là có chứa đầy ngọc. Không thì chúng ta mở đá ngay tại chỗ này. Nếu khối đá ngọc này là thật thì cậu dập đầu quỳ xuống chân tôi, sau đó ly hôn với Lâm Thư Âm rồi cút ra khỏi nhà họ Lâm, đừng bao giờ ở đây ăn bám chúng tôi nữa, cậu dám hay không hả? chương 8, Cược Đá Diệp vô phong cười, Lâm Kiến Ba, anh suy nghĩ cho kỹ đi, nếu khối đá này được mở ra chắc chắn không còn tí giá trị nào. Bởi vì không những nó không phải chứa đầy ngọc, mà thậm chí chẳng có ngọc bên trong nữa. Nếu cược với tôi, chắc chắn anh sẽ thua. Lâm Kiến Ba ra lệnh, mang máy cắt đến. Lâm Thi Mộng vô cùng lo lắng, lỡ như mở viên đá này ra mà không phải chứa đầy ngọc, bà cụ chắc chắn sẽ trách cứ Lâm Kiến Ba làm việc không đến nơi đến chốn. Cô ta vội vàng nói, bà, đây là ngọc để đem tặng, sao chúng ta có thể tùy tiện nghe Diệp Vô Phong nói vài câu đã mở ra rồi. Sắc mặt bà cụ không tốt nói, tốt hơn là mở ra. Nếu thật sự không có ngọc mà đưa cho giám đốc Bạch sẽ ảnh hưởng chuyện lớn. Bà cũng muốn nhìn thử, Diệp Vô Phong dựa vào đâu mà nói bên trong không có ngọc. Bà cụ cảm thấy, cho dù bên trong không có đầy ngọc thì ít nhất cũng phải có một ít ngọc thường, có thể nhân cơ hội này đuổi Diệp Vô Phong ra khỏi nhà họ Lâm cũng được. Lâm Kiến Ba ngoan cố sai hai đứa em họ đi tìm máy cắt, chuẩn bị bổ khối ngọc này ra. Hai người lên tiếng hỏi, bà, theo bà thì nên bắt đầu cắt từ đâu? Lâm Thư âm nhanh chóng đáp, đương nhiên là từ giữa. Diệp vô phong mỉm cười, cắt từ vị trí một phần ba của viên đá. Tránh cho Lâm Kiến Ba thua không phục. Lâm Kiến Ba cười lạnh, cứ làm thế đi, cơ hội thắng của tôi cao hơn, cho dù bên trong không phải là chứa đầy ngọc thì bà cụ cũng sẽ đuổi Diệp Vô Phong ra khỏi nhà họ Lâm vì sự kiêu ngạo của cậu ta. Diệp Vô Phong, vài chuyên gia đều nhận định khối đá này là chứa đầy ngọc, cậu cược với tôi nhất định sẽ thua thảm. Bánh răng chạy bằng điện nhanh chóng chuyển động, bắt đầu cắt đá ngọc. Nhưng điều mà không ai ngờ tới lại thật sự xảy ra, sau khi viên đá được cắt thành hai nửa, bề mặt cắt thật sự không còn chút màu xanh lục bảo nào. Sắc mặt Lâm Kiến ba tái nhợt, không thể tin nổi chuyện trước mắt, chuyện là như thế nào, sao có thể như vậy được. Tôi dùng 2 tỷ 4 mua khối đá kia, mấy chuyên gia đó sao có thể gạt tôi. Vẻ mặt bà cụ lạnh lùng, rất rõ ràng, 2 tỷ 4 đã uổng công vô ích rồi. Bà cụ lại nhìn Diệp Vô Phong, bà không hiểu nổi tại sao Diệp Vô Phong có thể kết luận hòn đá này không có ngọc. Diệp Vô Phong cười như không cười nhìn Lâm Kiến Ba, Lâm Kiến Ba anh dùng 2 tỷ 4 để mua về một cục đá, còn cười nhạo tôi là rác rưởi hai người chúng ta ai mới là rác rưởi chắc trong lòng mọi người đều hiểu cả. Lâm Kiến ba nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp vô phong, cậu đừng có đắc ý. Tôi không phải chuyên gia thẩm định ngọc, dù là chuyên gia cũng khó tránh khỏi có những lúc đánh giá nhầm. Ba, cháu còn biện pháp khác, nhất định có thể thuyết phục được Tổng Giám Đốc Bạch, giành được hợp đồng bích loa loan. Diệp vô phong lạnh lùng nói, Lâm Kiến ba, cái loại rác rưởi như anh làm cách nào mà lấy được hợp đồng bích la loan chứ? Bà cụ, cháu thấy vẫn nên để cho Lâm Thư Âm đi đi. Chỉ có Thư Âm mới có thể thuận lợi ký kết hợp đồng với quốc tế Tân Hải. Bà cụ quay đầu nhìn Lâm Thư Âm, Thư Âm, cháu có chắc chắn không? Cháu, Thư Âm nghẹn lời. Lâm kiến ba ở bên cười lạnh, Thư Âm, nếu cô thật sự có khả năng, tôi sẽ giao lại chuyện này cho cô. Nhưng mà chuyện này liên quan đến tương lai của nhà họ Lâm chúng ta. Lấy được dự án đó, chúng ta sống, nếu không được, nhà họ Lâm sẽ phá sản chuyện liên quan đến sống còn của cả gia tộc, trong lòng Lâm Thư Âm nóng lên, tốt xấu gì bản thân cũng tốt nghiệp tiến sĩ của Đại học Yến Kinh, chẳng lẽ không thể làm được gì sao? Lúc này, điện thoại của cô run lên một chút, cúi đầu xem thử thì thấy tin nhắn được Diệp Vô Phong gửi tới, Thư Âm, đừng có lùi bước, em có khả năng làm được. Lâm Thư Âm lập tức nói, bà, cháu nhất định sẽ dốc hết sức để giúp nhà họ Lâm lấy được hợp đồng của Bích La Loan. Lâm Kiến ba lạnh nhạt, Thư Âm, cô thật đúng là dám nhận chuyện này. Tốt thôi, số phận của nhà họ Lâm liền giao vào tay cô. Nhưng mà nếu không làm được thì thế nào? Chính là rác rưởi hành sự không đủ bại sự có thừa, cô còn mặt mũi nào mà ở lại nhà họ Lâm làm phó tổng giám đốc? Đến lúc đó, tốt nhất cô nên nhường lại vị trí đó cho những tinh anh có năng lực khác, sau đó đem theo thằng chồng vô dụng của cô rời khỏi nhà họ Lâm đi. Lâm Thư Âm cũng tức giận nói, Lâm Kiến Ba, nếu tôi lấy được hợp đồng Bích La Loan về thì anh tính gì? Lâm Kiến Ba sừng sốt một chút, cười ha hả nói, nếu cô thật sự có cái bản lĩnh đó, tôi sẽ tuyên bố trước mặt mọi người tôi mới là rác rưởi. Vị trí tổng giám đốc của nhà họ Lâm tặng luôn cho cô. Hơn nữa, về sau nếu thấy cô, sẽ gọi cô một tiếng chị, bưng trà rót nước hầu hạ chu đáo, được rồi chứ. Lâm Thư âm gật đầu, một lời đã định. Trong lòng bà cụ hiểu rõ, cho dù khối ngọc này là thật, để Lâm Kiến Ba đưa đến cho tổng giám đốc Bạch thì cũng chưa chắc lấy được hợp đồng, nếu nhà họ Bạch mà giao một dự án lớn như vậy cho anh ta thì chắc chắn anh ta đã từng quen biết. Nếu không có chút quen biết nào, dù là lễ vật trên dưới cả tỷ thì cũng rất khó đả động tổng giám đốc Bạch có cấp bậc đại boss này. Để cho Lâm Kiến Ba đi là vì muốn tận dụng mọi cơ hội. Bây giờ đột nhiên xuất hiện cục diện bế tắc, không bằng cứ để cho Lâm Thư Âm thử xem, nếu nó thật sự đem được hợp đồng về thì quá tốt. Nhưng nếu không được, Trở về liền cắt đứt toàn bộ cổ tức của một nhà lâm thư âm từ cổ phần công ty của nhà họ Lâm, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Vì thế, bà cụ lập tức đưa ra quyết định, vậy chuyện đàm phán với nhà họ Bạch giao cho Lâm Thư Âm toàn quyền phụ trách. Nhà họ Lâm sẽ cung cấp cho nó 200 triệu kinh phí. Bố mẹ của Lâm Thư Âm cũng vừa đi du lịch về, bọn họ cũng tham gia cuộc họp gia tộc hôm nay. Lâm Thư Âm vừa vào cửa thì thấy bố mẹ đang cãi nhau. Tả Tiểu Thanh đang giống giận với Lâm Vĩnh Quân, nhà họ Lâm các người toàn là rác rưởi. Lúc trước tôi gả cho ông là vì nhìn chúng cái danh con cả của nhà họ Lâm. Nhưng mà ông khiến tôi vô cùng thất vọng, chuyện gì cũng không làm được, địa vị ở trong nhà còn không bằng một đứa cháu. Năm ngoái Lâm Kiến Ba đã tự mình nhảy vọt lên vườn hoa ở tiểu khu của trung tâm thành phố, cả nhà chúng ta vẫn còn phải ở lại trong cái nhà cũ kỹ ở ngoại ô này. Ngay cả hoa hồng hàng tháng của em họ ông cũng đều cao hơn ông. Thời gian này làm thế nào để vượt qua chứ? Lâm Vĩnh Quân thở dài, không dám cãi lại, trong nhà này, địa vị của ông chỉ cao hơn Diệp Vô Phong một chút. Dưới sự cường thế của Tả Tiểu Thanh, Lâm Vĩnh Quân đã định sẽ trở thành một người bị vợ quản nghiêm ngặt. Ông vội ném cho con gái một ánh mắt cầu cứu. Lâm Thư Âm hiểu ý, khuyên bảo, "Mẹ, mẹ đừng tức giận." Lâm Kiến Ba thường lời ngon tiếng ngọt dỗ bà nội vui vẻ, "Anh ta mua nhà mới bằng mấy đồng tiền hối lộ không sạch sẽ đó, cần gì phải ghen tị chứ?" Tả Tiểu Thanh vẫn còn tức giận, kiềm nén nói với Lâm Thư Âm, Thư Âm. Vừa rồi trong cuộc họp chẳng lẽ con không thấy sao, Lâm Kiến Ba cố ý chọc giận con, ai mà chẳng biết hợp đồng của Bích La Loan không thể ký kết. Thân phận của nhà họ bài cao như vậy, sao có thể hợp tác với mấy gia tộc nhỏ bé như chúng ta chứ? Nó chủ tính để cho con đi là muốn đá một nhà chúng ta ra khỏi nhà họ Lâm, để lại một mình nó nắm giữ quyền lực. Sao con có thể ngu ngốc đến mức đồng ý với nó vậy? Diệp vô phong nói xen vào, mẹ, mẹ không thể nói như vậy được, sao mẹ có thể kết luận Lâm Thư Âm không lấy được hợp đồng Bích La Loan chứ? Nếu Thư Âm lấy được, không phải là đột nhiên nổi tiếng mà là giúp cô ấy khẳng định vị thế trong nhà họ Lâm, biết đâu bà cụ vui vẻ mà đưa cho Thư Âm vị trí tổng giám đốc thì sao? Tôi nhổ vào, tả tiểu thanh lửa giận ngập trời nói, rác rưởi như cậu thì biết quái gì? Cậu cho là nhà họ bạch dễ bị thuyết phục như vậy? Hợp đồng dễ lấy như vậy? Hơn người công ty xây dựng lớn nhỏ ở thành phố Tam Giang đều xuống tay còn sớm hơn chúng ta, nghe nói, nhiều ông chủ của vài công ty ngay cả cửa lớn của chi nhánh công ty này còn chưa bước chân vào được đấy. Chương 9, lá bùa đỏ may mắn. Chuyện này đều trách cậu, ai bảo cậu nói bậy bạ ở trong cuộc họp chứ? Nếu như gia đình chúng tôi bị Lâm Kiến Ba đuổi ra khỏi nhà họ Lâm sau này không có nguồn kinh tế nữa thì con gái tôi sẽ lập tức ly hôn với cậu. Đối mặt với sự gây khó dễ của Tả Thiểu Thanh, lông mày diệp vô phong giật giật ánh mắt lóe ra tia sát khí lạnh lẽo sự sỉ nhục như thế này anh đã chịu đựng một năm rồi nhưng nghĩ đến tình cảm của lâm thư âm diệp vô phong lại cười cười sát khí từ từ biến mất cũng không nổi giận với tả tiểu thanh mẹ mẹ đừng tức giận sáng mai con dậy sớm đi núi rượu phong thành tây thắp hương cầu nguyện cho thư âm đảm bảo cô ấy đi đến đâu là thắng đến đó nói xong diệp vô phong về phòng Ngón tay tả tiểu thanh chỉ vào bóng lưng của Diệp vô phong nói, nhà tôi sao lại nuôi đứa con rể vô dụng như cậu chứ? Thư âm, không cần biết chuyện này có được hay không thì con đều phải ly hôn với cậu ta. Lâm Vĩnh Quân cũng nói, thư âm, con thật sự phải suy nghĩ cho cẩn thận hôn nhân này của con, chẳng lẽ thể diện quan trọng đến như thế? Lâm thư âm lắc đầu nói, bố mẹ, lúc ông nội sắp mất, kéo tay con dặn dò con không được coi thường Diệp vô phong. Nếu như không phải anh ấy đề xuất ra thì không được ly hôn với anh ấy, anh ấy là người duy nhất trên thế giới này có thể thay đổi được số phận của con. Tuy anh ấy hèn nhát nhưng anh ấy là một người tốt, trong một năm này anh ấy đối xử với con như thế nào trong lòng con đều biết rõ. Người ta muốn đá chúng ta ra ngoài, cả nhà chúng ta đều cần phải đoàn kết, cùng nhau cố gắng thay đổi cục diện chứ không phải oán trách lẫn nhau, bài xích lẫn nhau. Ngày mai, con nghĩ cách để gặp được giám đốc bạch, tranh thủ ký được bản hợp đồng này. Lâm Vĩnh Quân thở một hơi dài, vỗ vỗ bả vai của con gái, thư âm, bố không có tương lai, gia đình này đều do con gánh vác, tuổi thân cho con rồi. Tả Tiểu Thanh lại cảm thấy mơ hồ nhìn con gái, rất ngạc nhiên hỏi, nói như vậy, con chết tim rồi, muốn ở với tên vô dụng này cả đời. Lâm Thư âm cười kiên cường, nước mắt lại cùng với nụ cười, chảy xuống. Kết hôn được một năm nhưng lại có tiếng mà không có miếng ngay từ lúc đầu lâm thư âm đã không có cách nào để tiếp nhận diệp vô phong thậm chí cô cũng không để diệp vô phong có bất kỳ tiếp xúc nào với cơ thể mình vợ chồng cùng phòng nhưng không cùng giường trong một năm này diệp vô phong vẫn luôn ngủ dưới đất nhưng thời gian có thể làm thay đổi tất cả cô dần dần phát hiện người đàn ông bên cạnh mình vẫn luôn thầm lặng yêu mình không lo nghĩ mà làm hết mọi chuyện vì mình mẹ cho dù nhà họ lâm đá chúng ta ra con gái cũng sẽ không làm mọi người thất vọng đâu con sẽ nuôi ba người cả đời này." Diệp Vô Phong ở trong phòng ngủ nghe thấy câu nói này, trong tim nổi lên sự xúc động. Cửa phòng mở ra, Lâm Thư Âm đi vào, trên gương mặt ngọc đầy nước mắt. "Diệp Vô Phong, em không biết mình có làm được không nữa. Nếu như làm hỏng, bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm còn có ngày chờ người nữa không?" Diệp Vô Phong đi đến giúp cô lau đi những giọt nước mắt, "Thư Âm, em có thể làm được mà." Ngày hôm sau, Lâm Thư Âm dậy khá sớm nhưng mở mắt ra đã không thấy bóng dáng của Diệp Vô Phong đâu. Anh thật sự đi núi Diệu Phong thành Tây rồi. Tên ngốc này, công trình vài chục tỷ, lễ Phật xin quẻ thì có tác dụng gì chứ? Chỉ là, anh thật sự suy nghĩ vì mình. Anh không có bản lĩnh nên chỉ có thể ký thác vào thần Phật để phù hộ cho mình, anh lại sai cái gì chứ? Không biết từ lúc nào, Lâm Thư Âm bắt đầu học biết cách bào chữa cho Diệp Vô Phong chẳng lẽ thật sự là lâu ngày sinh tình cho dù mình có kinh thường anh như thế nào thì anh đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới của mình. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Lâm Thư Âm không để ý Diệp Vô nữa, sau khi rửa mặt thì chuẩn bị đi ra ngoài. Tả Tiểu Thanh kéo tay con gái dặn dò nói, Thư Âm, con vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của mẹ. Lần này, con nhất định không thể để nhà Lâm Kiến ba coi nhà chúng ta như một trò cười. Lâm Thư Âm gật đầu thật mạnh, mẹ, con có thể làm được mà. Hôm nay là thứ sáu, bởi vì ngày mai là cuối tuần nên người đến tìm giám đốc Bạch thật sự không ít. Mọi người đều là ông chủ của ngành kiến trúc và ngành vật liệu xây dựng, đều là người trong ngành nên 89 phần Lâm Thư Âm đều nhận biết họ. Chẳng qua, hai bảo vệ thân hình dũng mãnh ở cửa công ty mệnh lệnh cảnh báo, giám đốc Bạch đang họp, không có hẹn trước thì đều không được vào. Trong lòng Lâm Thư Âm không khỏi nguội lạnh, cho dù cô đã chuẩn bị rất kỹ vì để đàm phán bản hợp đồng này nhưng không gặp được giám đốc Bạch thì mọi thứ đều trở nên vô ích. Núi Diệu Phong thành Tây, Diệp Vô Phong cầu được một lá bùa may mắn, sau khi xuống núi anh gọi điện cho chủ nhà họ Bạch, Bạch Vân Phong. "Ông Bạch, tôi là Diệp Vô Phong, ông làm cho tôi chút chuyện." "Cái gì? Tư lệnh Diệp, anh vậy mà ở thành phố Tam Giang?" "Ông Bạch, chuyện tôi ở thành phố Tam Giang không được lộ ra bên ngoài." "Được thôi, Tư lệnh Diệp, tôi nghe theo cậu, cậu bảo tôi làm chuyện gì?" Nhà họ Bạch thành lập công ty ở thành phố Tam Giang, khai phá Bích La Loan, hợp tác với công ty kiến trúc thị ưu tiên suy xét cô Lâm Thư Âm. Tư lệnh Diệp, mạng của tôi là cậu cho, chuyện nhỏ này cứ để tôi. Diệp vô phong hài lòng ngắt điện thoại. Từ 8 giờ sáng đến 10 rưỡi sáng, Lâm Thư Âm và hơn 10 ông chủ khác vẫn luôn bị bảo vệ ngăn ở ngoài cửa lớn công ty, bọn họ chỉ có thể đành chịu yên lặng chờ đợi. Ở giữa có mấy ông chủ lắc đầu, than thở, cảm thấy hôm nay không có cơ hội nên lên xe rời đi. Trong một chiếc xe Audi màu đen cách đó không xa, Lâm Kiện Ba Đắc Y nói với em gái Lâm Thi Mộng, anh nói thế nào? Lâm Thư Âm cô ta luôn nghĩ rằng mình có năng lực rất giỏi. Không có mối quan hệ đặc biệt thì không phải cũng bị sập cửa vào mặt hay sao? Cửa lớn nhà họ bạch thật khó vào nha. Lâm Thi Mộng nói, em thấy mấy người này không làm nổi rồi, Lâm Thư Âm càng không nổi. Anh chúng ta đừng đợi nữa, lãng phí thời gian vô ích ở đây. Lâm Kiến Ba khởi động xe cười ha ha nói, chúng ta đợi cô ta không có sức để phản đòn, tự động rút khỏi hội đồng quản trị của nhà họ Lâm thôi. Lâm Thư âm lại đợi nửa tiếng nữa, cô sốt ruột nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ rồi. Cuối tuần, chỗ Bích La Loan sẽ công khai đơn vị trúng thầu rồi. Nếu như hôm nay không ký được hợp đồng này thì không còn cơ hội nữa rồi. Xem ra buổi trưa hôm nay không gặp được giám đốc Bạch rồi mà không gặp được giám đốc Bạch thì bản hợp đồng này thất bại thư âm, lá bùa may mắn của em. Diệp vô phong vứt xe lại, đầu đầy mồ hôi chạy đến đưa một lá bùa đỏ may mắn cho cô. Lâm thư âm nhíu mày, cuộc đàm phán nghiêm túc như thế này, loại bùa mê tín dị doan này có tác dụng sao? Cô vốn muốn trách cứ Diệp vô phong mấy câu nhưng lại nhìn thấy mồ hôi của Diệp vô phong ướt hết cả quần áo, trong lòng không khỏi mềm đi một chút, cầm lấy lá bùa may mắn vào trong tay, Diệp vô phong, anh vất vả rồi. Diệp vô phong hỏi, chuyện ký hợp đồng thế nào rồi? Lâm Thư Âm cười khổ, ngón tay chỉ vào cửa lớn của công ty, đến cửa còn chưa được vào. Bảo vệ nói giám đốc Bạch đang họp, không có hẹn trước thì đều không được vào. Diệp Vô Phong nói, "Thư Âm, anh xin được lá bùa may mắn cho em, em lại đi đến thử vận may một lần nữa xem. Có khi giám đốc Bạch đang đợi em đến để ký hợp đồng thì sao?" Lâm Thư Âm không ôm một chút hy vọng nào kiên trì đi đến chỗ hai bảo vệ kia, "Xin chào, tôi là Lâm Thư Âm, là đại biểu nghiệp vụ của tập đoàn Lâm Thị." muốn đàm phán hợp đồng nghiệp vụ với quý công ty. chương 10, hợp đồng ký xong rồi. Điều làm cho Lâm Thư Âm không ngờ là, hai người bảo vệ sau khi nghe thấy cô nói tên, lập tức hoảng hốt cúi đầu, lễ phép chào. Cô chính là cô Lâm, cuối cùng cô cũng đến rồi. Tổng giám đốc bạch của chúng tôi đang đợi cô đấy. Chuyện gì đây, sao lại đợi tôi, Lâm Thư Âm hơi sừng sốt. Bảo vệ rất cung kính đẩy ra cánh cửa lớn bằng thủy tinh, mời Lâm Thư Âm tiến vào lâm thư âm kinh ngạc quay đầu nhìn diệp vô phong lẽ nào bùa may mắn thực sự có tác dụng diệp vô phong trên mặt trần đầy ý cười thắng lợi hướng về phía cô dựng thẳng hai ngón tay cái lâm thư âm càng tin tưởng gấp trăm lần ngẩng đầu ưỡn ngực tiến thẳng vào tầng chính văn phòng chi nhánh của tập đoàn nhà họ bạch vừa bước vào cửa đã có ngay một cô gái xinh đẹp dáng người thướt tha ăn mặc chỉnh tề bước ra chào hỏi xin hỏi cô là cô lâm đúng không ạ Lâm Thư Âm vội vàng nói, "Là tôi." "Xin chào cô Lâm, tôi là thư ký của Tổng giám đốc Bạch. Tổng giám đốc Bạch đã đợi cô một tiếng rồi, mời cô đi theo tôi." Lâm Thư Âm như lọt vào mây mù, cùng cô ta đi vào thang máy, sau đó bước vào văn phòng của Tổng giám đốc Bạch. Vừa thấy Lâm Thư Âm đến, cái vị trung niên vừa phong độ vừa nhẹ nhàng đang ngồi trên chiếc ghế ông chủ bằng da thật kia vội vàng đứng lên, tự giới thiệu, "Cô Lâm, Tôi là người phụ trách dự án thành phố Tam Giang của tập đoàn nhà họ Bạch, tên là Bạch Văn Đông. Tổng giám đốc Bạch, xin chào, lâm thư âm đối diện với vẻ sởi lời thân thiết của Bạch Văn Đông thì có chút không biết phải làm sao. Thân phận của Bạch Văn Đông là gì chứ? Là ông lớn giàu có và quyền thế thuộc hàng đỉnh chót rồi, những con cá sấu lớn, trong giới làm ăn ở thành phố Tam Giang này có ai nhìn thấy ông ta mà không ngã mũ cúi người, ấy thế mà ông ta lại chủ động đứng lên chào hỏi mình. Ổn định lại tinh thần đang hỗn loạn, Lâm Thư Âm nói, "Tổng giám đốc Bạch, tôi đến là để tìm cơ hội hợp tác làm ăn với quý công ty. Đây là nguồn lực về kiến trúc bên tập đoàn nhà họ Lâm chúng tôi, còn có bản báo giá." Bạch Phan Đông nhận lấy tài liệu mà Lâm Thư Âm đưa qua, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bỏ sang một bên bàn làm việc. Động tác này khiến trong lòng Lâm Thư Âm chợt lạnh. Ai ngờ, Bạch Phan Đông lại dứt khoát cầm lên một bản hợp đồng, cười nói, "Cô Lâm Người đứng đầu dòng họ nhà tôi đã từng dặn dò, khi nào đến Tam Giang nhất định phải hợp tác với tập đoàn nhà họ Lâm. Trong bản hợp đồng này đã ghi rõ mức giá, tên tôi cũng ký rồi. Nếu cô đồng ý với mức giá này thì chỉ cần ký tên, hợp đồng lập tức có hiệu lực. Lâm Thư âm kinh ngạc, máy móc nhận lấy bản hợp đồng. Cô nhìn kỹ một lượt, đến khi nhìn thấy mức giá ghi bên trong, ôi trời ơi, mức giá mà họ đưa ra còn cao hơn 5% so với mức giá ghi trong báo giá mình đề xuất. Đề án số 1, hợp đồng gần hơn 30.000 tỷ, 5% chính là 150 tỷ. Nói cách khác, nhà họ Bạch chẳng những đem hợp đồng của đề án xây dựng số 1 đưa cho mình, còn ném thêm cho công ty mình 150 tỷ. Sao vậy, cô Lâm không hài lòng với giá cả à? Nếu không hài lòng chúng ta có thể bàn bạc lại. Bạch Văn Đông thấy cô chậm chạp không chịu ký tên, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Một tiếng trước, ông nội Bạch Đích Thân gọi điện đến, dặn dò Bạch Văn Đông rằng, cái miếng bánh ngọt bích la loan to nhất kia, nhất định phải giao cho nhà họ Lâm. Đến lúc đó, con gái lớn nhà họ Lâm Lâm Thư Âm sẽ đến ký hợp đồng. Còn về giá cả ghi bên trong, Bạch Văn Đông tự xem mà làm. Nhưng mà, ông nội Bạch cuối cùng thả nhẹ thêm một câu, việc này nếu làm không tốt, cậu cũng không cần phải về công ty làm việc làm gì nữa, tốt nhất là cuốn gói về quê chồng ruộng đi. Bạch Văn Đông chẳng qua chỉ là một đứa cháu gọi ông nội Bạch là bác, trong dòng họ không có nhiều ưu thế. Khó khăn lắm mới được trọng dụng một lần, quản lý công trình lớn như vậy, thật sự như dẫm trên băng mỏng. Ông ta biết, chỉ cần sơ sẩy một cái, để xảy ra sai sót khiến bác trai nổi điên lên thì sự nghiệp của ông ta coi như chấm hết. Lâm Thư Âm bị ông ta hối, vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Bạch, tôi không có ý kiến gì, tôi ký tên đây. Ký xong hợp đồng, một lúc lâu sau Lâm Thư Âm vẫn không cảm nhận được mùi vị. Mọi chuyện cũng quá thuận lợi rồi, chẳng lẽ bùa may mắn lại có tác dụng thần kỳ đến vậy à? Tiễn lâm thư âm đi, trái tim già nua treo lơ lửng nãy giờ của Bạch Văn Đông mới rơi trở lại lồng ngực. Ông ta vội vàng gọi đến một dãy số, là anh Diệp đúng không? Tôi là Bạch Văn Đông, cháu của Bạch Vân Phong. Bác trai có nói với tôi, anh là đại anh hùng. Dựa theo yêu cầu của anh, vừa rồi tôi đã đưa hợp đồng cho cô Lâm thư âm. Anh Diệp, không biết khi nào anh có thời gian, tôi có thể hẹn gặp anh không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hùng hậu của Diệp Vô Phong, "Mọi việc ổn thỏa là tốt rồi, gặp mặt thì không vội. Đợi mấy ngày nữa, có khi tôi sẽ đến tìm ông." "Được được, có chuyện gì, anh Diệp cứ tùy ý dặn dò." Lâm Thư Âm cầm bản hợp đồng đã ký xong, nửa mê nửa tỉnh đi ra khỏi cửa tòa nhà văn phòng của tập đoàn nhà họ Bạch. Diệp Vô Phong đi qua đón cô, "Thư Âm, làm gì mà mất hồn vậy? Hợp đồng ký được chưa?" Lâm Thư âm cảm xúc giạt rào nói, ký rồi, đúng là không thể tin nổi đây là sự thật. Diệp vô phong, em không mơ đúng không? Nếu đã ký rồi thì chúng ta đi về thôi, Thư âm, em lái đi phía trước, anh đạp xe theo sau em. Diệp vô phong cười nói. Lâm Thư âm nhìn chiếc xe đạp của Diệp vô phong, trong lòng áy náy một hồi. Mình dù không giàu có gì, nhưng cũng có năng lực kinh tế nhất định. Một năm này cô mượn cớ không thích ăn cơm khách sạn, khiến cho Diệp Vô Phong chưa nào cũng phải lóc cóc đạp cái xe đạp cũ này đến khách sạn lớn Hoàng Triều đưa cơm cho cô. Không cần biết mưa gió bão bùng, mùa đông lạnh giá hay mùa hè nắng gắt, anh chưa từng có nửa câu oán hận. Mũi cô chua sót, suýt chút nữa rơi nước mắt. Lâm Thư âm cố gắng nở nụ cười thật tươi, nói cái xe đạp này cũ rồi, hôm nay em ký được hợp đồng, bỏ nó đi, về rồi em mua cho anh một chiếc xe điện nhé. Không ngờ, Diệp Vô Phong lại nói, không cần đâu. Cái xe này mặc dù cũ, nhưng nó là người bạn đồng hành với em trong suốt những năm tháng trung học. Trên người nó còn lưu lại ký ức của em, anh dùng nó vẫn rất thoải mái, còn có thể rèn luyện cơ thể nữa. Lâm Thư âm nghĩ nghĩ, nói, "Được rồi, em gọi điện cho bà nội, báo cho bà biết chúng ta đã ký được hợp đồng rồi, để bà chuẩn bị ăn mừng cho chúng ta." Cô cố ý nhấn mạnh hai từ "chúng ta", ý đồ rõ ràng, bên trong cũng có công lao của Diệp Vô Phong. Nắng gắt như đổ lửa, Lâm Thiên Âm chậm chạp lái xe đi ở phía trước, ngắm nhìn hình ảnh Diệp Vô Phong vẫn đạp xe bám sát phía sau qua kính chiếu hậu. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc. Mặc dù Diệp Vô Phong tính tình nhút nhát, nhưng một năm hai người kết hôn, tất cả việc nhà mệt nhọc đều do anh gánh vác. Mặc dù không tạo nên tiếng tăm to lớn, nhưng anh luôn tận tụy chờ đợi tình yêu của cô, chưa bao giờ mơ mộng cảnh xuân ong bướm bên ngoài. Trước đây, cô luôn ghét bỏ anh không làm được việc lớn, không chống đỡ được nhà cửa mấu chốt vẫn là trong tâm cô không đủ rộng lượng không tiếp thu được những lời bàn tán xấu xa của người ngoài đối với chồng mình thật ra chỉ cần anh đối tốt với cô có chồng như vậy còn cầu mong gì nữa hoa hải đường đẹp nhưng lại không thơm cá trích ngon bổ nhưng nhiều xương răm lầu son đẹp đẽ nhưng chưa xây xong bố mẹ bà nội vẫn luôn coi thường diệp vô phong hôm nay nếu không có diệp vô phong không ngừng cổ vũ còn không ngại cực khổ xin bùa may mắn cho cô làm sao cô có thể ký được hợp đồng lớn như vậy? Hiện giờ, hợp đồng tới tay, chắc bọn họ sẽ thay đổi cái nhìn đối với Diệp Vô Phong đi. Còn có Lâm Kiến Ba nữa, xem sau này các người ai còn dám xem thường vợ chồng chúng tôi. Tôi thật muốn xem xem, anh làm sao dám mở miệng gọi tôi là chị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 11: Âm mưu hoàn hảo. Tại nhà cũ của nhà họ Lâm hôm nay cũng như hôm qua, Tất cả thành viên đều đã có mặt đầy đủ, mọi người đang ngóng chờ tin tức về sự tồn vong của gia tộc họ Lâm này. Rốt cuộc là Lâm Thư Âm đang bàn hợp đồng để cứu lấy nhà họ Lâm hay là vì muốn đá tên con rể vô dụng kia ra khỏi nhà họ Lâm chứ? Lâm Kiến Ba ngồi trên ghế rít một hơi thuốc thật dài, nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cho rằng Lâm Thư Âm nhất định không có khả năng ký được hợp đồng. Đến lúc đó, gia tộc sẽ đuổi cô ra ngoài, chính mình ở nhà họ Lâm sẽ không còn đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt điều Lâm Kiến bà quan tâm nhất chính là khách sạn lớn Hoàng Triều đứng tên Lâm Thư Âm. Đối với Bích La Loan này, ngay cả khi đàm phán hợp chuyện hợp đồng tiếp thì nhà họ Lâm cũng có thể kiếm được nhiều nhất 100 triệu. Bà cụ tay đen, số tiền này bà nhất định sẽ tự mình trông coi, tiền vay tiền khấu trừ ngân hàng bà còn có thể có bao nhiêu. Nếu có thể loại Lâm Thư Âm ra khỏi cuộc chơi, độc chiếm lấy khách sạn lớn Hoàng Triều, sau đó chuyển giao cho nhà họ Mạc thì Mạc Đông Lôi đã chính miệng hứa hẹn đưa anh ta hơn 70 triệu. Cảng Bích La Loan do nhà họ Mạc và chính phủ cùng xây dựng, càng cần phải có kho chứa đồ rất lớn. Theo thông tin tuyệt mật thì nhà họ Mạc đã âm thầm mua lại toàn bộ khu đất xung quanh khách sạn lớn Hoàng Triều. Nhà họ Mạc sở dĩ phong tỏa tin tức này chính là vì không muốn Lâm Thư Âm nhận ra. Nếu Lâm Thư Âm biết được thông tin này thì nhà họ Mạc làm sao có thể mua lại khách sạn lớn Hoàng Triều với giá rẻ. Mạc Đồng lôi hợp tác với Hàn Kỳ và yêu cầu Lâm Kiến Ba chuyển nhượng khách sạn lớn Hoàng Triều, Đáng tiếc ở chỗ không biết vì lý do gì nhà họ Hàn đều bỏ trốn khỏi đất nước để tránh tai họa. Cho dù Mạc Đồng Lôi và Lâm Kiến Ba như thế nào đều sẽ không nghĩ đến tất cả những điều này là do người con rể phế vật nhà Lâm Thư Âm ban tặng. Nếu kế một không thành Lâm Kiến Ba liền thực hiện kế sách thứ hai, anh ta định tống cổ Lâm Thư Âm ra khỏi Lâm Gia, cắt nguồn tài chính của cô, rồi mua lại khách sạn lớn Hoàng Triều với giá rẻ. Từ đó anh ta có thể đạt được một phần lợi nhuận cách xù. Đã gần chưa? lâm thư âm vẫn chưa có tin tức cô ta có dám tới không lâm kiến ba đắc thắng nói tôi biết rằng cô ta không thể đàm phán được một hợp đồng lớn như vậy nhưng vì lợi ích chung tôi sẽ không cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính của gia đình họ chỉ cần cô ta thừa nhận sai lầm của mình tôi sẽ cho cô ta một miếng cơm họ vẫn có thể ăn lâm thi mộng không vui nói anh à dựa vào cái gì chứ tiền nhà họ lâm của chúng ta không phải gió thổi mà đến một năm nay tên phế vật kia đã lấy của nhà họ Lâm hơn 200 ngàn rồi. Đúng, Lâm Thi Mộng nói đúng. Kiến ba à, cậu đừng nhân từ mà nương tay. Phải tận dụng cơ hội này để tống cổ cả gia đình bốn người Lâm Thư Âm cút khỏi nhà họ Lâm. Đang nói, bà cụ nhà họ Lâm đi ra, thấy bà tới mọi người đều câm miệng không nói nữa. Lúc này, Lâm Thư Âm cũng dẫn Diệp vô phong đi vào, bà cụ, cháu đã trở lại. Cô nói vô cùng hớn hở. Lâm Kiến ba lạnh nhạt nói, Lâm Thư Âm, cô vui vẻ như vậy, đàm phán xong hợp đồng rồi à? Lâm Thư Âm lạnh lùng nói, đúng vậy, hợp đồng đã được ký kết. Nhà họ Bạch đồng ý thầu phụ công việc đào đất, vật liệu xây dựng của tòa nhà số 1 cho nhà họ Lâm chúng ta. Tổng số tiền hợp đồng là 10 tỷ. Lâm Kiến ba trao mày, anh ta không tin những gì Lâm Thư Âm nói là sự thật. Anh ta giật hợp đồng trên tay cô, sau khi nhìn đi nhìn lại vài lần anh ta liền cười nhạt nói, Lâm Thư Âm, cô thật hèn hạ, để không phải như vậy bị đuổi khỏi lâm ra, để tiếp tục được nhận tiền từ nơi này, cô đã có thể làm ra một bản hợp đồng giả. Mọi người nhìn xem, một hợp đồng trị giá 10 tỷ. Người như cô ta có thể tự lấy hay sao? Bà cụ tuy rằng trước đó nhận được điện thoại từ Lâm Thư Âm, nhưng chính bà cũng không tin được Lâm Thư Em Mờ lại có thể mang về một hợp đồng giá trị như vậy, bà cũng đeo kính lão nghiêm túc đọc hợp đồng. Lâm kiến ba thêm dầu vào lửa, bà cụ bà nhìn xem, bản hợp đồng này đến một con dấu của nhà họ bạch cũng không có này không phải giả thì là cái gì bà cụ gật gật đầu sau đó đưa ánh nhìn hoài nghi về phía lâm thư âm lâm thư âm nói con dấu chính thức nhà họ bạch không thể so sánh với dự án bích la loan tuy nhiên bản hợp đồng này có chữ ký của người phụ trách dự án bạch văn đông và con dấu tài chính của công ty chi nhánh lâm kiến ba lật vài trang liền nhìn thấy chữ ký của bạch văn đông anh ta vô cùng sửng sốt, ai biết được chữ ký này có phải là thật hay không? Cô sao có thể nhanh như vậy đã có hợp đồng giá trị trong tay chứ? Điều này nếu là sự thật, chẳng lẽ tôi phải nhường chức vị tổng giám đốc cho cô? Tôi còn phải gọi cô là chị? Lâm Kiến bà cười lạnh, Lâm Thư Âm, cô làm hợp đồng giả này ở đâu thế? Bà cụ, bà đừng bao giờ tin cô ta. Lâm Thư Âm đáp, bà cụ lâm kiến ba xưa nay không nhận biết được thật giả nhưng bà cụ chắc hẳn cũng phải biết được cái nào là thật cái nào là giả mà phải không làm một bản hợp đồng giả để lừa gạt người khác nhưng lừa được bà sao bà cụ đeo kính lão lên nghiêm túc nhìn bản hợp đồng kia lúc này lâm kiến ba nói bà cụ bà còn cần phải nhìn sao bản hợp đồng lớn như vậy nếu tự con ra tay cũng chưa chắc ký thuận lợi như vậy chỉ bằng lâm thư âm chẳng lẽ có thể làm ra kỳ tích sao Bà cụ lấy kính lão xuống mà không để ý đến Lâm Kiến Ba rồi nhìn Lâm Thư Âm, mặt đầy nghiêm túc hỏi, Thư Âm cháu đã ký bản hợp đồng này thật sao? Bạch Văn Đông đã nói như thế nào? Lâm Thư Âm nói đúng sự thật, Tổng Giám Đốc Bạch nói trước khi đến Tam Giang, chủ gia đình họ đã dặn anh ấy rằng sự phát triển của Bích La Loan nhất định phải hợp tác với nhà họ Lâm. Đôi mắt bà cụ sáng rực, hóa ra là như thế này. Cha, Thư Âm, cháu đã làm việc này rất tốt, trả trước chi phí 200 ngàn coi như là tiền thưởng của bà nội cho cháu. Lâm Thư Âm nói cảm ơn bà cụ. Lâm Kiến Ba hơi đỏ mắt, hư một tiếng nói, lúc ông nội còn sống, ông ấy nói ông ấy có qua lại với nhà họ Bạch ở tỉnh Thành. Cháu đoán lần này nhà họ Bạch đồng ý ký hợp đồng với nhà họ Lâm chúng ta cũng là vì nể mặt tình cảm của ông nội, không hề liên quan gì đến Lâm Thư Âm. Bà thưởng cho cô ta 600 triệu có phải hơi quá không? Mặt bà cụ tối lại, bà nói, Lâm Kiến Ba, cháu là tổng giám đốc của công ty, chẳng lẽ không biết rõ đạo lý thưởng và phạt là khác nhau sao? Lâm Thư âm lạnh lùng nói, ngoài ra còn có cuộc đánh cực kia. Lâm Kiến Ba, đừng nói anh đã quên đó chứ. Lâm Kiến Ba nghiến răng tức giận chừng mắt nhìn Lâm Thư âm, nói, Lâm Thư âm, giờ chẳng qua là vì tình nghĩa mà ký hợp đồng. Thật sự thì nếu nhà họ Lâm cử người nào, tổng giám đốc bạch cũng sẽ ký hợp đồng cho chúng ta. Suy cho cùng công lao này cũng thuộc về bà cụ, chính bà cụ đã là người đã vạch ra chiến lược, quyết định sáng suốt nên nhà họ Lâm chúng ta mới may mắn được nhà họ bạch ký hợp đồng. Hừ, bằng không chỉ bằng cô, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thị Mộng cũng nói, đúng vậy, nếu bà cụ phái tôi đi, nói không chừng sẽ không chỉ lại ở con số một tỷ, mà là nhiều hơn. Hai anh em cô ta nói trước, những người khác cũng phụ hoa theo, Lâm Thư Âm, lần này đúng thật do quyết định của bà cụ sáng suốt. Tôi thấy chuyện đánh cược giữa cô với Lâm Kiến Ba xem như xong đi. Dù sao thì anh ấy lớn hơn cô 2 tuổi, anh ấy kêu ngươi một tiếng chị không thích hợp lắm phải không? Phải đó, công lao không phải chỉ mình Lâm Thư Âm, 200 ngàn kia mọi người đều có phần. Bà cụ đập bàn, mọi người không nên tranh cãi nữa, chuyện này đến đây xem như như kết thúc. Lời tôi đã nói thì sẽ không thay đổi, 200 ngàn kia thưởng hết cho Lâm Thư Âm. Tan họp, chương 12, gọi một tiếng chị âm. Bà cụ, bà đợi một chút. Diệp vô phong luôn im lặng đột nhiên nói chuyện, bà xưa này luôn là người theo chủ trương công tư phân minh. Dù nói thế nào, thì thư âm cũng đã có công giúp nhà họ Lâm ký hợp đồng với nhà họ Bạch. Lúc đầu là do chính miệng Lâm Kiến Ba hứa hẹn, nếu thư âm thật sự có bản lĩnh kia thì anh ta sẽ ở ngay trước mặt mọi người tuyên bố mình là phế vật. Về sau vị trí tổng giám đốc cũng nhường lại cho thư âm. Ngoài ra, sau này còn phải gọi thư âm bằng chị, bưng trà rót nước hầu hạ, Bà cụ nhíu mày, bà định đem chuyện này lấp liếm cho qua, ai ngờ Diệp Vô Phong lại không bỏ qua. Đặc biệt, thằng nhóc kia lại chụp cho bà cái mũ công tư phân minh, lần này nếu không công khai trừng phạt kiến bà e là không được. Có một người trong nhà họ lâm nói, kiến ba lớn hơn thư âm tận 2 tuổi, gọi bằng chị thì làm sao mà gọi. Diệp Vô Phong lại nói, nhớ năm đó, lúc Đỗ Nguyệt Xanh lừng lẫy ở Thượng Hải, không ít chú bác trong gia tộc thấy anh ta cũng phải gọi một tiếng, anh Xanh chuyện này anh xanh gọi là địa vị trong giang hồ lâm kiến ba cười lạnh lâm thư âm sao có thể so sánh với anh xanh chứ cô ta mà cũng đòi có địa vị trong giang hồ ở thành phố tam giang này chỉ có một mình mạc tam gia mới có địa vị trong giang hồ mạc tam gia tên thật là mạc trường hà chủ nhà họ mạc nhà họ mạc vốn là nhà giàu có nhất ở thành phố tam giang bọn họ không chỉ có tài lực hùng hầu mà địa vị trong giang hồ cũng không ai sánh bằng nhìn toàn bộ tỉnh Đông thì chỉ có nhà họ Bạch mới ngang tầm với nhà họ Mạc. Diệp vô phong cười nhẹ, lâm kiến ba sao anh có thể khẳng định rằng thư âm không có địa vị trong giang hồ. Thời đã tới cản không kịp đâu. Hôm nay, thư âm đã ký được hợp đồng 10 tỷ với nhà họ Bạch đã đủ để chứng minh được năng lực của cô ấy. Trong tương lai không xa, có gì mà không thể vượt mặt Đỗ Nguyệt Xanh và Mạc Tam ra chứ? Tôi khinh, Lâm Kiến ba cười điên cuồng, Diệp Vô Phong, thứ rác rưởi nhà cậu giờ lại ở đây nói khoác mà không biết ngượng sao. Cậu nói những lời huynh hoang này mà không gắn não hả? Chưa kể tài sản sắp xỉ gần 100 tỷ của Mạc Tam gia. Đừng nói là vượt mặt, đời này phấn đấu được bằng người ta một nửa đã là giỏi rồi. Diệp vô phong nói, Lâm Kiến Ba nếu anh còn là đàn ông thì nhận thua cuộc đi. Nói không tính, vậy sau này anh làm sao quản lý công ty? Cậu, Diệp vô phong, cậu đừng ỉ vào việc lâm thư âm vừa lấy được chút thành tích mà đã đắc ý không đứng dậy nổi thư âm lấy được bản hợp đồng cậu có liên quan gì sao cậu mãi mãi cũng chỉ sự sỉ nhục của nhà họ lâm chúng tôi lâm kiến ba căm hận nói thấy bọn họ đang tranh cãi gay gắt bà cũng nghiêm nghị nói kiến ba thư âm ký được một hợp đồng giá trị như vậy cũng coi như đóng góp một phần cho nhà họ lâm cháu gọi con bé một tiếng chị cũng là lẽ thường tình nếu sau này thư âm có thể bằng được vị trí của mạc tam gia bà gọi một tiếng chị cũng không sao nghe bà cụ nói vậy lâm kiến ba chỉ đành mắt nhắm lại gọi một tiếng chị âm lâm thư âm cười hả hê nhưng cô lại im lặng không nói gì trái lại là diệp vô phong hỏi lâm kiến ba khi nào thì anh mới chuyển nhượng lại trước tổng giám đốc lâm kiến ba tức giận cực độ chỉ hận không thể đến xé xác vô phong thành trăm mảnh mới hả giận anh ta lo lắng liếc nhìn bà cụ Bà cụ mặt lạnh nói, dù sao thư âm vẫn còn trẻ, vị trí tổng giám đốc cũng không phải là chuyện đùa, trước hết cứ để lâm kiến ba làm khi nào thư âm lớn thì bà sẽ lựa chọn để cho con bé thay thế kiến ba. Sau khi nghe được lời nói ấy, lòng lâm kiến ba giống như uống được một viên thuốc an thần, anh ta nghĩ, vẫn là bà đứng về phía mình, cái, lựa chọn mà bà nói là lựa chọn vô thời hạn. Lâm thư âm, cô sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Lâm thư âm cũng sẽ không tranh, không chỉ có ký được hợp đồng với nhà họ Bạch, còn khiến Lâm Kiến Ba đứng trước mặt bao người gọi cô một tiếng chị, kết quả này cô đã rất hài lòng rồi, còn việc thay thế Lâm Kiến Ba làm tổng giám đốc Lâm thị thì cô không dám nghĩ đến. Chính cô cũng biết rằng nếu mình có muốn ngồi vị trí kia thì bà cụ cũng sẽ không đồng ý. Lúc Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong rời đi thì bà cụ cũng vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng những người thân cận của Lâm Kiến Ba vẫn ở lại trong phòng hội nghị mà không muốn rời đi. Lâm thị mộng tức tối nói anh hôm nay chúng ta chịu thiệt quá rồi, em không nuốt trôi được cục tức này mà. Đúng vậy, sau này Lâm Thư Âm phát đạt, tên phế vật diệp vô phong kia nói không chừng còn leo lên đầu chúng ta. Kiến ba à, anh phải nghĩ ngay cách ngăn cản nó lại đi. Kiến ba mắng, thằng nhãi diệp vô phong này chỉ là mấy con kiến có tham vọng thôi nhưng mọi người yên tâm tôi chắc chắn sẽ không để nó đạt như ý đâu. Lâm Vĩnh Quân và Tà Tiểu Thanh nghe được con gái đã ký được hợp đồng với nhà họ Bạch thì vui mừng không thôi. Buổi chiều hôm đó, tả tiểu thanh tự mình đi siêu thị mua đồ ăn, bà mua một đống hải sản tươi rồi làm món cá sở trường của mình. Sau đó bà giao mọi việc lại cho Diệp Vô Phong, vì dù gì anh cũng là đầu bếp thượng đẳng trong nhà. Diệp Vô Phong nhanh chóng chuẩn bị xong một bữa ăn thịnh soạt, cả bốn người quây quần quanh bàn ăn. Lâm Vĩnh Quân vui mừng nói, hôm nay thư âm đã ký được bản hợp đồng lớn giúp nhà chúng ta được hãnh diện. Chai rượu đỏ này tôi đã giữ tận 15 năm nay tôi khui ra chúc mừng con bé. Giá thị trường của chai rượu này đã lên đến 30 triệu đồng Việt Nam, thấy chồng rót cho vô phong thì tả tiểu thanh có chút sót. Tả tiểu thanh quay sang thư âm quan tâm hỏi han, thư âm, sau khi lấy được hợp đồng thì bà cụ và Lâm Kiến ba nói thế nói. Mẹ nhớ hai người có đánh cược mà phải không? Lâm thư âm cười nói, lúc ấy, Lâm Kiến ba thật không biết xấu hổ. Nhưng bà cụ vẫn đứng về phía anh ta, Nói rằng con vẫn chưa đủ kinh nghiệm cho chức vụ tổng giám đốc nên đợi con lớn lên mới cho con nắm giữ chức tổng giám đốc. Tả Tiểu Thanh tức giận, bà cụ thật không công bằng mà. Lâm Thư Âm còn nói, bà nội tuyên bố, chi phí 200 ngàn kia coi như cho con làm tiền thưởng. Còn bắt Lâm Kiến ba gọi con một tiếng chị Âm. Thật sao, đúng là hả giận mà. Tả Tiểu Thanh đã thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Diệp Vô Phong bưng ly rượu lên, nói, bố mẹ, chúng ta nâng ly chúc mừng thành công của Thư Âm. Tả Tiểu Thanh ngồi bên trái lạnh lùng nói, Diệp Vô Phong cậu chỉ đang ké thành công của con gái tôi thôi. Nếu không có nó không biết bao giờ cậu mới có được vinh dự như hôm nay. Lâm Thư âm nhanh chóng đáp, mẹ, lần này con với nhà họ Bạch đàm phán được đều là công lao của anh ấy đấy. Tả Tiểu Thanh ngồi bên trái cho mày, cậu ta thì góp công lao gì? Lâm Thư âm nói, sáng sớm, anh ấy đã đạp xe đến núi Diệu Phong vào sáng sớm để xin một lá bùa may mắn cho con. Tả Tiểu Thanh ngồi bên trái tức giận đến mức ném ly rượu về phía bàn, thư âm, dù cao thì con cũng đứng hàng đầu Đại học Yến Kinh. Loại mê tín dị đoan này mà con cũng tin sao? Lâm Vĩnh Quân khuyên bảo, Tiểu Thanh, hôm nay dù gì cũng là ngày con gái ký được hợp đồng lớn. Ngày vui của con, bà cũng nên hãy chịu ý nó một chút. Còn vô phong, không có công lao thì có khổ lao. Mấy món hôm nay nó làm đều rất ngon. Tả Tiểu Thanh tức giận nói, một người đàn ông biết nấu ăn thì có ích gì. Mọi việc từ trong ra ngoài đều phải dựa vợ mình lo, đó mà gọi là đàn ông sao?" Diệp Vô Phong sau khi bị mắng, cũng không tức giận mà nghiêm túc nói: "Mẹ, mẹ dạy phải, sau này con nhất định sẽ thay đổi, mẹ cho con một chút thời gian, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, con không phải là phế vật, con muốn phụ Thư Âm làm nên việc lớn, để cô ấy thay thế được Mạc Tam gia, để cho Thư Âm được cả thành phố Tam Giang công nhận và gọi bằng chị âm." Chương 13: Đầu cơ trục lợi làm sao Lâm Kiến Ba có thể cam lòng bị Lâm Thư Âm dẫm đạp dưới chân. Tối hôm đó, anh ta đưa bố mình là Lâm Vĩnh Kiệt đi tìm bà cụ. Bà nội à, lần này Thư Âm có thể giành được hợp đồng của nhà họ Bạch hoàn toàn là do may mắn, thật ra thì trong lòng bà còn hiểu rõ hơn chúng cháu. Dù sao thì cô ấy cũng mới tốt nghiệp đại học, còn chưa quen với rất nhiều việc của công ty. Hơn nữa, về chuyện đối nhân xử thế hay tình hình thương trường lại càng không biết. Nếu bà giao toàn bộ công trình này cho cô ấy thì bà có thể yên tâm sao?" Lâm Vĩnh Kiệt không giỏi nói năng, chỉ bảo, "Mẹ, thư âm chỉ là một đứa con gái thì có thể làm được gì chứ?" "Con nghĩ kiến bà nói rất có lý, mẹ nên suy nghĩ vì chuyện lớn." Bà cụ nhíu mày một cái, hỏi, "Ý của hai đứa là gì?" Lâm Kiến Ba nói, "Bà nội, hôm nay bà cũng thấy là Diệp Vô Phong kiêu ngạo, vênh váo gọi cháu. Dù Lâm Thư Âm có năng lực đi nữa thì cô ấy cũng là người ngoài." Cô ấy là vợ của Diệp Vô Phong. Bà thật sự muốn giao toàn bộ việc chuẩn bị công trình cho cô ấy sao? Bà không sợ là tài sản của nhà họ Lâm chúng ta sẽ bị họ từ từ ăn sạch hết sao? Câu nói này của Lâm Kiến Ba rất nghiêm túc, lập tức đánh trúng điểm yếu trong lòng bà cụ, thực sự là bà không tin tưởng Lâm Thư Âm, nhưng hợp đồng này là do Lâm Thư Âm đàm phán được, vậy nên chính bà cũng không thể làm gì hết. Kiến Ba, cháu có lo lắng quá không? Diệp Vô Phong rất đáng ghét hơn nữa còn dựa dẫm nhà họ Lâm của chúng ta, chính là loại phế vật đi ăn bám. Bà đã muốn đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Lâm từ lâu rồi, nhưng mà ông nội cháu lúc hấp hối đã để lại lời chăn chối là trừ khi chính cậu ta đưa đơn ly hôn. Theo như bà biết thì giữa Lâm Thư Âm và cậu ta cũng chẳng có tình cảm gì, người nhà nó cũng chỉ mong nó ly hôn với Diệp Vô Phong thôi. Làm sao nó có thể tính toán chuyện công ty cùng với Diệp Vô Phong? Con người của Lâm Kiến ba đảo qua đảo lại vài vòng rồi nói: "Bà nội, bà quá tốt bụng." Lòng người khó lường, chuyện sau này ai dám đảm bảo rằng Lâm Thư Âm sẽ không bị Diệp Vô Phong dụ dỗ, dỗ? Công trình này có liên quan đến sống chết, mất còn của nhà họ Lâm chúng ta. Lấy một ví dụ là Diệp Vô Phong rượt dây Thư Âm cắt xén tiền nguyên vật liệu, đứng giữa kiếm lợi bỏ vào túi riêng. Lỡ như xảy ra sự cố về chất lượng của công trình đến lúc đó hối hận đã không kịp rồi vẻ mặt của bà cụ càng ngày càng nghiêm túc, khỏi phải nghi ngờ là lời nói của Lâm Kiến Ba đã chạm đến lòng bà. Bà lo lắng nhất Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm ở chung một phe, hợp tác với nhau để chiếm sạch tài sản của nhà họ Lâm. Bà cảm thấy thật hối hận, thật sự không nên để Lâm Thư Âm có quyền kiểm soát duy nhất một công trình lớn như vậy. Mặc dù bà không đồng ý để Lâm Thư Ân làm tổng giám đốc, nhưng mà với tư cách là người phụ trách tiếp nhận công trình của nhà họ Bạch, Tự nhiên Lâm Thư Âm sẽ có cơ hội ở gần nhà họ Bạch hơn, danh tiếng và vòng tròn giao tiếp của cô ấy sẽ sớm vượt qua Lâm Kiến Ba. Tuy tên Diệp Vô Phong kia hết ăn lại nằm, là một thằng vô tích sự, nhưng càng là loại người như vậy thì lại càng dễ dùng thủ đoạn để thu lợi. Thấy cơ hội thích hợp, chắc chắn anh sẽ giật dây vợ mình thoát khỏi sự khống chế của gia đình, khi đó, Lâm Thư Âm đã đầy đủ lông cánh, chính bà nói chuyện cũng không dễ dàng. Lâm Kiến Ba thăm dò qua lời nói và vẻ mặt thấy bà cụ đã lung lay, lại lấy ra một bức ảnh từ chiếc ví ra mang anh ta mang theo bên người. Bà nội, sau khi bà xem bức ảnh này bà sẽ hiểu nỗi khổ tâm của cháu. Bà cụ nhận lấy bức ảnh của Lâm Kiến Ba, vừa nhìn đã lập tức ngạc nhiên đến ngây người. Ảnh chụp một nam một nữ đang ôm nhau thắm thiết ở cạnh hồ, người phụ nữ chính là Lâm Thư Âm, nhưng người đàn ông kia lại không phải là Diệp Vô Phong. Nhìn góc nghiêng thì người đàn ông đó hơi giống Bạch Văn Đông Tổng Giám đốc công ty của tập đoàn nhà họ Bạch, cho dù người đàn ông này là ai thì Lâm Thư Âm là người phụ nữ đã có chồng còn đi dụ dỗ người đàn ông khác, hẹn hò ở cạnh hồ. Không chỉ cắm sừng Diệp Vô Phong mà còn làm mất mặt nhà họ Lâm. Lâm Kiến Ba lại nói, "Bà nội, hiện tại toàn bộ người dân ở thành phố Tam Giang đều đang chất vấn Lâm Thư Âm. Cô ấy dựa vào đâu mà suôn sẻ lấy được công trình của nhà họ Bạch như vậy chứ?" Những bức ảnh này là được lén lút gửi tới trong cuộc trò chuyện. Sau khi xem những bức ảnh này, cháu tin rằng trong đầu mọi người đều hiểu rõ Lâm Thư Âm đã lấy được dự án Bích La Loan như thế nào. Bà cụ tức giận đến mức cả người run lên, không ngờ Thư Âm lại người như thế, đúng là nổi nhục của truyền thống gia đình. Dùng hành vi bẩn thỉu như vậy để đổi lấy dự án, bà thà không có còn hơn. Bà lập tức đuổi gia đình nó ra khỏi nhà họ Lâm. Chúng ta cũng không cần dự án nhà họ Bạch. Lâm Kiến bà thầm mừng rỡ trong lòng, những bức ảnh này là anh ta tốn một đống tiền tìm được một người bạn cùng lớp học photoshop ở hội in ấn làm ra mục đích chính là để hãm hại lâm thư âm hiện tại đã đạt được mục đích lâm kiến bà cố ý giả vờ làm người tốt bà nội theo cháu thấy thì trước tiên bà đừng tức giận như vậy bà nội à tình trạng hiện tại của nhà họ lâm chúng ta đã đến nước nguy cấp rồi dự án này đến không dễ không thể dễ dàng buông tay thế được để giành lấy dự án này lâm thư âm đã không ngại hy sinh nhan sắc Tuy là cách làm này không thể chấp nhận được, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng là vì nhà họ Lâm chúng ta. Không bằng thế này. Bà cụ hỏi Kiến Ba, ý của cháu là gì? Lâm Kiến Ba nói, chúng ta vẫn cần tiếp tục hợp tác với nhà họ Bạch trong công trình này. Nhưng mà không thể để cho Lâm Thư Âm tiếp tục phụ trách. Thứ nhất, chúng ta có thể cắt đứt mối quan hệ giữa cô ấy và Bạch Văn Đông. Thứ hai, như đã nói trước đó, để phòng chuyện Thư Âm và Diệp Vô phòng chiếm sạch nhà họ Lâm chúng ta dù sao thì Lâm Thư Âm cũng không đáng tin cậy. Nếu như không có những bức ảnh này, bà cụ vẫn không thể hạ quyết tâm, giờ đây bằng chứng đang ở trước mặt. Bà đành phải đau lòng hạ quyết tâm. Lâm Thư Âm đang ở nhà ăn mừng thì đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên, một giọng nói cứng rắn chuyển đến từ điện thoại, Thư Âm, cháu mau đến chỗ của bà ngay, có chuyện quan trọng. Lâm Thư Âm không biết đã xảy ra chuyện gì, mẹ, bà nội tìm con nói có chuyện quan trọng, con đi một chuyến. Tả Tiểu Thanh nói, nhất định là bà nội nghĩ thưởng cho con chưa đủ, còn muốn thưởng cho con thêm những thứ khác. Mẹ nghe nói là bà có một đôi vòng giá trị bằng ngọc bích, có thể là định thưởng cho con một chiếc. Lâm Thư âm nói, còn chưa đoán mò được gì cả. Con đi qua xem một chút, mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi con. Diệp vô phong nói, Thư âm, để anh đưa em đi. Lâm Thư âm lại nói, không cần, anh còn phải ở nhà uống rượu với bố em. Lâm Thư Âm một mình lái xe đến nhà cũ của nhà họ Lâm, khoảng hơn nửa giờ, Diệp Vô Phong và Lâm Vĩnh Quân đang nói chuyện vui vẻ trên bàn rượu, cửa được mở ra, Lâm Thư Âm đã trở về. Nhìn thấy vẻ mặt của cô rất khó coi, trên mặt vẫn còn sót lại hai hàng nước mắt, Diệp Vô Phong vội vàng đứng lên, "Thư Âm, đã có chuyện gì xảy ra?" Tả Tiểu Thanh cũng ngạc nhiên hỏi, "Con gái, ai bắt nạt con?" Lâm Thư Âm cắn chặt hàm răng bạc, đặt những bức ảnh trong tay lên bàn, "Có người hãm hại con." Diệp Vô Phong, Tả Tiểu Thanh, Lâm Vĩnh Quân đều rất tức giận sau khi xem xong những bức ảnh này. Tả Tiểu Thanh mắng, là ai thất đức như vậy? Diệp Vô Phong nói, thưa âm, những bức ảnh chắc chắn là Photoshop. Anh tin là em nhất định không làm những chuyện như vậy. Lâm Vĩnh Quân nói, thưa âm, là ai làm chuyện này, bố tìm thằng đo tính sổ. Lâm Thư âm nói, bà nội nói là nó đã được lan truyền trong giới thương trường. Bà bảo con là suy nghĩ lại chuyện này cho kỹ, tạm thời không cần lo chuyện của công ty. Tả Tiểu Thanh thức giận đập bàn một cái, bà cụ thật sự quá hồ đồ, sao bà ấy có thể vô duyên vô cớ tin tưởng mấy bức ảnh này chứ? Nhất định là thằng khốn nạn Lâm Kiến Ba kia đã dở trò. Lâm Vĩnh Quân, chúng ta đi, đi tìm Lâm Kiến Ba để dạy bảo nó. Lâm Vĩnh Quân bối rối nói, Tiểu Thanh à, bà cụ đang tức giận, chúng ta đi tìm Lâm Kiến Ba thì có ích lợi gì? Mấu chốt là phải có bằng chứng, nhìn xem ai đã chụp những bức ảnh này tả tiểu thanh mắng, đồ hèn nhát vô dụng này, con gái đang tức giận, chúng ta không ra mặt thay con bé được sao? Đã bao nhiêu lần lâm kiến ba kia leo lên đầu chúng ta rồi? Đầu tiên là cắt bớt tiền chia hoa hồng của chúng ta, bây giờ là cướp đi hợp đồng mà chúng đã phải gắng hết sức thương lượng. Nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn cho qua như thế thì ai chịu được nỗi khốn khổ này? chương 14, Lâm Kiến ba trợn tròn mắt. Nước mắt ngập ở trong hốc mắt Lâm Thư Âm, cô cắn chặt môi cố nén cho nước mắt không rơi xuống, Rõ ràng biết là có thể là Lâm Kiến Ba giờ cho quỷ lại không thể phản bác. Diệp Vô Phong cười lạnh nói, Lâm Kiến Ba, anh thật sự là quá hèn hạ. Thư Âm, em đừng buồn, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết. Tả Tiểu Thanh đang tức giận, bà ta hung ác trừng Diệp Vô Phong, đây là chuyện lớn nhà tôi có quan hệ gì với tên vô dụng nhà cậu chứ? Cầm những lời nói dối đó lại, cầm bát đũa vào trong nhà bếp rửa đi. Lâm Thư Âm nhìn Diệp Vô Phong im lặng không lên tiếng thu dọn bát đũa. Trong lòng không vui vẻ, đứng dậy thu dọn bát đũa với Diệp Vô Phong, "Mẹ, hợp đồng ký được ít nhất có nửa công lao là của Vô Phong. Mẹ đừng có lúc nào cũng xem thường anh ấy, con tin tưởng, đen thì trắng không nổi, trắng thì cũng không đen nổi, chuyện này sớm muộn gì thì sẽ điều tra ra manh mối." Phòng bếp. Thấy Diệp Vô Phong đeo tạp dề rửa bát, trong lòng Lâm Thư Âm nổi lên một cảm xúc khó nói, "Vô Phong, lời nói vừa nãy của mẹ em làm tổn thương đến anh, em thay bà ấy xin lỗi anh." Anh đừng tức giận với bà ấy." Diệp Vô Phong mỉm cười, "Thư Âm, không sao, anh không có tức giận." Lâm Thư Âm ôn nhu nói, "Một năm này, anh chịu đủ những sự khinh bỉ sỉ nhục, anh thật sự không để ý một chút nào sao?" Diệp Vô Phong đưa tay ra cầm chặt tay của vợ, "Thư Âm, bọn họ châm chọc, cười nhạo anh đều bởi vì em là cô gái kiêu hãnh mà trời ban cho, gả cho một người chồng vô dụng như anh, em còn chịu tổn thương nhiều hơn anh. Người ngoài nói gì về anh, anh đều không quan tâm." anh chỉ quan tâm em xem anh như thế nào lâm thư âm lắng nghe lời tỏ tình chân thành của anh hai hàng nước mắt dọc theo không mặt xinh đẹp rơi xuống dọn dẹp xong bát đúa diệp vô phong thay quần áo chuẩn bị ra ngoài lâm thư âm hỏi vô phong anh đi đâu đấy diệp vô phong nói anh đi tìm tên khốn photoshop ảnh em với bạch văn đông ra lâm thư âm nói chúng ta không có một chút manh mối nào sao có thể dễ tìm như thế chứ hay cứ để ngày mai lại nghĩ cách đi. Diệp vô phong cố chấp nói, tối hôm nay nhất định phải làm được. Thư âm, em ở nhà đợi tin tức. Nói xong, Diệp vô phong đạp xe đạp khuất dần trong màn đêm. Mười mấy phút sau, đường chảm lái xe Bugatti đến gặp Diệp vô phong, sau khi Diệp vô phong tường thuật kể lại câu chuyện xong. Đường chảm thẹn quá hóa giận, anh Phong, có cần phải lao tâm phí sức như vậy không? Nếu như anh không muốn tự mình ra mặt thì em đi tìm tên họ bạch kia, một cái phá một công trình, nếu như ông ta không cho thì em phá cái nhà họ bạch của ông ta luôn. Diệp Vô Phong nói, chuyện này không liên quan đến Bạch Văn Đông. Tôi nghi là do anh trai của Lâm Thư Âm, Lâm Kiến Ba làm nhưng tôi không có chứng cứ, tôi gọi cậu ra đây là muốn nhờ cậu tìm chứng cứ. Đường chảm hỏi, tìm kiểu gì? Diệp Vô Phong nói, bây giờ tôi không phải là tư lệnh Long Môn cũng ngại ra lệnh cho cơ quan tình báo của Long Môn. Cậu thì khác, cậu thay tôi truyền mệnh lệnh này xuống lập tức lợi dụng vào các mối quan hệ, điều tra lộ tuyến của Lâm Kiến 32 ngày gần đây. Đường Trảm nói, rõ. Vì thế, Đường Trảm lại sử dụng hệ thống tình báo mạnh nhất của Long Môn, đầu tiên là hai hacker cao cấp thành công xâm nhập vào hệ thống mạng giao thông của thành phố Tam Giang sau đó tra lộ tuyến của Lâm Kiều 32 ngày gần đây. Không mất bao nhiêu thời gian đã có một tấm bản đồ lộ tuyến hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong híp mắt xem cẩn thận, Đầu tiên loại trừ ra những địa điểm không cần thiết, sau đó anh chỉ tập trung vào tòa nhà In Ấn Phương Đông mới. Đường Trảm, cậu đi đến đây thăm dò tình hình. Xe Bugatti lái đến tòa nhà In Ấn này, ông chủ và bà chủ của tòa nhà In Ấn này vừa ăn cơm tối xong chuẩn bị đóng cửa. Tầng 2 của tòa nhà In Ấn này là nơi ở của họ. Nhìn thấy có khách đến còn lái chiếc xe mấy chục tỷ đến, ông chủ liền vội vàng ra đón tiếp, "Chào hai anh, có chuyện gì vậy?" Diệp Vô Phong nói, chúng tôi muốn PS vài tấm ảnh, không biết ông có làm được không? Ông chủ sửng sốt nói, xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ in ấn tài liệu, tùy tiện PS ảnh là phạm tội đó. Diệp Vô Phong nháy mắt ra hiệu cho đường chảm lấy 30 triệu trong túi ra, rốt cuộc có được hay không nói thẳng với tôi một lời. Bà chủ ôm đứa bé ở bên cạnh thấy tiền sáng mắt lên, hai ông chủ, rốt cuộc hàng như thế nào? Diệp vô phong nhìn bà chủ một cái, nói như thế là có thể làm. Ba chủ cười, làm được, làm được. Quay đầu nguyết ông chủ một cái, có mối làm ăn không làm, ngu à? Ông chủ đành phải cười theo nói, hai anh cần tôi làm cái gì? Diệp vô phong lấy mấy tấm ảnh của Lâm Thư Âm và Bạch Văn Đông từ trong túi ra nói, ví dụ nếu như gộp hai tấm ảnh lại với nhau thì ông làm được không? Ông chủ bị dọa cho run rẩy, theo bản năng lắc đầu, tôi không làm được loại ảnh như vậy. Đường chảm chừng mắt lên, vừa nãy còn nói làm được chớp mắt cái lại không làm được rồi. Chơi ông đây sao, ông đây một khi tức giận thì giết cả nhà ông. Đường Trảm đưa tay rút con đao Đại Hạ Long Tước ở thắt lưng ra, ngay lập tức kề lên cổ ông chủ, "Thằng khốn, thành thật nói, có thể làm được không?" Ông chủ lúc đấy bị dọa sắp chết rồi, "Đại ca, chuyện này không liên quan đến tôi, hôm qua có người đến cầm ảnh của hai người này đến tìm tôi, bảo tôi ghép thành ảnh thân mật. Còn đưa cho tôi 15 triệu, tiền thì tôi trả lại đây." ông chủ là một người thông minh, ông ta biết Diệp Vô Phong và đường chảm có chuẩn bị mà đến. Người ta lái siêu xe mấy chục tỷ, đương nhiên địa vị cao hơn Lâm Kiến Ba rất nhiều, bản thân cũng không phải vì 15 triệu mà đắc tội với người siêu giàu có này. Bà chủ bị dọa cho ngốc luôn rồi, ôm đứa bé quỳ sụp xuống, hai vị đại ca, chúng tôi đều là người thành thật làm ăn nhỏ, các anh tha cho chúng tôi đi. Diệp Vô Phong mở ghi âm của điện thoại ra, vậy thì thành thật nói cho tôi, mấy bức ảnh này có phải là do ông tự tay ghép không? Ông chủ gật đầu liên tục, đều trách tôi bị tiền làm cho mở mắt. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp vô phong gật gật đầu nói, thấy ông vẫn còn chút thành thật, hôm nay tôi cũng không làm khó ông nữa. Nhưng ông phải nói cho tôi biết ai là người đằng sau sai khiến ông. Ông chủ thành thật nói, Lâm Kiến Ba, anh ta là một người bạn học của tôi. Lúc đấy anh ta nói, em gái mình là người yêu của người đàn ông này, bảo tôi ghép giúp anh ta tấm ảnh sau đó tìm em rể mượn chút tiền. Ghi âm hết lại những lời ông chủ vừa nói xong Diệp Vô Phong nói, được rồi, tôi nói chuyện đều giữ chữ tín, hôm nay tha cho ông. Đường chảm, chúng ta đi. Ngày hôm sau, ở trước cửa của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Kiến ba mặc Âu phục dày ra, đầu tóc được vuốt sáng bóng, gương mặt tràn ngập nụ cười đứng ở đó, cung nghênh tổng giám đốc bạch đến. Dựa theo quy định của hợp đồng, hôm nay bài bên sẽ tiến hành đàm phán nghiệp vụ. Hơn nữa, Bản thân còn thay thế Lâm Thư Âm thành người phụ trách của dự án Big La Loan, ấn tượng đầu tiên của bản thân với Bạch Văn Đông rất quan trọng. Lâm Thi Mộng cũng mặc một bộ công sở đẹp mắt đứng bên cạnh Lâm Kiến Ba, anh, giám đốc sẽ không có ý kiến với việc chúng ta thay đổi người phụ trách chứ? Lâm Kiến Ba kiêu ngạo nói, sao có thể chứ? Anh vốn là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị, thân phận và địa vị đều cao hơn Lâm Thư Âm. Anh thấy Thế Lâm Thư Âm mới có thể thể hiện đầy đủ sự tôn trọng của nhà họ Lâm chúng ta với giám đốc Bạch chứ, với cả điều quan trọng của bản hợp đồng này là thành ý. Tiểu Mộng, em đừng lo lắng vớ vẩn. Anh, xe của giám đốc Bạch đến rồi." Lâm Thi Mộng nhắc nhở. Một chiếc xe Cadillac màu trắng chậm rãi chạy đến, dừng lại, Bạch Văn Đông bước xuống xe. Lâm Kiến Ba lập tức chạy ra, trên mặt đều là ý cười, cúi đầu khom lưng, "Chào tổng giám đốc Bạch, tôi tên là Lâm Kiến Ba." là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm thị. Bạch Văn Đông hơi gật đầu, Lâm Kiến Ba làm động tác xin mời, tổng giám đốc Bạch mời vào trong. Bạch Văn Đông cất bước đi vào cửa lớn của tập đoàn Lâm thị, ở trước cửa phòng họp, Lâm Kiến Ba giống như đón tiếp bà cụ vậy, trên mặt toàn ý cười. Sau khi ngồi xuống, Bạch Văn Đông hỏi, sao không thấy cô Lâm thư âm thế? Chương 15, chỉ cần ngồi yên chờ cá cắn câu thôi. Lâm Kiến Ba nói. Lâm Thư Âm là em gái họ của tôi, mẹ cô ấy vừa mới ngã bệnh, cô ấy đến bệnh viện để chăm sóc mẹ của mình. À, đúng rồi, việc hợp tác cùng với quý công ty sau này, toàn bộ dự án sẽ do tôi tiếp quản phụ trách. Về tất cả các dự án hợp tác của hai công ty chúng ta, tổng giám đốc Bạch có thể tìm tôi để trao đổi. Sắc mặt Bạch Văn Đông trầm xuống, trao đổi với cậu. Cậu cũng xứng sao? Bạch Văn Đông đột nhiên thay đổi thái độ làm cho Lâm Kiến Ba sợ hãi run rẩy. Tổng Giám Đốc Bạch, ông nói như vậy là có ý gì? Bà cụ cũng giật mình ngạc nhiên, Tổng Giám Đốc Bạch, có phải kiến ba đã làm sai điều gì chọc giận đến anh không? Bạch Văn Đông cười lạnh lùng một tiếng, lấy một tấm ảnh từ trong túi vét ra, giận dữ ném mạnh xuống mặt bàn, chuyện tốt mà cậu làm đây. Tấm ảnh đó chụp lúc ôm ta và Lâm Thư âm ôm nhau thân mật bên hồ. Bên trên tấm ảnh chụp còn có một chiếc USB, còn trong USB có gì thì không rõ hai mắt bạch văn đông đỏ phừng phừng lửa giận dám tùy tiện bôi nhọ danh dự của tôi cậu cho rằng nhà họ bạch chúng tôi dễ dàng để cho cậu khinh thường hay sao vậy mà còn muốn nói chuyện hợp tác với tôi trước đó hãy tự dùng đầu mà suy nghĩ đi chuyện này nhà họ lâm mấy người phải cho tôi một lời giải thích hợp lý nếu không làm được trong vòng ba ngày nữa nhà họ lâm sẽ hoàn toàn bị đuổi cút xéo khỏi thành phố tam giang này còn nữa về dự án bích la loan hai công ty chúng ta đã ký hợp đồng rồi sau này việc hợp tác, tôi sẽ chỉ bàn bạc với duy nhất Lâm Thư Âm. Bạch Văn Đông nói xong, giận dữ bỏ đi. Toàn bộ người nhà họ Lâm đều trợn tròn mắt nhìn theo, bà cụ cầm lấy chiếc USB trên bàn, cắm vào máy mở lên xem thử. Bên trong có một đoạn video rất ngắn nhưng vẫn ghi rõ ràng toàn bộ quá trình Lâm Kiến Ba mua chuộc người Photoshop bức ảnh Bạch Văn Đông và Lâm Thư âm thân thiết ôm nhau. Bà cụ tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt, Lâm Kiến Ba, chuyện tốt mà cháu làm đấy lâm kiến ba lập tức trở nên luống cuống ba bà nội bà nghe cháu giải thích đã bà cụ giơ tay tắt anh ta một bà tai làm lâm kiến ba lảo đảo bà thật là hồ đồ mà hôm qua đáng lẽ không nên nghe lời cháu nói bây giờ chọc giận tổng giám đốc bạch rồi chỉ sợ nhà họ lâm cũng rơi vào con đường bị hủy hoại như nhà họ hàn thôi lâm thi mộng nói xen vào bà nội hợp đồng cũng đã ký rồi chẳng lẽ tổng giám đốc bạch còn dám vi phạm hợp đồng sao ông ta không sợ chúng ta kiện sao. Bà cụ mắng, con ngu này, cháu thì biết cái gì. Cháu có biết gốc rễ của nhà họ bạch sâu đến đâu không? Còn muốn kiện cáo ông ta sao? Đến lúc đó, chỉ sợ cả nhà chúng ta chết như thế nào không ai biết. Hai ngày trước, nhà họ Hàn làm sao lại tự dưng lại phá sản, trả nhà phải ngoan ngoãn cút khỏi thành phố Tam Giang. Nếu không có sự nhúng tay của thế lực cực kỳ quyền thế vào bích loan loan, nhà họ Hàn thế lực lớn mạnh như vậy làm sao có thể bị diệt chỉ trong một đêm đó sao? Lâm Thi Mộng đương nhiên đã nghe về tin tức nhà họ Hàn bị diệt rồi, cô ta sợ đến mức khuôn mặt nhỏ tái mét không dám nói tiếp nữa. Bà cụ quay lại nhìn Lâm Kiến Ba, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Kiến Ba. Bà thật sự không hài lòng việc cháu là hỏng bét hết ngày hôm này. Bà càng không muốn cứ như vậy nhìn nhà họ Lâm phá sản mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra đều là do cháu gây ra nên cũng chỉ có thể do cháu kết thúc nếu chuyện này cháu không giải quyết được bà sẽ gạch tên đuổi cả bốn người nhà cháu ra khỏi nhà họ lâm lâm kiến bà sợ hãi đến mức run cầm cập bà nội anh ta từ trước đến giờ thủ đoạn độc ác vì đạt được mục đích mà có thể mất hết cả tính người bà nói muốn đuổi một nhà bốn người của anh ta đi thì chắc chắn là có thể việt tình việt nghĩa làm được bà cụ thở dài lắc lắc đầu không được việc gì còn phá hoại Bà cho cháu thời gian một ngày, bà ở nhà nghe tin tức của cháu. Lâm Kiến ba ở lại văn phòng đi đi lại lại nhiều vòng, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta vẫn quyết định miễn cưỡng hạ mình vì lợi ích toàn cục. Lâm Thư Âm đang ở nhà cảm thấy hơi ngột ngạt, đột nhiên có tiếng điện thoại di động kêu, nhìn trên màn hình điện thoại, dĩ nhiên là Lâm Kiến ba gọi tới. Thằng khốn nạn này, chắc chắn là anh đã hoàn thành việc hợp tác với tổng giám đốc Bạch, lại gọi tới cười nhạo, châm chọc tôi. Lâm Thư Âm cố ý không muốn tiếp chuyện với anh ta. Diệp Vô Phong ở bên cạnh lại cầm điện thoại di động lên. Thư Âm, Lâm Kiến Ba tìm em. Nếu em không muốn nói chuyện tiếp, hay là để anh nghe điện thoại cho. Lâm Kiến Ba vừa nghe thấy giọng của Diệp Vô Phong, tức giận nói: Việc này không liên quan đến cậu. Tôi tìm Lâm Thư Âm, đưa điện thoại cho cô ấy nói. Diệp Vô Phong lạnh lùng đáp lại: Thư Âm còn đang ngủ, có việc gì ngày mai hãy nói sau. Xuất lời anh ngắt điện thoại. Lâm Thư âm hiểu, là Lâm Kiến Ba sao? Anh ta tìm em có chuyện gì vậy nhỉ? Diệp Vô Phong nói, hừ, anh ta phụ trách xử lý dự án Bích La Loan, Bạch Văn Đông chắc chắn không để ý tới anh ta, hợp đồng có lẽ lại bị đình lại. Anh ta đành phải tìm đến em để giúp đỡ thôi, Thư âm, không cần để ý đến anh ta làm gì. Lâm Thư âm cao mày, nhưng mà, nếu mà Tổng Giám Đốc Bạch kia thật sự không muốn hợp tác với chúng ta nữa thì sao bây giờ? chẳng phải chúng ta sẽ bị chậm tiến trình công việc sao? Diệp Vô Phong nói, anh nghĩ là sẽ không đâu, tổng giám đốc Bạch rất có thành ý với em, ông ấy chính là không muốn hợp tác cùng với loại người tiểu nhân như Lâm Kiến Ba. Bây giờ Lâm Kiến Ba đến cầu xin em giúp đỡ, chẳng lẽ em đã quên anh ta trước đây đã chèn ép em như thế nào à? Lâm Thư Âm nhớ đến sự vô tình của Lâm Kiến Ba, nổi nóng nói, để xem bộ dạng tiểu nhân vội mừng của anh ta. Không ngờ anh ta cũng có ngày hôm nay. Vô Phong, em không giúp Lâm Kiến Ba, bà nội có nổi giận với em không?" Diệp Vô Phong nói, "Bà dựa vào đâu mà nổi giận với em chứ? Bà ấy mù quáng trách nhầm em, hẳn là phải xin lỗi em mới đúng." "Thư Âm, em cứ yên tâm ở nhà chờ đợi, phải để cho tên khốn nạn Lâm Kiến Ba kia đến tận nơi cầu xin em giúp đỡ." Lâm Kiến Ba ở đầu dây bên kia đã tức giận nổi trận lôi đình, Lâm Thi Mộng hỏi, "Anh, Lâm Thư Âm nói như thế nào?" Lâm Kiến Ba tức giận nói, là tên rác rưởi Diệp Vô Phong nghe điện thoại, cậu ta nói Lâm Thư Âm còn đang ngủ. Chắc chắn là nói dối cho có lệ, cậu ta lại còn ngắt điện thoại của anh. Cậu ta nghĩ cái gì vậy chứ? Nếu không phải vì bà nội ngăn cản, anh đã sớm đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Lâm rồi. Anh, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thời gian trong vòng một ngày thôi, nếu không thể giữ được hợp đồng, bà nội thật sự sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Lâm mất. Lâm thì mộng lo lắng nói lâm kiến ba nghĩ đến điều đó bản thân không thể cứ như vậy mà bại dưới tay lâm thư âm anh ta quay sang nói với em gái lâm thi mộng em gái nếu anh thất bại em cũng không còn gì nữa vì vậy anh có kế hoạch này chỉ có em mới có thể làm được thôi lâm thi mộng không hiểu hỏi anh anh muốn em làm gì lâm kiến ba nói chuyện bạch văn đông bảo vệ lâm thư âm hôm nay em cũng nhìn thấy rồi đấy ảnh chụp là do anh ghép nhưng mà anh nghi ngờ Lâm Thư Âm và Bạch Chính Đông có quan hệ mờ ám. Lâm Thi Mộng hỏi, anh nghi ngờ thì đã sao chứ? Lâm Kiến Ba nói, hay là em ra mặt đi. Em so với Lâm Thư Âm còn trẻ hơn, lại chưa kết hôn, nếu em đến chỗ Bạch Văn Đông một chuyến, dịu dàng liếc nhìn ông ta một chút. Nói không chừng chúng ta sẽ có thể thay đổi được cục diện trước mắt. Lâm Thi Mộng nhíu mày, ngộ nhớ, ông ta không thèm nhìn em thì sao? Lâm Kiến Ba nói, em phải có lòng tin vào bản thân mình chứ. Dù sao anh cũng không thể không nói, Lâm Thư Âm căn bản hơn em ở chỗ cô ta biết cách thể hiện lẳng lơ mà thôi. Em gái, lần này em thử đánh cược xem. Lâm Thị Mộng còn hơi do dự anh, nếu Bạch Văn Đông thật sự động lòng với em, làm giả thành thật thì phải làm sao? Lâm Kiến Ba nói, thế thì càng tốt, Bạch Văn Đông là cháu trai của ông nội Bạch, nếu ông ta coi trọng em, chẳng phải là phúc mấy đời đó sao? Người con rể như vậy, đốt đèn lồng cũng chưa tìm được đâu. Đến lúc đó em gia nhập vào gia đình quyền thế, trở thành bà chủ nhà họ Bạch, còn không phải sẽ được người người ủng hộ sao? Còn nữa, anh nghe nói ông nội Bạch chỉ có một vợ thôi, nói không chừng ông ta sống đến 100 tuổi sẽ truyền lại vị trí chủ nhân cho Bạch Văn Đông. Đến lúc đó, em thành công trở thành chủ nhân của nhà họ Bạch rồi. Dưới một người trên vạn người, cả gia tộc chúng ta lại được thơm lây đấy chứ. Lâm Thi Mộng nghe anh ta nói đến cảm động, được rồi. Để em thử xem, nhưng mà làm sao để Bạch Văn Đông để ý đến em đây? Audio điện tử võ tấn bền chương 16, đến nhà xin lỗi. Lâm Kiến Ba nói, anh có ý này. Em hãy lấy danh nghĩa của Lâm Thư Âm, đem tặng cho Bạch Văn Đông một thiếp mời, mời ông ta hôm nay cùng ăn cơm trưa. Cứ ký tên là, cô Lâm, ông ta có lẽ sẽ nghĩ rằng em là Lâm Thư Âm, chờ ông ta đến, em hãy thể hiện sức hút quyến rũ của em, dụ dỗ ông ta là được không phải sao?" Lâm Thi Mộng nói, "Được, em sẽ thử xem sao." Lâm Thi Mộng về nhà chỉnh sửa trang phục cho đẹp một chút, thay một chiếc váy gợi cảm, sau đó tự mình viết một thiệp mời, giao cho người làm gửi cho Bạch Văn Đông. Bạch Văn Đông quay về công ty, nhìn thấy đống ảnh kia làm cho ông ta cảm thấy khó chịu, đột nhiên, bảo vệ mang đến một phong bì được gửi đến tổng giám đốc Bạch. "Ông có thư." Bạch Phan Đông vừa mở thư ra nhìn thấy trên đó viết Tổng Giám Đốc Bạch, trưa nay chúng ta gặp nhau ở phòng riêng số 7 nhà hàng Tường Gia Viên để trao đổi về hợp đồng với nhà họ Lâm được chứ? Ký tên, cô Lâm Bạch Phan Đông quả nhiên nghĩ người gửi thư mời là Lâm Thư Âm Ông ta cho rằng, chắc chắn là nhà họ Lâm lại lợi dụng Lâm Thư Âm thêm một lần nữa để Lâm Thư Âm mời ông ta dùng bữa để bàn bạc công việc, đó là điều đương nhiên Vì thế, Bạch Phan Đông cũng đến hẹn đúng giờ khi Bạch Văn Đông vào nhà hàng tường gia viên, đẩy mở cửa phòng số 7, ông ta phát hiện người trong phòng chờ ông ta lại là một cô gái xinh đẹp khuôn mặt trang điểm đậm. Cô gái này đúng là có dáng vẻ xinh đẹp, ăn mặc cũng rất gợi cảm. Nhưng mà Bạch Văn Đông lại tỏ ra vô cùng chán ghét, cô là ai? Lâm Thi Mộng vội vàng đứng lên, "Tổng giám đốc Bạch, em chính là con gái nhà họ Lâm đây, gọi em là Lâm Thi Mộng." Buổi sáng nay, ở công ty của tập đoàn họ Lâm, chúng ta đã gặp nhau rồi. Bạch Văn Đông hơi hơi nhớ ra, quả thực là đã gặp qua Lâm Thi Mộng, chẳng qua là lúc ấy cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng, bây giờ đã đổi thành một bộ váy đỏ vô cùng lộ liễu. Bạch Văn Đông lạnh lùng nghiêm mặt nói, "Cô Lâm, cô tìm tôi có chuyện gì không?" Lâm Thi Mộng chậm chậm đi tới, "Tổng giám đốc Bạch, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện không phải tốt hơn sao?" Bạch Văn Đông ngồi xuống, Lâm Thi Mộng kéo ghế lại ngồi xuống dựa vào bên người Bạch Văn Đông, "Tổng giám đốc Bạch, em rất ngưỡng mộ anh." Hơn nữa nhà họ Lâm của em và nhà họ Bạch cũng đã bắt đầu hợp tác với nhau, em đây là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm xã hội, vì vậy em muốn học hỏi tổng giám đốc Bạch một chút. Vừa nói chuyện, Lâm Thi Mộng vừa dựa sát cơ thể mình lên người Bạch Văn Đông, Bạch Văn Đông ngay lập tức hiểu được dụng ý của cô ta, Bạch Văn Đông hừ một tiếng, dùng tay đẩy Lâm Thi Mộng ra, sau đó đứng lên, "Cô Lâm, tôi trước đây đã nói rồi, chuyện hợp tác tôi chỉ bàn bạc với Lâm Thư Âm của công ty các cô." tôi và cô không có gì để gặp mặt nhau như thế này. Hơn nữa, mong cô hãy tự trọng. Lâm Thi Mộng không cam lòng, cố ý kéo váy cao lên, để lộ ra cặp đùi trắng như ngọc, tổng giám đốc bạch, anh thật kỳ lạ, em so với chị gái mình cũng không kém cạnh gì mà. Cô ta có thể làm thì em cũng có thể làm, hơn thế nữa, cái gì em cũng làm được. Bạch Văn Đông lạnh lùng nói, thực sự xin lỗi, cô Lâm, tôi không có hứng thú với cô, cô nên cất cái bộ dáng ấy đi thì hơn. Lâm Thi Mộng hơi buồn, tổng giám đốc Bạch, em thực sự ngưỡng mộ anh. Bạch Văn Đông không thèm để ý tới Lâm Thi Mộng, đứng dậy ra khỏi cửa đi về luôn. Lâm Thi Mộng bị làm cho nhục nhã mặt mũi tím tái, đành phải bất mãn đi về. Lâm Kiến Ba nghe Lâm Thi Mộng kể lại xong, cũng không còn cách nào khác. Lúc này, bà cụ thì đã hạ quyết tâm, bà cũng muốn tự mình đến nhà xin lỗi Lâm Thư Âm xin cô tha thứ cho sai lầm của bà sau đó hy vọng lâm thư âm có thể đặt kế hoạch lâu dài cho sự sống chết của cả gia tộc lên trước nhanh chóng khôi phục lại dự án hợp tác với nhà họ bạch biết được bà cụ đến thăm lâm thư âm diệp phô phong lâm vĩnh quân tả tiểu thanh cùng nhau ra đón mẹ có chuyện gì thế làm sao mẹ phải tự mình đến đây chứ gọi một cuộc điện thoại chúng con sẽ tự sắp xếp để đến gặp mẹ mà tả tiểu thanh khéo léo nói bà cụ lạnh lùng hừ lạnh một tiếng chuyện sống chết của cả gia tộc Mẹ làm sao có thể không đến chứ? Lâm Thư Âm đỏ mặt, thấp giọng nói, bà nội khiến bà phải vất vả rồi, thật ra. Bà cụ khoát khoát tay, không để Lâm Thư Âm nói tiếp, ánh mắt rơi thẳng trên người Diệp Vô Phong, vẻ mặt của Diệp Vô Phong hết sức bình tĩnh, mỉm cười nhìn bà, anh chỉ gật gật đầu chứ không nói gì cả. Đi vào phòng khách ngồi xuống, bà cụ mới nói, Thư Âm, nhà họ Bạch kia, tổng giám đốc Bạch đã chỉ đích danh con phải ra mặt đàm phán việc hợp tác. Kiến Ba đến cầu xin con, con nói như thế nào vậy? Lâm Thư Âm cảm thấy vô cùng khó xử, liếc mắt nhìn sang Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong lập tức đứng ra nói đỡ, "Ba, chuyện về tấm ảnh chụp đã được vạch trần sự thật rõ ràng rồi, Thư Âm căn bản là trong sạch, nhà họ Bạch không muốn hợp tác với Lâm Kiến Ba, bởi Lâm Kiến Ba mắc phải sai lầm ngu ngốc gì có lẽ trong lòng anh ta hiểu rõ nhất. Nhưng việc dùng sai người, không phải bà định phủi bỏ trách nhiệm của mình đấy chứ?" Diệp Vô Phong Cậu nói cái gì vậy hả? Làm sao cậu có thể nói chuyện với bà nội như vậy chứ? Lâm Kiến Ba giận dữ hét lên. Diệp vô phong cười khinh bỉ nói, Lâm Kiến Ba, chính anh không làm có năng lực làm việc, lại gây ra việc hèn hạ như vậy. Bây giờ mọi việc bị bại lộ rồi, anh còn có mặt mũi đứng ở đây quát tháo sao? Anh có bản lĩnh, tại sao còn phải cầu xin thư âm ra mặt xoay chuyển chuyện hợp tác với nhà họ Bạch chứ? Tả Tiểu Thanh hơi lo lắng, sợ là sẽ làm cho bà cụ nổi giận, hậu quả sẽ khó mà giải quyết được, Diệp Vô Phong, cậu bớt tranh cãi đi. Diệp Vô Phong hơi mỉm cười, vẫn tiếp tục nói, bà nội, chúng ta vẫn là những người nhà họ lâm thông minh nhất, cháu hôm nay mạnh dạn nói với bà điều này, thực sự không có ý gì khác. Cháu mong là bà lên ngẫm nghĩ lại một chút, ngày hôm qua, bà thật sự không nên bãi nhiệm chức vụ trưởng phụ trách dự án của thư âm. Có một số người, nhìn qua khoảng chừng 5-6 người gì đó, thật sự là không thể dùng được. Gia tộc nếu muốn phát triển thịnh vượng, chúng ta cần phải xác định được nhân vật quan trọng của thế hệ mới." Bà cụ quay ngoắt lại trợn mắt, giọng nói kỳ lạ, "Ý cậu nói là chỉ có Lâm Thư Âm mới được hay sao?" Diệp Vô Phong gật đầu nói, "Đúng vậy, nhà họ Bạch đã hủy hợp đồng, bây giờ chỉ có Thư Âm ra mặt mới có thể cứu vãn mọi chuyện." "Không phải sao?" Bà cụ hừ một tiếng, "Cậu không sợ tôi sẽ không cần đến hợp đồng của nhà họ Bạch nữa sao?" không sợ tôi sẽ đuổi mấy người ra khỏi nhà họ lâm hay sao diệp vô phong cười ha hả bà sẽ không làm như vậy đâu ghen ghét người tài vốn dĩ không phải là phong cách làm người của bà nhà họ lâm chúng ta tuy là không phải nhà cực kỳ giàu có nhưng mà bà và ông nội đã dốc sức lực cả đời làm việc tích góp từng tí một của cải cũng đủ để bà an hưởng tuổi già rồi nhưng bà chính là còn mong muốn nhà họ lâm chúng ta phát triển thịnh vượng hơn mục đích không phải chỉ là muốn con cháu sau này được hưởng vinh hoa phú quý hay sao có thể hợp tác với nhà họ bạch đây là cơ hội khó mà kiếm được đúng là chẳng khác gì vượt long môn cả nó sẽ không chỉ giúp nhà họ lâm chúng ta vượt qua khủng hoảng về kinh tế mà còn làm cho mối quan hệ với các đối tác khác cũng được củng cố thêm một tầm cao nữa ai dám đoán trước chỉ cần thời gian qua đi nhà họ lâm chúng ta không thể thay thế nhà họ mạc trở thành gia tộc giàu có nhất nhì thành phố tam giang này chứ bà cụ hơi suy nghĩ trên mặt lại nở nụ cười tươi diệp vô phong trước đây tôi đúng là chưa nhận ra cậu thế mà lại có mưu trí tham vọng lớn đến như vậy đấy lâm kiến bà tỏ ra khinh thường nói bà nội bà không cần phải nghe cậu ta nói lời ngon tiếng ngọt chỉ để nịnh hót có thể vượt qua nhà họ mạc là chuyện quái quỷ gì chứ cậu ta nói vậy mà bà cũng tin được sao bà cũng nghiêm mặt nói chuyện phải trái tự bà biết phân biệt không cần cháu phải lắm lời như vậy Lâm Kiến bà sợ hãi không dám nói thêm lời nào nữa, bà cụ đứng lên, mặt tươi cười nói, "Thưa âm, bà nội già rồi nên hồ đồ, không biết chọn người tài. Cháu thông cảm bỏ qua đi, thực ra thì bà nội cũng chỉ là vì nghĩ cho lợi ích của gia tộc chúng ta. Bà lo lắng rằng tuổi cháu còn quá nhỏ, không thể một mình phụ trách mọi việc. Bây giờ, nhà họ Lâm cần cháu đứng ra, mạnh mẽ đảm đương trách nhiệm công việc. Chuyện của nhà họ Bạch, toàn bộ chỉ có thể nhờ vào cháu thôi." Bà cụ là người như thế nào chứ? Có bao giờ lại phải nói chuyện khách sáo với người bề dưới nhỏ tuổi hơn như thế này đâu chứ? Chưa từng có ai được hưởng vinh dự như vậy, bây giờ đã có Lâm Thư Âm rồi. Lâm Thư Âm bị bà cụ làm cho sợ hãi vội vàng đứng dậy, hai tay đang cầm chén trà nói, "Bà nội, bà nói quá lời rồi." "Có chuyện gì, bà chỉ cần dặn dò một câu, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành cho bằng được." Bà cụ tùm tìm cười vỗ vỗ mở u bàn tay của Lâm Thư Âm, vậy cháu hãy mau uống hết chén trà này, sau đó đi tìm Tổng Giám Đốc Bạch nói chuyện đi. Lâm Thư Âm gật gật đầu, uống hết chén trà, bà nội, cháu đi tìm Tổng Giám Đốc Bạch ngay đây. Thực ra, trong lòng Lâm Thư Âm cũng cảm thấy có điều bất ổn, Tổng Giám Đốc Bạch sẽ nể mặt mũi mình sao? Nếu ông ta đóng cửa không tiếp đón, chuyện này mà xảy ra, sau này sẽ còn bị Lâm Kiến Ba chê cười đến chết mất. Chương 17: Tai nạn ô tô phi lý. Diệp Vô Phong đi theo Lâm Thư Âm vào sân, lái xe đi ra ngoài, "Thư Âm, tâm trạng em không tốt lắm, không bằng để anh lái xe cho em đi." Lâm Thư Âm nói, "Bà nội không có ý định rời đi, chắc bà ở nhà chờ đợi tin tức từ em." "Em cũng không chắc lắm, lỡ như cục diện không thay đổi thì sao?" "Anh biết không, một đại nhân vật như tổng giám đốc Bạch, đâu phải chúng ta muốn gặp là sẽ gặp được." Nhìn Lâm Thư Âm hoang mang như vậy, Diệp Vô Phong an ủi nói, "Thư Âm không cần quá lo lắng, anh đi cùng em." Lâm Thư Âm nhíu mày, "Anh đi thì có tác dụng sao?" Diệp Vô Phong cho biết, "Trước kia anh không phải đã nói với em, anh có một người bạn cũng có địa vị, anh ấy và nhà họ Bạch có quan hệ với nhau. Đến lúc đấy anh gọi điện hỏi, có khi lại xoay chuyển tình thế." Lâm Thư Âm nhanh chóng đáp, "Được, chúng ta mau tới đó đi, đừng để bà nội chờ quá lâu." diệp vô phong lái xe thẳng đến công ty chi nhánh của tập đoàn bạch thị xe đi được nửa đường thì trước mặt có một ngã tư gặp đèn đỏ diệp vô phong giảm tốc độ dừng xe đột nhiên ngẩng đầu nhìn phát hiện chiếc bugatti màu đen đang đậu trước mặt chiếc xe màu đen này không phải của đường chảm sao mẹ kiếp tên khốn này còn chưa đi diệp vô phong thấp giọng chửi một câu anh không muốn đường chảm đưa mình bước vào thế giới hiện tại với thân phận là tứ đại thiên vương của long môn đèn xanh đã bật xe của đường chảm cũng chẳng có ý định khởi động đường trảm không đi diệp vô phong cũng không có cách nào đi được điều này khiến cho phía sau xe của diệp vô phong vang lên một loạt tiếng còi xe lâm thư âm nôn nóng xem đồng hồ đeo tay sắp đến giờ tan làm rồi xe phía trước có việc gì vậy diệp vô phong tức giận vốn dĩ chuyện đường trảm ở thành phố tam giang đã chọc anh tức chết rồi giờ đây còn cố ý cản đường vợ anh thì lại đang vội diệp vô phong bấm còi ba lần Mắt thấy 60 giây đèn xanh sắp chuyển sang đỏ. Chiếc Bugatti đèn đó vẫn không có ý chạy đi. Diệp vô phong đã rất tức giận, anh đạp ga. Chiếc xe Bugatti bị xe Diệp vô phong va chạm mạnh và kèm theo đó là tiếng hét chói tai của thư âm A. Đường chảm đã hai đêm liền không ngủ, lúc chờ đèn đỏ, anh ta đã tranh thủ chợp mắt. Bị Diệp vô phong đụng chúng, đường chảm lập tức tỉnh dậy và nhận ra đã bị tông xe từ phía sau. Mẹ kiếp, đứa nào cả gan đâm xe của tao. Đường chạm vừa mở cửa vừa chửi bới. Ở ngã tư, xảy ra vụ tông xe khiến ai nấy đều tò mò tới xem. Chiếc xe bị va chạm là một chiếc xe hạng sang với trị giá lên tới 120 tỷ đồng Việt Nam. Tất cả những người đi đường đều nhìn chiếc xe Passat với vẻ thương cảm, chủ xe thật xui xẻo mà. Xe phía trước riêng tiền bảo dưỡng hàng năm đã gần chục triệu VND, có bán cả xe sau đền cũng không nổi. Có chuyện hay, tôi sẽ lập tức quay video và đăng lên trang cá nhân với tiêu đề Chiếc xe Bugatti trị giá 120 tỷ bị xe Passat đâm phải. Sau thời gian tin tức này cũng lan đến bạn bè của Lâm Thi Mộng. Cô ta đang cùng bà cụ và anh trai chờ Lâm Thư Âm, nên đâm ra rảnh rỗi mà lướt tin tức ở điện thoại. Kết quả lướt đến tin tức này, ơ, ờ, đây không phải là xe của Lâm Thư Âm đó sao? Anh, nhìn kia chiếc xe của Lâm Thư Âm đã đâm phải chiếc xe Bugatti. Lâm Kiến Ba liền đọc tin tức trên điện thoại của mình đúng là xe của thư âm đã đâm phải, đứng trước xe là người đàn ông da đen đeo kính dâm cao khoảng 1m9 đang chửi trước xe của lâm thư âm. Đoán chừng là đang bắt đền đây mà. Lâm kiến ba cười trên sự đau khổ của người khác, lâm thư âm, diệp vô phong đáng đời. Đây là một chiếc Bugatti phiên bản giới hạn, những người lái loại xe này đều là những đại nhân vật không dễ động vào. Xảy ra tai nạn xe cộ lớn như vậy, mấy người nên tính tới tiền bồi thường trước cho dù tán ra bại sản để trả hết thì cũng vì vậy mà đắc tội chủ xe. Chắc hôm nay không thể đến công ty nhà họ Bạch được rồi. Để xem hai người làm sao giải thích với bà cụ đây. Lâm Thư âm ban đầu không nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, khi phát hiện ra rằng Diệp vô phong tông vào đuôi xe chính là chiếc Bugatti phiên bản giới hạn, vẻ mặt cô đột một thay đổi. Cô nhanh chóng xuống xe, mặc dù đã đèn xanh rồi mà xe đường chảm vẫn chưa đi qua giao lộ nhưng tông vào đuôi xe thì chắc chắn là trách nhiệm của xe sau. Lâm Thư âm cười nói, anh này, thực xin lỗi, vừa rồi chúng tôi vội vàng mà vô tình đụng phải xe của anh. Mặt đường chảm hung dữ nói, nể tình cô có thái độ tốt, tôi sẽ không gọi cảnh sát chỉ cần trả tiền bồi thường. Lâm Thư âm cắn răng hỏi, cần, bồi, bồi thường bao nhiêu? Đèn ở đuôi xe của đường chạm bị vỡ mất một cái, đuôi xe cũng bị vỡ nặng muốn sửa thì ít nhất cũng cần khoảng 300 triệu. Quả nhiên đường trảm tôi cũng không phải là người lừa bịp, 300 triệu. Lúc này Diệp vô phong mở cửa xe bước xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói, 300 triệu có phải là hơi ít không? Đường chảm không ngờ người đâm xe mình lại là Diệp vô phong, tên nhóc này vốn thông minh. Anh ta lập tức hiểu ra, chắc chắn lão đại đang tức giận mình còn chưa rời khỏi thành phố Tam Giang đường chảm xoay người lấy một cái ba lô ở trong xe ra, mở ba lô cho Lâm Thư âm xem, cười hi hi nói, trong này có 600 triệu, là số tiền tối qua tôi đánh bài thắng được. Chỗ tiền này đều đưa cho cô làm tiền sửa xe, chúng ta coi như là hết nợ nần. Lâm Thư âm giật mình, cái người này không phải là có bệnh chứ. Chúng ta đâm vào xe của anh ta, vậy mà anh ta còn bồi thường tiền cho mình. Đường chảm bỏ ba lô lại định chạy, nhưng đã bị cảnh sát giao thông vừa nãy chặn lại, rốt cuộc trách nhiệm là của ai? Làm rõ chưa?" Đường Trảm nói, "Vừa nãy khi lùi xe, tôi đã tông vào xe phía sau. Chúng tôi đã xử lý xong, tôi cũng đã đền tiền rồi. Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây." Cảnh sát quay qua hỏi Diệp Vô Phong, "Anh đồng ý với số tiền bồi thường của anh ta chứ?" Diệp Vô Phong hừ một tiếng, "Đền tiền xong rồi thì cút nhanh đi." Đường Trảm nhếch miệng, không nói hai lời chạy về cái xe bugatti của anh ta dẫm chân ga chạy đi cảnh sát giao thông nói nếu đã xử lý riêng xong rồi thì hai người cũng nhanh đi đi đừng ở đường lớn cản trở giao thông diệp vô phong cầm ba lô nói với lâm thư âm thư âm chúng ta cũng đang gấp đừng chậm trễ ở đây nữa đi thôi một vụ tai nạn ô tô kinh diễm xảy ra lại kết thúc một cách ly kỳ khiến tất cả những người đang đứng xem đều phải choáng váng có người nói cái tên da đen cao to vừa nãy có phải bị điên rồi không? Tôi rõ ràng nhìn thấy xe Passat đâm xe của anh từ phía sau, vậy mà anh ta còn bồi thường tiền cho người ta, cái ba lô đó hình như là rất không ít tiền đâu. Ha gì, thế giới của người giàu, chúng ta không hiểu đâu. Vãi đái, nếu biết đâm xe của người giàu có thể kiếm tiền thì ngày mai tôi cũng sẽ tìm một chiếc Bugatti đâm nó để phát tài. Các người thì biết cái gì, anh không thấy người phụ nữ trong xe đó nhìn rất xinh đẹp sao? Người giàu kia chắc chắn là đã thích cô ấy rồi. Chương 18: Hợp tác lại. Lâm Kiến Ba nói với bà cụ, "Bà nội à, đã muộn rồi, bà mau về nhà ăn cơm đi." Theo như cháu thấy thì chắc chắn là Lâm Thư Âm không có cách nào cứu vãn tình hình với nhà họ Bạch đâu." Bà cụ cau mày nói, "Tại sao chúng ta không đợi thêm một lát nữa?" Lâm Kiến Ba cười trên nỗi đau của người khác nói cháu vừa mới nhìn thấy một tin tức trên trang cá nhân bạn bè lâm thư âm lái xe đâm vào đuôi của một chiếc xe bugatti đâm vào một chiếc xe hạng sang như thế thì làm sao mà người ta có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ấy được chắc chắn là bọn họ đang chạy khắp nơi vay tiền bồi thường cho người ta rồi đâu còn thời gian để bàn bạc chuyện hợp đồng kia ánh mắt của bà cụ bỗng run sợ còn có chuyện như vậy sao phải biết là đụng đến chủ của một chiếc bugatti không phải là chuyện đùa đúng lúc này Lâm Thư Âm gọi điện lại, bà nội, Tổng Giám Đốc Bạch đã đồng ý tiếp tục hợp tác kinh doanh giữa nhà họ Lâm và công ty của họ. Cháu gặp phải một tai nạn xe hơi nhỏ trên đường đi nên nửa đường không thể quay về, cháu lo là bà sẽ sốt ruột nên mới thông báo cho bà biết trước một tiếng. Bà cụ mang theo nụ cười, nói Thư Âm, giải quyết tốt quan hệ với nhà họ Bạch là được rồi, xe cháu bị tai nạn có sao không? Có cần bà giúp cháu? Tìm quan hệ giàn xếp chuyện này không? lâm thư âm nói không cần cảm ơn bà nội cháu sẽ tự giải quyết bà cụ hài lòng cúp máy đứng lên nói thư âm mới gọi điện nói là đã giải quyết sự việc xong rồi bên phía tổng giám đốc bạch đã nối lại quan hệ làm ăn với nhà họ lâm chúng ta à thư âm gặp phải một vụ tai nạn xe hơi nhỏ trên đường nhưng mà nó muốn tự giải quyết vĩnh quân tiểu thanh cũng không còn sớm nữa mẹ đi về trước đây có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp tả tiểu thanh nói mẹ mẹ cũng tới đây rồi hay là mẹ ở lại đây ăn cơm tối đi bà cụ cười nhẹ thôi mẹ lớn tuổi rồi khẩu vị không giống với người trẻ tuổi như các con mẹ còn phải về nhà cũ các con không cần lo lắng cái gì lâm thư âm bàn bạc lại được với nhà họ bạch trong lòng lâm kiến ba căm hận đến chết xảy ra tai nạn xe hơi lớn như vậy cô còn có tâm trạng đi bàn bạc hợp đồng đúng là lâm thư âm tại sao tai nạn xe hơi không đâm chết cô đi chứ anh ta biết bà cụ đang còn giận mình nên không dám hỏi nhiều, đưa bà cụ trở về nhà, Lâm Kiến Ba và Lâm Thị Mộng bàn bạc, thật là Lâm Thư Âm đã lấy lại quan hệ với nhà họ Bạch rồi. Sau này, cuộc sống của hai anh em chúng ta ở công ty sẽ không dễ dàng gì. Lâm Thị Mộng tức giận nói, anh, em đã nói từ trước mà. Chắc chắn là Lâm Thư Âm có quan hệ mập mờ với người họ Bạch kia. Nếu không, tại sao Bạch Văn Đông lại vui vẻ ký công trình Bích La Loan cho cô ta nhanh như thế chứ? Hơn nữa còn không thay đổi người phụ trách. Lâm Kiến ba nghiến răng nghiến lợi nói, "Lâm Thư Âm, chẳng lẽ cô ta thật sự là loại người như vậy sao? Không tuân theo chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ, làm ô nhục truyền thống gia đình. Dựa vào khoe khoang nhan sắc mà quyến rũ Bạch Văn Đông, chắc chắn nhà họ Lâm sẽ không tha cho cô." "Thi Mộng, bây giờ chúng ta không có chứng cứ, tạm thời chịu đựng một chút đi." Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Thi Mộng vang lên, Thi Mộng Tối hôm nay chúng ta có buổi họp lớp, cậu nhất định phải tới nhé." Lâm Thi Mộng tức giận nói, "Được rồi, mình biết rồi." Lâm Kiến Ba hỏi, "Bạn bè em họp lớp, có đi không?" Lâm Thi Mộng nói, "Không đi." Lâm Kiến Ba nghi ngờ hỏi, "Tại sao lại không đi?" Lâm Thi Mộng nói, "Em ghét cái tên Mạc Đông Cường kia. Lúc nào cậu ta nhìn thấy em cũng cứ quấn lấy em, làm cho rất nhiều bạn cùng lớp nghĩ rằng em là bạn gái của cậu ta." hai mắt lâm kiến ba sáng rực, thi mộng, Mạc Đông Cường mà em nói chẳng lẽ là cháu ruột của Mạc Tam gia. Vậy mà lại là bạn cùng lớp của em à. Lâm thi mộng gật đầu, học cùng cấp 2, đầu óc của tên này có vấn đề, là một tên ngốc, có người nói ở nhà cậu ta mặc cái áo cũng phải cần người hầu hạ. Lâm kiến ba đảo mắt, nói thi mộng, em cũng thấy tình hình hiện tại rồi đấy. Lâm thư âm đã có bạch văn đông là chỗ dựa vững chắc, tất nhiên là sau này có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Tam Giang rồi nếu như chúng ta cũng có chỗ dựa vững chắc nhất định không có ai bắt nạt chẳng lẽ một ngày nào đó em muốn thấy cả hai anh em chúng ta bị cô ấy dẫm đạp dưới chân lâm thi mộng nói đương nhiên là em không mong thế rồi nhưng mà em hiểu ý của anh cả đời này em sẽ không lấy chồng cũng không thể làm bạn gái của mạc đông cường đâu lâm kiến ba nói thi mộng trước tiên em đừng kích động anh không có ý đó, ý của anh là chúng ta hãy mượn mối quan hệ với con trai nhà họ Mạc này trước. Ngoài ra, anh sẽ nói cho em biết một chuyện. Mạc Đông Cường là anh trai của Mạc Đông Lôi. Vài ngày trước, Mạc Đông Lôi tới tìm anh, nghĩ cách dở bỏ khách sạn Hoàng Triều của Lâm Thư Âm. Cậu ta hứa sau khi chuyện này thành công sẽ thưởng cho anh 35 tỷ đồng. Tiếc là việc này không hoàn thành được. Nguyên nhân chủ yếu là do Hàn Uy khi nhà phá sản đã chạy trốn. Thị Mộng, ý của anh là chúng ta nhờ quan hệ của Mạc Đông Cường để gây dựng lại quan hệ với Mạc Đông Lôi, bắt đầu lại nhiệm vụ này. Anh hứa với em, chỉ cần 35 tỷ đến tay, anh em chúng ta sẽ chia đều. Quả nhiên là Lâm Thị Mộng đã lung lay, 35 tỷ. Nhiều như vậy sao, em thật là muốn mua một chiếc xe thể thao Porsche. Lâm Kiến ba động viên, chỉ cần phá hủy khách sạn lớn Hoàng Triều của Lâm Thư Âm, đừng nói là Porsche, ngay cả Ferrari anh cũng mua cho em. Quả thật là chiếc Passat của Lâm Thư Âm bị đụng phải khá nặng, Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm đến công ty chi nhánh của tập đoàn nhà họ Bạch trước rồi mới lái xe đến xưởng sửa chữa. Lâm Thư Âm đi ra sau khi đã hoàn thành công việc, Diệp Vô Phong hỏi thăm, "Thư Âm, bên phía tổng giám đốc Bạch nói sao?" Lâm Thư Âm mỉm cười nói, "Tổng giám đốc Bạch nể tình, hứa sẽ tiếp tục hợp tác với nhà họ Lâm chúng ta." Mặt khác, thời hạn công trình đang tương đối gấp gáp công ty xây dựng trong tập đoàn nhà họ Lâm cần phải tiến vào chiếm giữ công trường trong vòng một tuần. Sau đó sẽ bắt đầu động thổ khởi công công trình. Diệp Vô Phong nói, không có gì rủi ro là tốt rồi, anh không hiểu về chuyện công trình nên em phải sắp xếp hết rồi. Nhưng mà chiếc xe kia của em bị va chạm không nhẹ, xưởng sửa chữa cần 3 ngày sau đó mới có thể lấy xe. Theo anh thấy thì hay là em đổi xe đi. Lâm Thư âm thở dài nói, lúc ở trên đường, thật sự là em rất sợ, tại sao anh lại không cẩn thận đụng phải một chiếc bugatti như vậy chứ anh có biết loại xe đó giá bao nhiêu không diệp vô phong cười thật thà anh không biết đoán là rất giá trị phải không lúc đó anh thấy em rất lo lắng lâm thư âm cười khổ nói không ngờ lại gặp phải một người tâm thần không những không đồng ý để chúng ta bồi thường tiền trái lại còn trả cho chúng ta một túi tiền vô phong em nghĩ là chúng ta không thể nhận túi tiền kia hay là chúng ta trả lại cho anh ta đi diệp vô phong nói chúng ta cũng không biết anh ta tìm anh ta ở đâu bây giờ hơn nữa cảnh sát cũng đã ghi vụ tai nạn vào sổ chính mồm anh ta nói với cảnh sát là anh ta lùi xe đâm phải chúng ta anh ta tự nguyện bồi thường cho chúng ta tiền đến với chúng ta một cách rõ ràng thì sợ cái gì chứ theo anh thấy thì tốt hơn hết em nên đổi một chiếc xe mới cho mình hiện tại công việc của em bận như thế công trường công ty chạy khắp nơi còn phải để mắt đến khách sạn nếu không có xe thì sao? Chúng ta đến cửa hàng xe 4S đi. Thật ra, sao Lâm Thư Âm lại không muốn đổi một chiếc xe tốt chứ? Phải biết là chiếc Passat này là tả Tiểu Thanh đã sử dụng qua, đến bây giờ đã gần 10 năm rồi, nó thường xuyên xảy ra trục trặc. Tự mình nói Bích La Loan là một công trình lớn như vậy, sau này còn phải tham gia các buổi đàm phán công việc, không có một chiếc xe đàng hoàng thì đi đâu. Vâng, được rồi, chúng ta đi qua đó xem thử trước. Bởi vì phải đi tới cửa hàng xe 4S, Lâm Thư Âm gọi điện cho bà cụ, thông báo việc đã hợp tác lại và sẽ về chế một chút. Chương 19, một chiếc BMW. Gọi xe taxi, Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm đến một cửa hàng xe 4S, nơi chuyên tiếp thị hai thương hiệu xe BMW và Mercedes-Benz. Lâm Thư Âm hỏi Diệp Vô Phong, chúng ta nên mua loại xe gì thích hợp? Diệp Vô Phong nói, nhìn chúng xe nào, liền mua xe đó. Không sợ thiếu tiền anh cười vỗ vỗ cái ba lô căng phòng. Lâm Thư âm nói, vậy chúng ta hãy đi xem thử xung quanh trước. Cả hai loanh quanh trong cửa hàng, vì cửa hàng 4S đã đến giờ tan làm, nữ nhân viên bán hàng phụ trách tiếp hai người họ có hẹn bạn trai đi xem phim tối nay, thấy hai khách hàng đang xem xe đành nhắm mắt tiếp lời, thưa anh chị, hai người muốn mua xe như thế nào? Lâm Thư âm đáp, chúng tôi muốn đi xem một vòng đã. Nữ nhân viên bán hàng thấy Diệp vô phong mặc quần xà lỏn, mang ba lô trông anh chẳng giống một người giàu có chút nào, chiếc xe rẻ nhất trong cửa hàng này cũng cần 1,2 tỷ đồng Việt Nam để mua. Bọn họ chắc chắn không thể mua được, nữ nhân viên bán hàng không khỏi cảm thấy chán ghét, sốt ruột nói, chị ơi, chị đã dự tính giá trước khi xem xe chưa? Tốt nhất nên dự tính giá cho chiếc xe chị muốn mua để em có thể giới thiệu cho chị. Lâm Thư âm đỏ mặt, cô hiểu rằng cô lễ tân này coi thường mình, đúng là Lâm Thư âm không muốn mua một chiếc xe đắt tiền như vậy, nhưng Diệp Vô Phong một hai lại muốn đến cửa hàng xe 4S này. Diệp Vô Phong lạnh lùng nói, chỉ cần vợ tôi thích, bất cứ giá nào anh cũng có thể mua. Nữ nhân viên bán hàng nhếch mép cười, hừ, vậy để em giới thiệu với anh chị chiếc BMW X5 này. Chiếc xe này có khả năng xử lý rất tốt, thích hợp cho người mới tập xe. Nó có tay lái rõ ràng, chính xác, người mới vẫn có thể lái thuận buồm xuôi gió, chuyển hướng rõ ràng, chỉ hướng chuẩn xác. Phanh đặc biệt nhạy bén, gặp trường hợp khẩn cấp sẽ dừng lại, tiêu hao nhiên liệu không nhiều. Nhưng giá của nó không hề thấp, khởi điểm là 13 tỷ đồng Việt Nam. Sau khi báo giá cô Tiếp Tân Khiêu khích nhìn Diệp Vô Phong với Lâm Thư Âm rồi nghĩ thầm trong lòng, giả bộ như giàu có, nhìn cũng biết hai người không mua nổi. Diệp Vô Phong hỏi Lâm Thư Âm, "Thư Âm, em có thích không?" Lâm Thư Âm gật đầu, do dự nói, "Chỉ là chiếc xe này quá đắt." diệp vô phong hỏi nếu trả tiền mặt để nhận xe thì hôm nay lái xe đi được không cô lễ tân ngẩn ra nói đương nhiên có thể bên em còn có thể cung cấp biển số xe tạm thời cho anh diệp vô phong cười nói vậy thì đưa hóa đơn đi hôm nay chúng tôi sẽ lái nó nữ nhân viên bán hàng bất ngờ hỏi anh thật muốn mua diệp vô phong nói nói giảm ít thôi không mua xe tới cửa hàng này để ăn cơm à vâng Tôi đi viết hóa đơn cho hai người ngay, xin chờ tôi một chút." Nữ nhân viên bán hàng trong lòng như nở hoa, vốn tưởng rằng hai người tới xem xe, thật không ngờ, anh ta lại thực sự là thần tài. Nếu bán được xe, cô ta có thể được thưởng tiền hoa hồng đến mấy triệu VND. Nhìn Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm lái chiếc BMW mới tạm rời đi, nữ nhân viên bán hàng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật may là không nói gì quá đáng. Nếu không vụ làm ăn này không chỉ thất bại mà còn có thể gây ra rắc rối. Xem ra, thật sự không thể trông mặt mà bắt hình rong mà. Lái một chiếc xe mới về nhà, hôm nay tâm trạng của tà Tiểu Thanh rất vui vẻ vậy mà lại chủ động chuẩn bị bữa tối. Nhưng bà không ngờ rằng con gái và con rể lại đem một chiếc ô tô BMW trị giá 13 tỷ đồng Việt Nam. Thư âm, con mua xe thật sao? Tả Tiểu Thanh vừa nói vừa vuốt ve thân xe lộng lẫy. Lâm Thư Âm nói, mẹ, Hai chiếc Passat đó quá cũ, chúng còn thường xuyên bị lỗi, vô phòng đã đề nghị mua chiếc xe mới, con đã đồng ý. Chiếc xe này quá đẹp và ngầu mà. Hừ, để ngày mai xem Lâm Kiến Ba ghen tị. Theo tả tiểu thanh biết chiếc xe hiện tại của Lâm Kiến Ba chỉ là chiếc Audi A6 tầm thấp, hơn nữa giá cả cũng không bằng một nửa chiếc xe BMW này. Thư Âm, hai ngày nữa mẹ phải về nhà mẹ đẻ. Con nhất định phải cho mẹ mượn xe để lái. Thư Âm cười nói, mẹ xe này của con chứ chưa phải của mẹ đâu. Tả Tiểu Thanh đột nhiên hỏi, vậy tiền con lấy từ đâu ra? Lâm Thư Âm đột nhiên bị hỏi có chút cứng học, cô nghĩ thầm, hôm nay Tông phải chiếc xe Bugatti, mà chủ nhân chiếc xe lại đi bồi thường cho cô. Nhưng, ai sẽ tin vào điều đó? Cô suy nghĩ một chút rồi nói, mẹ, chẳng phải chúng ta vừa được thưởng 900 triệu đó sao, con cũng có chút ít tiền tiết kiệm. Tả Tiểu Thanh nghe con gái lấy hết tiền tiết kiệm ra mua xe thì hơi đau lòng lắm, thư âm, khách sạn lớn Hoàng Triều gần đây kinh doanh không tốt. Mà bác lớn của con gần đây lại có ý định xây nhà cưới vợ, mở miệng mượn chút tiền. Thực mẹ không dám cho mượn. Bỗng mẹ nhắc đến khách sạn Hoàng Triều khiến trong lòng thư âm rất buồn. Lúc đầu, khách sạn lớn Hoàng Triều kinh doanh đúng là rất tốt. Mỗi tháng cũng ít nhất chục triệu VND. Cách đây không lâu, bỗng có một nhóm khách không mời tên dẫn đầu tên là Phùng Nhị Biêu vô cớ gây chuyện, làm khách sạn không có cách nào làm ăn bình thường được. Lâm Thư âm đoán rằng tên Phùng Nhị Biêu này chắc chắn là do Hàn Uy cử đến để gây rối với mục đích làm loạn việc kinh doanh của cô, để Hàn Uy có thể mua lại khách sạn lớn Hoàng Triều với giá rẻ. Không ngờ, nhà họ Hàn lại phá sản, cả nhà họ phải sơ tán khỏi thành phố Tam Giang, có lẽ Phùng Nhị Biêu cũng phải trốn chui, ai ngờ tên này vẫn đến đây ăn cơm hai lần trong vòng 3 ngày. Lâm Thư âm lần nào cũng phải nhẫn nhịn, có lần cô cũng phải hỏi, Phùng Nhị Biêu rốt cuộc là anh muốn sao? Phùng Nhị Biêu thực sự đã yêu cầu Lâm Thư âm trả phí bảo kê hàng tháng những 6 triệu. Cũng không biết là năm nào rồi mà tên đó vẫn còn đòi cô tiền bảo kê. Lâm Thư âm đương nhiên không chịu trả số phí, mà Phùng Nhị Biêu bữa nay xuất hiện ngày càng nhiều, gần nhất là hai ngày nay như ở luôn tại khách sạn lớn Hoàng Triều, chỉ cần tới ăn cơm thì cãi lộn với nhân viên, Lâm Thư Âm gọi cảnh sát cũng vô ích, lần nào, cảnh sát cũng đến đưa anh ta đi thẩm vấn, cùng lắm là giam giữ một ngày, rồi mai anh ta vẫn tiếp tục xuất hiện quấy phá. Vậy ai là người đứng phía sau những vụ việc này? Ngoài nhà họ Hàn, chẳng lẽ sau lưng anh ta còn có ai khác có ý định với khách sạn lớn Hoàng Triều? Có lẽ, không bao giờ Lâm Thư Âm ngờ được người đứng phía sau Phùng Nhị Biêu lại là Lâm Kiến Ba. Bởi vì, sau khi bà cụ đổi người quản lý dự án Bích La Loan thì anh ta như phát điên lên anh ta lập tức gây áp lực với Phùng Nhị Biêu và còn tăng phí tuyển dụng từ 1 tháng 5 triệu lên đến tận 3 triệu. Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm, Tả Tiểu Thanh, Lâm Vĩnh Quân một nhà bốn người lại cùng quây quần quanh bàn cơm. Ăn xong Lâm Thư Âm cất tiếng, mẹ, hôm nay con và Tổng Giám Đốc Bạch tiếp tục bàn về dự án Bích La Loan. Công việc ở công trường ngày càng bận rộn nên khách sạn lớn Hoàng Triều ở bên kia con cũng không thể lo hết được. Con định để Diệp Vô Phong giúp con quản lý nơi đó. Vì thế, sau này anh ấy sẽ không phụ trách việc nấu ăn ở nhà nữa. Tả Tiểu Thanh nhìn Diệp Vô Phong, nhếch mép nói cậu ta biết làm cái gì. Chẳng lẽ là để cho cậu ta đi đến đó phụ nấu ăn? Diệp Vô Phong cười cười nói, mẹ, con nghe thư âm bảo gần đây khách sạn của tụi con thường xuyên có người đến quấy rối. Con đến khách sạn với tư cách là bảo vệ và phụ trách đối phó với mấy tên quấy rối này. Ngoài ra, con cũng thể làm ở đó với tư cách là một đầu bếp, dạy cho mấy đầu bếp thế làm nào ra món ăn ngon, có thể sẽ thu hút được nhiều khách. Lâm Thư Âm bị lời nói của Diệp Vô Phong chọc cho bật cười. Chương 20, thăng chức thành đội trưởng đội an ninh Tả Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi, bọn họ nhiều người như thế, cậu, liệu cậu có thể không? Diệp Vô Phong nói, nhiều người thì sao chứ, đây là xã hội có pháp luật quản lý, bọn họ dám không coi pháp luật ra gì sao? Cho dù bọn họ không nói đạo lý cũng không sao, còn có quen một người anh em cũng là người trong xã hội. Nghe Diệp Vô Phong nói có quen người trong xã hội, Tạ Tiểu Thanh yên tâm, cậu cái đứa này, từ khi đến nhà tôi ở rể chỉ muốn ăn ngon mà lười không chịu làm. Hiện tại biết điều, cũng tốt, thế thì đến khách sạn giúp tôi làm việc đi. Giữa trưa hôm sau, Lâm Thư Âm lái chiếc BMW X5 mới mua chở Diệp Vô Phong đến khách sạn lớn Hoàng Triều. Mặc dù trước đó Diệp Vô Phong đã đến khách sạn không ít lần, nhưng người trong khách sạn này trên trên dưới dưới không ai biết Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm là một đôi. Lâm Thư Âm gọi trợ lý tử mạch của mình đến, tử mạch, đây là Diệp Vô Phong. Từ hôm nay trở đi, anh ấy chính là đội trưởng đội an ninh của khách sạn này. Tử mạch nghi ngờ nhìn Lâm Thư Âm, sau đó kinh ngạc nói, chị Âm, đây không phải là cái anh chuyên đi giao đồ ăn nhanh sao? Chị định để anh ấy đến chống chọi với cái thằng Phùng Nhị Biêu gây rối kia ấy hả? Liệu có được không chứ? trước đây diệp vô phong thường xuyên bị lâm thư âm trêu chọc khách sạn có cơm không ăn cứ muốn anh đạp xe lọc cọc đến đưa cơm chưa khó trách tử mạch tưởng anh là anh chàng giao đồ ăn nhanh điều này làm cho diệp vô phong phì cười ha ha xin chào tử mạch về sau chúng ta là đồng nghiệp rồi tử mạch nhìn anh gật gật đầu xem như làm quen lại lần nữa lâm thư âm cười cười nói một mình anh ấy đương nhiên là không được bảo vệ cao cấp của công ty bảo vệ long kiếm ngày kia sẽ có mặt ở khách sạn chúng ta. Mấy ngày nay công trường bên kia nhiều việc quá, lúc nào người của công ty bảo vệ đến, em với Diệp vô phong phụ trách tiếp đón nhé. Chị đã dự chi trước cho bọn họ 2 tháng tiền lương rồi, tổng cộng là hơn 300 triệu. Em biết rồi, chị âm. Diệp vô phong đi cùng Lâm Thư âm vào văn phòng của cô, nhịn không được hỏi, Thư âm, chuyện công ty bảo vệ Long Kiếm là thế nào? Lâm Thư âm nói, Phùng Nhị Biêu đến khách sạn lớn Hoàng Triều của chúng ta gây sự, đây chẳng qua là khúc nhạc dạo mở màn cho cuồng phong bão tố thôi, người đứng đằng sau nhất định còn có đòn phủ đầu khác. Em đã nói rồi, lâm thư âm em tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực tả ác, em thà ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Vốn dĩ công ty cũng có hai người bảo vệ, nhưng đều bị phùng nhị biêu đánh bị thương phải nằm viện, làm sao em yên tâm để anh một mình ở đây được. Vì thế, tối hôm qua em lên mạng tìm hiểu, thuê ba người bảo vệ cao cấp từ công ty bảo vệ Long Kiếm, dự chi trước cho bọn họ hai tháng tiền công, tổng cộng hơn 300 triệu. Em thà rằng ném tiến cho công ty bảo vệ. Hóa ra là như vậy. Diệp vô phong khẽ gật đầu. Lâm thư âm lại nói, vô phong, trước khi người của bên bảo vệ Long Kiếm đến, chẳng may cái thằng điên phùng nhị biêu kia lại đến gây rối, Anh nhất định phải nhẫn nhịn một chút, đừng động tay động chân với bọn nó, kẻo lại chịu thiệt. Không nghĩ đến Lâm thư âm lại lo lắng hết mọi chuyện cho anh như thế, chẳng qua cô bỏ hơn 300 triệu này ra đúng là uổng phí rồi. Có một mình anh ở đây, cho dù tất cả xã hội đen của cả ba cái thành phố Tam Giang cộng lại, cùng nhảy vào một lúc thì cũng là tìm đường chết thôi. Thư Âm, em yên tâm đi, cho dù không có người của bên bảo vệ Long Kiếm, anh cam đoan với em, thằng nào dám đến đây làm loạn, anh sẽ cho nó nửa đời sau trải qua trên giường. Lâm Thư Âm nói, chém gió. Diệp Vô Phong nghiêm túc nói, không có mà, anh nói thật. Vừa nói xong, tử mạch đã hoang mang hốt hoảng từ bên ngoài vội vã chạy vào, chị âm, không xong rồi, phùng nhị bưu lại tới nữa rồi. Lâm thư âm nhìn nhìn Diệp vô phong, xem anh định làm thế nào. Diệp vô phong mặt trầm xuống, lập tức đứng lên, anh đi xem xem. Ba người cùng nhau đi đến phòng ăn dưới lầu, trong đại sảnh. Phùng nhị bưu mang theo mấy người nữa đang quấy rối đập phá. Mấy cái bàn gần cửa đều bị đập cho gãy hỏng lung tung, trên mặt đất là một mớ hỗn độn, Lâm Thư âm tức giận nói, Phùng Nhị Biêu, anh dựa vào cái gì mà đến khách sạn của tôi đập phá? Phùng Nhị Biêu kỳ quái nói, kia xếp Lâm, thằng này vì sao lại đến khách sạn của cô đập phá, trong lòng cô chắc phải tự biết rồi chứ. Lâm Thư âm hừ một tiếng, tôi không biết, anh nói rõ ràng đi. Phùng Nhị Biêu nói, anh em bọn này đến nhà hàng của cô ủng hộ, muốn ăn có cái sủi cảo thôi, thế mà đầu bếp nhà cô lại không làm cho, bảo tôi có tức giận hay không đập mấy cái bàn đã là giữ mặt mũi cho cô rồi làm ông đây không vui tôi không biết còn có thể làm ra chuyện gì khác đâu lâm thư âm chửi ầm lên phùng nhị biêu anh tưởng anh dọa được tôi à anh cho rằng như thế này là tôi sẽ ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo khách trong nhà hàng của tôi đều bị chúng mày dọa cho chạy hết anh cố ý không cho tao làm ăn buôn bán tôi biết thừa mục đích của mày rồi chính là muốn ép tao bán khách sạn lớn hoàng triều đi phùng nhị biêu cười khẩy nói cô biết thế là tốt rồi lâm thư âm nghiến răng nói hôm nay tôi chính thức nói cho anh biết cho dù không làm ăn được nữa tôi cũng sẽ không cúi đầu trước ai hết cho dù là ai cũng đừng mong đập phá khách sạn của tôi không có cửa đâu trừ khi mang máy ủi đất đến nghiền qua người tao mà san phẳng chỗ này cô cô cũng mạnh miệng đấy phùng nhị biêu hung tợn nghiến răng thế thì bà chủ à cô cũng đừng trách thằng này không nể mặt tụi mày đâu, đập hết cho tao. Phùng nhị Bưu ra lệnh một tiếng, bọn côn đồ kia tiếp tục lao vào đập phá. Đúng lúc này, Diệp vô phong đứng ra, đưa tay ngăn cản, khoan đã, chúng mày có biết pháp luật là gì không hả? Phùng nhị Bưu hùng hùng hổ hồ nhìn Diệp vô phong, nói, mày là thằng nào? Lại thích xen vào chuyện của người khác. Diệp vô phong nghiêm nghị nói, tao là đội trưởng đội an ninh ở đây. Tao khuyên lũ chúng mày, tốt nhất là xin lỗi bà chủ rồi chạy nhanh còn kịp không thì đừng trách tao không nương tay. Phùng nhị bưu nổi điên, mày không khách sáo, không khách sáo thì mày làm được gì? Trông như cái bộ xương khô, còn không đủ cho ông đây đấm một đấm. Biết điều thì cút ngay. Diệp vô phong bị chửi cho phát cáu, xem ra mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Phùng nhị bưu trừng lớn mắt, nổi trận lôi đình, mày ngứa đòn đúng không? Dứt lời liền đấm một đấm về phía Diệp vô phong. Diệp vô phong không thèm tránh, một đấm này nện thẳng lên bụng diệp vô phong kêu lên một tiếng cả người bay ra ngoài cơ thể mất cân bằng ngã nhào vào một cái ghế anh nhe răng nhếch miệng trách cứ nói mày còn dám đánh người lâm thư âm hết sức lo lắng anh sẽ bị thương nói thế nào đi nữa anh cũng là chồng cô đồng thời cô lại tự ảo tưởng diệp vô phong sẽ bị chọc giận sau đó tiểu vũ trụ bùng nổ từ dưới đất nhảy vọt lên lao về phía trước ba đấm năm đá đánh cho cái thằng Phùng nhị bước chết tiệt suốt ngày đến phá đường làm ăn của cô này tè ra quần. Anh hùng là cái gì? Chính là vào lúc then chốt, có thể đứng ra gánh vác mọi chuyện, dùng năng lực của bản thân ngăn cơn sóng dữ, trở thành đấng cứu thế cứu vớt nhân gian, vậy mới gọi là anh hùng chứ. Đó mới là người chồng lý tưởng trong lòng cô. Nhưng mà cái tình thiết đầy tính truyền thuyết mà Lâm Thư Âm tưởng tượng ra ấy không có xuất hiện. Diệp vô phong xoa xoa cái tay, lại xoa xoa cái chân sau đó tập tính đi tới, hướng về phía Phùng Nhị Biêu nói, mày, mày sao lại không biết lý lẽ như vậy hả? Quân tử động khẩu không động thủ, mày mà còn làm càn nữa, tao không khách sáo với mày đâu. Đồ ngu, không khách sáo thì mày định làm gì? Diệp vô phong dùng vẻ mặt nghiêm trang tuyên bố, tao là đội trưởng đội an ninh của khách sạn lớn Hoàng Triều này đấy. Ai dám quấy phá ở đây tức là không nể mặt tao, cả đời nó sẽ phải hối hận. Nể cái ông nội nhà mày chứ nể, cút, Phùng Nhị Biêu lại giơ chân sút một phát, cả người Diệp Vô Phong lần nữa bay ra xa. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 20.